Nhà họ Hứa thiếu tiền do tập đoàn đang đứng trước bờ vực phá sản. Bố của cô phải vay nặng lãi, bây giờ đối phương đang chạy đến tận nhà đòi nợ, còn đòi lấy mạng bố cô. Bố cô không còn sự lựa chọn nào, vì không nỡ hy sinh chị gái cô nên đã gả cô đến nhà họ Cố. Bên kia đồng ý với bố cô, còn yêu cầu đêm nay phải kiểm hàng. Kiểm hàng, nói đúng hơn chính là kiểm tra cơ thể. Đối với con trai thứ ba nhà họ Cố, cô chỉ là một món hàng không hơn không kém. Chuyện vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Của tác giả Nhị Tỷ kể về Hứa Minh Tâm còn chưa đủ 18 tuổi đã bị gả cho một ông già 50. Nhưng cô không ngờ, ông già 50 ấy hóa ra còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt lại có một vết sẹo lớn cực kỳ đáng sợ. Vợ nhỏ, em sợ tôi sao? Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Hứa Minh Tâm. Tập 1. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Hứa Minh Tâm nằm thẫn thờ trên giường, cả người cô cứng đờ như bị phù phép. Không thể cử động nổi. Đêm nay, là đêm đính hôn của cô với một ông già. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hứa Minh Tâm lo lắng nhắm chặt mắt lại, cô sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khắp nơi người ta đồn thổi rằng cậu ba nhà họ Cố tướng mạo vô cùng xấu xí, hơn nữa tính cách còn vô cùng quái đản. Không những vậy, chuyện giường chiếu của ông hình như còn có chút vấn đề, vì thế không có người phụ nữ nào dám ở bên cạnh người đàn ông đó. Trong thành phố này, kể cả có người thèm muốn sản nghiệp nhà họ Cố cũng không dám gả con gái cho người đó. Thế nhưng, nhà họ Hứa dám. Nhà họ Hứa thiếu tiền do tập đoàn đang đứng trước bờ vực phá sản. Bố của cô phải vay nặng lãi, bây giờ đối phương đang chạy đến tận nhà đòi nợ, còn đòi lấy mạng bố cô. Bố cô không còn sự lựa chọn nào, vì không nỡ hy sinh chị gái cô nên đã gả cô đến nhà họ Cố. Bên kia đồng ý với bố cô, còn yêu cầu đêm nay phải kiểm hàng. Kiểm hàng, nói đúng hơn chính là kiểm tra cơ thể. Đối với con trai thứ ba nhà họ Cố, cô chỉ là một món hàng không hơn không kém. Cô cảm thấy đối phương khoảng 40, 50 tuổi còn chưa kết hôn sinh con, nếu không phải chuyện giường chiếu có vấn đề thì chắc chắn là do có sở thích gì đó đặc biệt. Ví dụ như, ngược đãi. Vừa nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy rùng mình hơn. Chiếc chăn bông được nhấc lên, một bàn tay to lớn chạm lên người cô, thô ráp. Sần sùi còn có chút lạnh lẽo, giống như bàn tay của một con ác quỷ đến từ địa ngục vậy. A! Cô hét lên đầy sợ hãi. Đối phương bỗng chốc trầm mặc, sau đó nói, sợ à? Giọng ông trầm, khàn khàn, với tinh thần lo lắng cực độ hiện giờ của Hứa Minh Tâm, cô căn bản không phân biệt được giọng nói của người đó có dễ nghe hay không. Cô chỉ cảm giác giọng nói đó có chút u ám, giống như đang tức giận vậy. Vừa nghĩ đến bố còn đang chờ tiền của mình để cứu mạng, cô nghiến chặt răng, kìm nén sự run rẩy nói, đúng. Tôi có chút sợ hãi, thế nhưng tôi có thể khắc phục. Bật đèn lên đi, có thể bật đèn lên cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đối phương là một người rất lịch thiệp, không đưa ra yêu cầu ép buộc nào. Ông giơ tay lên, định chạm vào công tắc đèn trên tường thế nhưng Hứa Minh Tâm đã giữ chặt tay ông ấy lại. Không cần. Giọng nói của cô run run. Như đang cầu xin. Người ngoài đều nói cậu ba nhà họ Cố là một người rất hung dữ, thậm chí trên mặt còn có một vết sẹo dài bằng ngón tay nữa. Nếu như bây giờ bật đèn lên, với tâm lý bất ổn như bây giờ nhỡ cô ngất đi thì sao đây? Bật đèn, hoàn toàn không thể. Cậu ba nhà họ Cố im lặng, dường như ông ấy hiểu ra điều gì đó nên từ từ rút tay về. Ông ấy đưa tay vuốt ve má cô muốn ngăn lại nhưng không dám. Thưa ông. Đây là lần đầu tiên của tôi, ông có thể nhẹ nhàng một chút không? Cô nói ngắc ngứ. Ngón tay ông ấy bắt đầu từ lông mày, lướt qua sống mũi, bờ môi rồi đến chiếc cổ mảnh mai cũng như bờ vai gầy và xương quai xanh của cô. Bàn tay ấy càng đưa xuống sâu hơn nữa. Cơ thể cô càng căng cứng, vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ga giường như thể cô sắp cào cấu. Người đàn ông ấy biết rõ cô đang sợ hãi, thế nhưng động tác vẫn rất thoải mái. Dường như dần dần áp đảo ý chí của cô. Cô có biết đêm nay cô nằm ở đây có nghĩa gì không? Có nghĩa là từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người của ông. Ồ, cô cũng biết thân biết phận đấy nhỉ. Tôi cần một người vợ còn cô thì cần tiền. Hai người chúng ta đều có thứ đối phương cần. Vừa nói, tay của ông ấy vừa lướt trên làn da trắng nõn nà của cô. Hứa Minh Tâm từ lớn đến giờ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đáng xấu hổ như vậy. Cô cảm thấy làn da của mình đang đỏ ửng lên, hận không thể bị người ta đánh chết luôn đi.
Cô rõ ràng rất bài xích người đàn ông lạ mặt này, thế nhưng đêm nay cô lại sắp trở thành người phụ nữ của ông ấy và trong tương lai cô cũng sẽ trở thành vợ của ông ấy. Ông ấy hơn 40, còn cô mới chỉ 18. Độ tuổi như vậy thật trớ trêu. Có lẽ đây là số phận của cô. Cô nên hiểu rõ ý nghĩa của kiềm hàng. Giọng nói của ông ấy rất điềm đạm nhưng mang sắc thái ra lệnh trong đó. Khi nghe thấy chất giọng ấy, cả người cô run lên, cô biết rằng đối phương vì sự phản kháng của mình nên đang dần mất kiên nhẫn. Ngày hôm qua, cô vừa mới làm lễ trưởng thành xong. Bây giờ cô như quả chín đặt ngay trước mặt người đàn ông kia. Cô không đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ hy vọng ông ấy có thể nhẹ nhàng, đừng làm những trò bạo hành, ngược đãi với mình là được. Cô thả lỏng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, từ bỏ sự phản kháng vô vọng của mình, cô cứ nghĩ tiếp theo đó cô sẽ trở thành vật sở hữu của ông ấy, thế nhưng cô không ngờ rằng chiếc chăn bông lại được đắp lại lên người mình ngay sau đó. Cô ngây người trong giây lát, bên tai cô vang lên giọng nói nhỏ dần của người đàn ông, đã kiểm tra xong, rất sạch sẽ. Bây giờ cô vẫn còn nhỏ, đợi đến khi cô thật sự sẵn sàng rồi thì tôi mới cần cô. Cô sững sờ, mở to hai mắt thế nhưng người đàn ông đã rời đi. Cô vội vàng bật đèn lên, không biết là ông ấy đang ăn năn hay là đồng ý với cô rồi. Cô muốn đuổi theo ông ấy thế nhưng cô lại không dám. Cô nhìn quanh khắp căn phòng, người đàn ông ấy không để lại thứ gì ngoại trừ mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, không quá nồng đậm mà thậm chí còn có hương thơm. Cô đợi hơn 10 phút, sau khi chắc chắn rằng người đàn ông sẽ không quay lại nữa, cô mới mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Thế nhưng không ngờ, một đám phóng viên đang đợi cô ngoài cửa. Ánh đèn flash nhắm thẳng vào người cô, chiếc micro ở gần thậm chí còn như sắp chạm thẳng vào mặt cô. Phóng viên hùng hổ hỏi, chúng tôi nhận được điện thoại từ người dân, họ nói cô và ông bà nhà họ Cố đã đính hôn rồi, xin hỏi điều này có phải thật không ạ? Cậu ba đâu rồi? Cậu ba không ra ngoài cùng cô sao? Xin hỏi cậu ba có giống với lời đồn không ạ? Thời gian ngắn như vậy mà cô đã đi ra ngoài, xin hỏi quả thật năng lực về chuyện giường chiếu của cậu ba không đạt yêu cầu ạ? Mọi người đều biết rõ cậu ba nhà họ Cố tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn không thích nữ giới, còn đồn thổi rằng chuyện giường chiếu rất yếu kém. Hứa Minh Tâm từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bị họ ép đến mức cứ phải lùi về phía sau. Cuối cùng cô động phải cột nhà, không còn đường lui nữa. Nhà họ Cố là gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất kinh đô, đám phóng viên căn bản không đủ khả năng xúc phạm họ. Thế nhưng bây giờ lại có người đang nhằm vào cậu ba nhà họ Cố một cách trắng trợn, điều này được xem như họ đang chống lại nhà họ Cố. Xem ra, có vẻ như có người chống lưng cho họ. Cậu ba đã đồng ý sẽ giúp đỡ cô, vậy thì lúc này cô không thể không ra tay trượng nghĩa được. Nhưng, cô phải làm thế nào mới được đây? Ngay lúc cô cảm thấy vô cùng khó xử thì có người nhìn thấy chiếc xe thương vụ ở bên đường. Trong bóng tối, khuôn mặt của người đàn ông rất mơ hồ. Tài xế nói, thưa ông, xem ra phía gia tộc bên kia có động tĩnh rồi, muốn dựa vào tin đồn của người khác để đặt điều cho ông. Ông có cần tôi xử lý không ạ? Đi đi, đừng làm cô ấy sợ. Giọng nói không một chút cảm xúc nào vang lên một cách lãnh đạm. Khi tài xế vừa mới xuống xe gọi người xử lý chuyện thì bên phía Hứa Minh Tâm đã có hành động khác. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói, má cô hơi ửng hồng, như có chút rụt rè, e thẹn. Cậu ba còn có việc phải làm nên đi trước, để tôi ở lại đây nghỉ ngơi rồi rời đi sau. Mà mãi tôi không xuống được giường thì làm sao đi được đây? Cô không trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên, chỉ nói đơn giản mình không xuống giường được, điều này đã chứng tỏ được năng lực của ông ấy rồi. Đám phóng viên không ngờ rằng cô lại trả lời như vậy, hết người này đến người khác đưa mắt nhìn nhau. Vậy thì, cô Hứa xin hỏi, người ta đều nói ngoại hình của cậu ba nhà họ Cố. Người đàn ông của tôi đương nhiên phải đẹp trai nhất trên đời này rồi. Các người có ai từng được nhìn thấy gương mặt thật của anh ấy chưa? Người đàn ông của tôi không ưa ồn ào, chỉ thích ở phía sau thôi. Không ngờ rằng lại bị người ta dựng chuyện có tướng mạo xấu xí. Còn có người nói người đàn ông của tôi là người phóng khoáng, không quan tâm đến những kẻ tiểu nhân tính toán. Vì thế, là phụ nữ ấy mà, trước tiên phải chọn được người đàn ông giống như cậu ba, cho người ta một cảm giác an toàn, quan trọng là còn có một cuộc sống về đêm hài hòa. Lời nói của cô vô cùng bay bổng, câu nào câu nấy đều có người đàn ông của tôi, nghe giống như thật vậy.
dù sao thì cũng chưa từng có ai được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cậu ba nhà họ Cố, cho dù cô có nói dối thì cũng không ai biết được. Trong lòng cô vô cùng đắc ý, tự cảm thấy mình là một người thông minh, tự khen ngợi sự khéo léo của mình. Cánh phóng viên thậm chí cũng không biết nên tiếp lời cô thế nào. Bọn họ được người khác chỉ định đến đây phỏng vấn cô, với mục đích là moi được thông tin người kia muốn, thế nhưng bây giờ không moi được bất kỳ thông tin nào, cũng không biết phải làm sao. Được rồi, tôi không nói nữa, một lát nữa người đàn ông của tôi còn tới đón tôi đi ăn tối. Tôi đi trước đây. Cô mỉm cười một cách hào phóng rồi vẫy tay rời đi. Nếu cậu ba nhà họ Cố đã tốt như vậy, yêu thương cô như vậy, sao khi ông ấy đi trước không để lại một chiếc xe đưa cô về vậy? Ngay khi phóng viên dứt lời, cả người cô lập tức căng cứng. Cô trợn tròn mắt nói, ai nói không có. 5 phút nữa tài xế sẽ đến đây, tôi đứng đợi tài xế ngoài cửa, không được sao? Hai, tôi đã nói không cần cử người đến đón, như thế khoa trương quá, nhưng cậu ba đâu có nghe. Vậy sao, vậy thì chúng tôi cũng sẽ đợi thêm 5 phút nữa, xem có giống như lời cô hứa đây nói hay không. Phóng viên vẫn không chịu buông tha, cố chấp chờ đợi. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, tự trách mình đã đưa ra một khoảng thời gian quá ngắn. Trong khoảng thời gian 5 phút thì kiếm đâu ra xe đây? Cô vội vàng lấy cớ đi vệ sinh rồi bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu. Cô đã nhờ bản thân nhanh chóng lái chiếc xe Audi A6 đến đây giúp đỡ cô. Ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ rằng có một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang dừng ở trước cửa, còn có một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ tây đứng đợi sẵn. Người đó hơi nghiêng người về phía Hứa Minh Tâm, sau đó mở cửa ghế sau và nói, cô Hứa, xin mời cô lên xe, ông chủ đang đợi cô về cùng ăn tối ở biệt thự. Sau khi nghe người đàn ông nói vậy, Hứa Minh Tâm nhìn xung quanh, cô cảm thấy cậu ba nhà họ Cố chắc hẳn đã cài máy nghe lén vào người mình, nếu không, sao ông ấy có thể biết được ở đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng cô cũng không có thời gian chần chừ, chỉ có thể nhanh chóng lên xe. Bây giờ cô rất nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh này. Chiếc xe vừa khởi động, cô liền vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong chiếc xe, người tài xế thốt lên, thưa ông, không ngờ cô Hứa lại thông minh như vậy, cô ấy đã giúp anh giảm thiểu nhiều rắc rối không đáng có. Tôi sẽ xử lý đám phóng viên đó ngay lập tức, tuyệt đối không để tin tức đó rơi vào tay ông nội. Không cần. Người đàn ông dừng lại và nở nụ cười. Trong bóng tối, đôi mắt phượng ấy chỉ thuộc về loài chim ưng mang một sự hung hãn đến đáng sợ. Khi cô gái này nói ra 5 chữ người đàn ông của tôi, sao ông ấy đột nhiên lại cảm thấy kiêu hãnh như vậy chứ? Ông ấy đưa tay sờ mũi, tài xế hiểu rằng đây là động tác theo thói quen khi nhìn trúng con mồi của ông ấy. Có vẻ như ông ấy không chỉ coi bên kia là đối tượng kết hôn trên hợp đồng mà còn có những âm mưu khác. Tôi cần toàn bộ thông tin về cô ấy, nhân tiện tìm hiểu xem cô ấy thích mẫu người đàn ông thế nào. Vâng thưa ông, chim ưng sắp hành động rồi. Không bao lâu sau, tin tức rơi vào tay người nắm quyền nhà họ Cố. Ông nội Cố năm nay đã hơn 60 tuổi, cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, minh mẫn. Ông ấy vừa xem video vừa mỉm cười, chỉ vào Hứa Minh Tâm trên màn hình và nói, cô gái này nhất định phải làm con dâu của tôi. Tôi muốn cô gái này, mau ra lệnh cho cậu ba, mau chóng đưa cô gái này về nhà. Ta rất thích cô gái này. Cuối cùng Hứa Minh Tâm đứng trước cửa biệt thự, cô ngẩn cả người. Một ông lão mở cửa ra, kính cẩn nói, cô Hứa, tôi là quản gia của cậu ba, cô có thể gọi tôi là chú An. Cậu ba còn có chút việc cần phải giải quyết, sẽ nhanh chóng trở về ăn tối cùng cô. Hứa Minh Tâm trong lòng không ngừng kêu khổ, cô không thèm ăn tối với cậu ba nhà họ Cố. Cô thật sự chỉ là thuận miệng nói thế thôi mà. Hứa Minh Tâm sợ đến mức đứng im bất động, cuối cùng chú An phải kéo cô vào trong. Cô ngồi xuống trước bàn ăn, trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi các món ăn thịnh soạn, những ngọn nến thắp sáng lung linh, một bữa tối lãng mạn đầy ánh nến. Nhưng cô không thấy có chút hứng thú nào cả. Trong sâu thẳm tâm trí Hứa Minh Tâm, những tin đồn về cậu ba nhà họ Cố lần lượt xuất hiện. Ông ấy là một người đàn ông rất già, có những sở thích đặc biệt. Tính cách quái đản hơn nữa còn có khuôn mặt vô cùng xấu xí. Con trai của anh cả cậu ba còn lớn hơn ông ấy nữa, thế nhưng bây giờ ông ấy vẫn ở một mình, nghe nói chuyện giường chiếu của ông ấy không ổn. Đêm nay, cô đã bị lột sạch quần áo mà ông ấy còn không cần cô, có thể thấy lời đồn đó không phải là giả. Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi cậu ba nhà họ Cố,
nhưng cô không ngờ còn phải đối phó với phóng viên, cô lại tự đào hố chôn mình lần nữa. Cô khóc không ra nước mắt, đến cả suy nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện trong đầu cô rồi. Đúng lúc cô đang vô cùng căng thẳng thì giọng nói của chú An vang lên. Thưa ông, mời ông vào trong. Cậu ba nhà họ Cố đã trở lại. Hứa Minh Tâm sợ hãi đứng dậy, không ngờ cô lại đập đầu gối vào gầm bàn, đau đớn kêu lên. Cố Gia Huy vừa mới bước vào đã thấy cô cúi người với dáng vẻ đau đớn. Cố Gia Huy nhướng mày tỏ ra quan tâm, giọng nói trầm thấp, điềm đạm, cô làm sao vậy? Cô vội vàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô đó là một khuôn mặt đáng sợ. Một nửa khuôn mặt của Cố Gia Huy dường như đã bị lửa thiêu rụi, trông thật xấu xí. Đôi mắt ấy giống như con báo đang nhìn chằm chằm vào kẻ địch, giống như là đang thưởng thức con mồi vậy. Ông ấy, à không, anh trẻ hơn và cũng đáng sợ hơn tưởng tượng của cô. Cô thốt lên một tiếng, cứ thế lùi lại phía sau trong sợ hãi, cuối cùng cô ngã dập mông xuống đất. Cố Gia Huy cau mày, anh bước tới định đỡ cô dậy nhưng cô giống như một chú thỏ đang sợ hãi, vội vàng đẩy tay anh ra. Anh đừng động vào người tôi. Cô sợ tôi à, anh đứng thẳng dậy. Nhìn cô một cách trịch thượng. Khí thế của anh vô cùng mạnh mẽ, đến mức khiến cho cô cảm thấy không thể thở nổi. Cô nhắm tịt mắt lại, không dám mở mắt ra nhìn anh, vì cô sợ chạm phải ánh mắt của anh. Cô muốn lắc đầu, muốn phủ nhận rằng cô không sợ, thế nhưng cô không thể làm được. Cả người cô run rẩy, không nói được lời nào. Rõ ràng bây giờ đang giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt và đang giữa đêm khô giáo, thế nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Rất rất lạnh, giống như rơi vào một hầm băng vậy. Sắc mặt của Cố Gia Huy vẫn vô cùng ảm đạm, anh khó chịu kéo rộng cổ áo ra. Việc cô sợ anh là chuyện rất bình thường, hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, thế nhưng... Lúc này nhìn thấy cô đang run rẩy, chống cự lại sự tiếp cận của mình khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như cô ấy không thể chấp nhận được anh, vậy thì người vợ này cũng không cần cưới nữa. Đưa cô ấy về đi. Cố Gia Huy vứt cà vạt đi, lạnh lùng nói. Chú An đứng bên cạnh thầm thở dài, xem ra cô gái này cũng giống với những cô gái trước đây, chỉ nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài. Chú An tiến lên phía trước, nói, cô Hứa, để tôi đưa cô trở về. Việc cô và ông chủ chúng tôi sẽ phá bỏ, thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ nhà họ Hứa. Ông chủ là người nói được là được, mong cô cứ yên tâm. Hứa Minh Tâm mở to nghe mắt khi nghe lời chú An. Cô không ngờ rằng hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Cô có thể giữ được sự trong trắng của bản thân mình, hơn nữa còn lấy được tiền đầu tư sao? Cô nhanh chóng bỏ dậy, từ chối ý tốt của chú An, vội vàng rời đi. Nơi này quá u ám, cô cảm thấy sợ. Chú An lắc đầu, nhìn theo bóng lưng của cô. Sau đó, ông ấy đi đến phòng làm việc của Cố Gia Huy và gõ cửa. Cô ấy đi rồi. Giọng của Cố Gia Huy từ bên trong vọng ra. Vâng, thưa ông chủ, chú An bất lực nói. Khó khăn lắm cậu ba mới cảm thấy có hứng thú với một người, thế nhưng đối phương lại không có may mắn đó, cứ như vậy bỏ lỡ anh. Tuy nhiên ông ấy vẫn hy vọng cậu ba có thể tìm được người tốt hơn. Trong phòng làm việc không có tiếng trả lời, không gian vô cùng yên tĩnh. Ngày hôm sau, chú An đi ra ngoài mở cửa, không ngờ rằng ngoài cửa có một người đang ngủ, và người đó lại là cô gái hôm qua đã rời đi Hứa Minh Tâm. Hôm qua Hứa Minh Tâm đi được tới nửa đường, càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Muốn giúp đỡ nhà họ Hứa thì ít nhất cũng phải có hơn 2, 3 tỷ. Mà cô chưa hề bỏ ra cái gì, đã có thể lấy được nhiều tiền như vậy, lương tâm của cô rất bất an, trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn câu nói kia của chú An, ngài Cố là một người nói một không nói hai. Cố Gia Huy là một kẻ giữ chữ tín, vậy thì cô tính là cái gì? Điều kiện giao dịch này chính là do cô chủ động đề ra. Cô không có tư cách đổi ý. Hơn nữa, Cố Gia Huy là người như thế nào? Nếu như anh ta ghi hận chuyện nãy trong lòng, về sau muốn đánh ngã nhà họ Hứa là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô không thể mạo hiểm bởi vì hậu quả này cô gánh không không nổi. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn quay trở lại, nhưng lại không có can đảm để gõ cửa. Cô chỉ cần nghĩ tới việc phải nhìn gương mặt dọa người kia cả đêm, thì không khác gì đi xem phim kinh dị cả. Nghĩ tới như vậy, cả người cô run rẩy, cuối cùng đành ngồi xổm ở góc tường, ngủ quên tới tận sáng. Đợi tới khi chú An phát hiện ra, cô đã sốt cao, cả người mơ mơ màng màng. Cố Gia Huy cũng không nghĩ tới cô nhóc này đã rời đi còn quay lại, lại còn ngủ một đêm ở ngoài cửa,
khiến bản thân mắc bệnh. Cô nhóc này là kẻ ngốc sao? Hứa Minh Tâm hôn mê hơn một ngày, màn đêm buông xuống cô mới từ từ tỉnh lại. Lúc tỉnh lại đầu có hơi choáng váng, chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh lại chính là kiểm tra quần áo của bản thân, phát hiện vân là bộ quần áo hôm qua, lúc này cô mới yên tâm đôi chút. Xong, chưa để Hứa Minh Tâm vui mừng lâu hơn, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp, giống như âm thanh tiếng đàn sen lô réo rắt, gợi cảm vô cùng. Nếu như đã sợ hãi như vậy, vì sao còn phải quay trở lại? Cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trên ghế sofa cách đó không xa, người đàn ông đang lật xem một cuốn tạp chí, ngón tay thon dài tinh xảo như ngọc đang giữ một góc sách. Lúc cô nhìn lại, anh ta cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua. Hứa Minh Tâm nhìn thấy gương mặt khiến cho người ta sợ hãi kia, trái tim lại căng lên. Cô nén sự sợ hãi, lấy hết can đảm nói, trước kia là em đưa ra điều kiện để ngài giúp em giải quyết vấn đề của nhà họ Hứa. Còn em sẽ đồng ý gả cho ngài. Tuy rằng tuổi của em còn nhỏ, còn chưa tới tuổi để kết hôn, nhưng không có nghĩa là em không giữ chữ tín. Quả thật em rất sợ ngài, nhưng em sẽ cố gắng khắc phục, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, em sẽ không sợ ngài nữa. Cô siết chặt nắm tay, gần từng chữ một, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Chỉ là giọng nói run rẩy đã bán đứng cô. Cố Gia Huy nghe cô nói như vậy, không khỏi hơi nhướng mày. Anh đi lên phía trước vài bước, tới gần mép giường. Cô nhanh chóng lùi về phía sau, thấy bước chân của anh dừng lại, cô bỗng nhiên ý thức được việc mình làm không đúng. Cô cắn chặt răng, bạo gan dịch lên phía trước hai bước, ngồi ở mép giường nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Trong lòng Cố Gia Huy lập tức đầy sự hứng thú đối với Hứa Minh Tâm, bàn tay to lớn của anh chậm rãi vuốt ve gò má cô, hỏi, như vậy cũng không sợ. Cô run lên bần bật. Làn da nóng hổi chạm tới đầu ngón tay lạnh như băng của anh, càng thể hiện rõ sự đối lập. Sao cô có thể không sợ chứ? Nhưng người đàn ông này là chồng của cô, sẽ sống với cô từ bây giờ cho tới lúc chết, cô không thể sợ. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên quả quyết nói, không sợ. Tuổi không lớn, nhưng miệng lưỡi lại rất cứng. Cố Gia Huy cười khế một tiếng, môi mỏng gợi cảm hơi cong lên. Trong đôi mắt phượng hẹp dài có một chút ý trêu đùa. Hòa tan cảm giác kinh dị mà vết sẹo mang lại, khiến cho cả người anh trở nên thân thiện hơn không ít. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười kia, không nhịn được nghĩ thầm, nếu như ngài ấy không bị bỏng, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Chỉ tiếc, bàn tay Cố Gia Huy tiếp tục đi xuống, nhanh chóng luồn vào trong cổ áo của cô. Thân thể cô lập tức căng lên như dây đàn, đồng tử co lại nhìn anh đầy hoảng sợ. Như thế này, cũng không sợ sao? Anh dù bận vẫn ung dung như cũ, mở miệng trêu chọc cô, rõ ràng là muốn nhìn xem cái mỏ vịt chết của cô còn cứng tới khi nào. Đáy mắt anh, có chút ý khinh thường. Anh không tin cô, không tin Hứa Minh Tâm có thể nhịn được. Cô đột nhiên cảm thấy rất nhục nhã, không phải bởi vì động tác ngả ngớn của anh, mà là vì anh không hề tin cô, anh nghi ngờ sự thật lòng của cô. Ngài cũng có thể kiểm tra thân thể của em, xem rốt cuộc lời em nói có phải là thật hay không. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình cậu ba như anh nói 102. Cô gọi tôi là gì? Động tác của người đàn ông hơi ngừng lại, mắt phượng khẽ nheo lại mang cho người ta cảm giác tràn đầy nguy hiểm, rõ ràng anh không vui đối với cách xưng hô này của cô. Cậu ba, rất không may, Hứa Minh Tâm lại là một người gan lớn, cô không sợ chết mở miệng đáp, ngài là người chồng tương lai của em gọi ngài một cách thân mật như thế thì làm sao? Cố Gia Huy nghe lời giải thích hợp tình hợp lý như thế không nhịn được phì cười. Anh luôn ghét cách xưng hô khó nghe này, trong nhà cũng chỉ có ông già kia dám gọi anh như thế. Nhưng con nhóc này, lại giống như là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng dám mở miệng khiêu khích anh như thế. Thế nhưng anh lại không hề cảm thấy tức giận. Xưng hô một cách thân mật. Tôi cũng không ngại em gọi tôi một tiếng chồng yêu. Anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy bờ mông đang vênh lên của cô. Cô không phải là gầy, nơi cần lớn nhất định sẽ lớn, nơi cần nhỏ thì một cánh tay cũng có thể ôm tròn, nhưng lại rất nhẹ, ôm vào trong ngực giống như là một món đồ tinh xảo bằng sứ, tới mức Cố Gia Huy lo lắng liệu chỉ cần anh mạnh tay hơn một chút là sẽ làm hỏng cô. Khoảng cách giữa anh và cô lập tức kéo gần, anh cao hơn cô nửa cái đầu. Lần đầu tiên Hứa Minh Tâm được nhìn gương mặt của anh ở khoảng cách gần như vậy. Dấu vết của vết bỏng, nhìn thô ráp dọa người, hơn nữa giữa hai đầu lông mày có một vết sẹo, nhưng lại không dài như trong lời đồn, có vẻ càng hung ác hơn.
suốt nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, hẹp dài mê người. Khóe mắt còn vương chút lệ khí, vô hình trung tạo thành một cảm giác áp bách người đối diện. Mắt đen không có chút độ ấm giống như màn đêm buốt giá, lại như là sao trời mênh mông, cuồn cuộn rộng lớn. Sâu trong đôi mắt đen kịt kia như ẩn giấu một hang động tối đen, có thể hút người vào trong đó. Đối diện với ánh mắt của anh, đột nhiên cô không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa, có lẽ do bản thân Hứa Minh Tâm tự ép mình không được sợ anh, ý chí thôi thúc phản ứng thân thể, đã có hiệu quả. Cô hít sâu một hơi, thật thà nói, chờ tới khi em 21 tuổi, chờ tới khi em đủ tuổi đi đăng ký kết hôn, em đương nhiên sẽ gọi ngài một tiếng chồng yêu. Hiện tại, chúng ta chỉ là quan hệ đính ước, còn chưa thân mật tới mức như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Minh Tâm có chút thẹn thùng. Cô mới 18 tuổi, thế mà đã là vợ chưa cưới của người khác, sau này còn phải chung chăn gối với người đó, còn phải cùng nhau xây dựng gia đình với người đó. Nghĩ tới thôi là đã thấy khó tin rồi. Cố Gia Huy nghe cô nói như vậy, đột nhiên lại có cảm giác chờ mong, hy vọng cô nhóc này mau chóng lớn lên. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Hứa Minh Tâm, anh đột nhiên rất muốn trêu chọc cô. Nếu đã là chồng chưa cưới, vậy em hôn tôi một cái. Hả? Hứa Minh Tâm ngơ ngác, máu toàn thân như đổ đồn hết lên tai, tai cô đỏ ửng, bộ dạng xinh đẹp mê người. Nhưng Cố Gia mặt dày bằng Gia Huy lại không hề ý thức được da mặt là cái gì, nghiêng đầu qua, không phải là nói không sợ sao? Không phải nói tôi là chồng tương lai của em sao? Như thế nào, hôn chồng tương lai cũng không được sao? Hứa Minh Tâm nghe vậy khẽ cần môi, đây rõ ràng là phép khích tướng, nhưng là cô lại không thể phản bác, nếu không cô sẽ thua. Đáy lòng Hứa Minh Tâm bực bội, gan cũng đột nhiên lớn lên, cô dùng hai tay nâng mặt anh lên. Cố Gia Huy cố ý đem nửa khuôn mặt hoàn hảo lại gần, nhưng cô lại hôn ở phía bên vết sẹo xấu xí của anh. Nếu như cô đã chặt đứt đường lui của bản thân, vậy thì phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Cố Gia Huy rất hài lòng với nụ hôn này của cô, nếu như cô hôn ở trên môi, anh lại càng cảm thấy hài lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, thư ký đột nhiên gõ cửa, nói với anh rằng còn chút chuyện cần anh phải xử lý. Tuy rằng có hơi bực bội vì hứng thú bị cắt ngang, nhưng anh vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Cố Gia Huy rời đi, Hứa Minh Tâm vẫn còn ngơ ngác mơ màng. Cô hôn anh, đây có tính là nụ hôn đầu tiên không? Cô chôn mặt vào trong chăn, cũng không rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì. Hối hận sao, hay là ngại ngùng? Cố Gia Huy vào phòng đọc sách, thư ký đã đưa cho hẳn một tệp tài liệu. Chú An lại đứng một bên gỡ lớp mặt nạ da người trên mặt anh xuống, lộ ra gương mặt vốn có của anh. Một gương mặt hoàn mỹ lập tức hiện ra, ngũ quan tinh tế, đường nét góc cạnh rõ ràng, chẳng khác gì bức tượng hoàn mỹ được ông trời tạo ra, hoàn hảo không một góc chết. Quản gia An thử dò hỏi, ngài Cố, ngài có muốn gỡ mặt nạ này ra không? Cô Hứa đã vượt qua đề toán khó mà ngài đưa ra, nếu như cô ấy nhìn thấy gương mặt này của ngài, nhất định sẽ yêu ngài. Ngài Cố nhà ông ta đến bây giờ vẫn độc thân bởi vì những người phụ nữ kia chỉ cần nhìn thấy cái mặt nạ xấu xí của ngài ấy đều sợ hãi chạy trôi chết. Hứa Minh Tâm là người đầu tiên không những không chạy mà còn quay trở lại, thậm chí còn giống giặc tuyên bố sẽ khắc phục sự sợ hãi. Sự chân thành của cô giống như một đứa trẻ cả người đầy nhiệt huyết, khiến người ta nhìn thấy mà vui mừng. Cố Gia Huy nhìn mặt nạ như có điều suy tư, cuối cùng vẫn lắc đật cô ấy biết vội, cứ như vậy trước cái đã. Tư liệu tôi muốn đã tra được chưa? Thư ký nghe vậy lập tức tiến lên, đưa toàn bộ tư liệu về Hứa Minh Tâm cho anh. Thư ký nghiêm túc phân tích, ngài Cố, cô Hứa là một người lương thiện, là một cô gái đầy nhiệt huyết, hình mẫu đàn ông lý tưởng có lẽ là một người tốt, ngài Cố. Chuyện này có hơi khó đối với ngài. Quan gia An cũng tiếp lời, đúng vậy, cô gái tốt ai cũng thích người đàn ông chính trực thiện lương. Ngài Cố. Chuyện này đúng là làm khó ngài. Cố Gia Huy nghe được những lời này hơi cau mày, nhịn không được nghĩ tới chính bản thân mình. Chẳng lẽ anh lại xấu xa tới như vậy? Vậy thì tôi phải làm như thế nào? Ngài Cố, ngài nên suy nghĩ tới việc làm người tốt. Từ trước tới nay Cố Gia Huy không phải là loại người tốt lành gì, cũng không ai dám mở miệng bảo anh là người tốt. Thế nhưng vì cô gái nhỏ này, hôm nay anh lại thật sự suy nghĩ về việc anh có nên trở thành một người tốt hay không? Hứa Minh Tâm cả đêm ngủ ngon, ngày hôm sau giống như uống thuốc tăng lực vào, cô cảm thấy cả người tràn trề sức lực, có kéo thêm vài con trâu cũng không có vấn đề gì.
cô không nhịn được cảm thán, làm người vẫn không nên mắc bệnh mới là tốt nhất, bị bệnh thật sự rất mệt. Hôm nay là ngày trường học khai giảng, cô cũng không thể ở chỗ này mãi, cô phải quay lại trường học. Cô vừa xuống lầu đã lập tức nhìn thấy Cố Gia Huy ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng. Trong tay anh là dao và nĩa, cổ tay áo hơi săn lên, để lộ ra một chiếc đồng hồ đắt tiền cao quý. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh đều toát ra sự quý phái không gì sánh kịp, giống như hoàng tử trời sinh đã mang theo sự kiêu ngạo hơn người. Anh không mặc áo khoác, áo sơ mi trắng phác họa thân thể hoàn mỹ của anh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vai rộng mông hẹp, quả thật là một cái móc treo quần áo. Nửa gương mặt không bị sẹo chính là tình nhân trong mộng của mọi cô gái, hoàng tử cưỡi bạch mã, chính là Bình Xuân Dược Di Động. Cô cho là tuổi tác của Cố Gia Huy hắn đã rất lớn rồi, có thể xem như cha của cô luôn rồi, nhưng thật ra năm nay anh mới chỉ 28 tuổi. Qua miệng của chú An, cô biết được anh là con của ông cụ Cố lúc về già, cho nên tuổi cũng không lớn. Nhưng cho dù là như vậy, Cố Gia Huy cũng đã lớn hơn cô 10 tuổi. 10 tuổi, chính là sự chênh lệch tuổi của chú với cháu. Chỉ mong là không có sự chênh lệch quá lớn. Dù sao đề tài giữa những người trẻ tuổi cô còn có thể thêm được một hai câu, nếu không sau này sống cùng nhau nhất định sẽ rất nhàm chán. Hứa Minh Tâm ngồi xuống bên cạnh anh, mở miệng nói, chuyện này. Hôm nay trường em khai giảng, em cần phải trở về trường. Nội quy của trường có quy định học sinh bắt buộc phải ở trọ, cho nên em không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Giờ phút này, cô đúng là ngàn vạn lần cảm tạ nội quy trường học. Chỉ hận không thể ôm hôn vị hiệu trưởng đã phát minh ra cái nội quy này 108 cái. Cuối tuần trở về là được, chúng ta cũng nên bồi dưỡng cảm tình. Không phải em muốn nỗ lực khắc phục sự sợ hãi sao? Vậy thì nên luyện tập nhiều một chút. Cố Gia Huy đương nhiên biết ý định của cô nhóc, nhưng anh cũng không định sẽ buông tha cho cô gái nhỏ này. Có cô ở đây, cuộc sống hàng ngày nhất định sẽ rất thú vị. Hứa Minh Tâm một câu cũng không nói nên lời. Là cô nói dối, nói muốn khắc phục sợ hãi, thế mà anh ta lại xem lời đó là thật, muốn luyện tập từng tuần một. Cô khóc không ra nước mắt, gục đầu xuống, chỉnh đốn lại tinh thần bắt đầu ăn cơm. Buổi sáng Hứa Minh Tâm đi tới trường học đưa tin, buổi chiều lại trở về nhà một chuyến. Cô đã rời nhà đi một ngày hai đêm, cũng không biết người trong nhà có lo lắng hay không. Hứa Minh Tâm đứng ở cạnh cửa, vừa mới định đẩy cửa đi vào lại không nghĩ tới sẽ nghe. Được đoạn đối thoại giữa Trần Hiểu Vân và Hứa An Kỳ đan kỳ của nhà chúng ta thật là đẹp, một người đẹp như vậy sao có thể gả cho một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngần ấy tuổi rồi còn đòi trâu già gặm cỏ non, mặc dù gia sản của nhà họ Cố hơn, nhưng cũng không có nghĩa là Cố Gia Huy sẽ được kế thừa. Cậu cả nhà họ Cố đã sớm nắm giữ quyền thừa kế, con chỉ cần giữ chặt lấy con của ông ta, nỗ lực gả qua đó, như vậy còn lo mẹ con nhà họ Hứa chúng ta không có ngày xuất hiện trước mặt mọi người sao. Mẹ, nói như vậy chẳng phải là bối phận của con sẽ nhỏ hơn con nhỏ Hứa Minh Tâm đó hay sao? Hứa An Kỳ không cam lòng nghiến răng nói. Hừ, con cho rằng Hứa Minh Tâm thật sự có thể gả được vào nhà họ Cố sao? Chờ cho tới khi nó đủ tuổi kết hôn, ít nhất còn phải 2 năm nữa, trong khoảng 2 năm này chưa biết chừng sẽ bị tên biến thái Cố Gia Huy chơi đùa tới chết. Hơn nữa con để ý bối phận làm gì, chỉ cần con gả vào nhà họ Cố, thì chính là bà chủ của nhà họ Cố. Là người trên vạn người. Cho dù bối phận của nó lớn hơn con thì thế nào, còn không phải là con có thể chèn ép nó khắp nơi hay sao? Cái này cũng đúng, mẹ, con nhất định sẽ xả giận thay cho mẹ. Một đứa con hoang cũng dám xưng là cô chủ của nhà họ Hứa, nó cũng xứng sao? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đạp nó dưới lòng bàn chân, sẽ khiến cho nó cả đời này không thể xoay người. Hứa Minh Tâm ở ngoài cửa nghe được những lời này. Trái tim thít lại. Cô và Hứa An Kỳ bên ngoài thì chính là quan hệ chị em ruột thịt từ một mẹ mà sinh, nhưng trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, cô không phải. Cô là đứa con hoang danh không chính ngôn không thuận, cô chưa từng nhìn thấy mẹ của mình. Nghe Trần Hiểu Vân nói, cô vừa mới sinh ra mẹ của cô đã ôm cô tới đây để đòi tiền, nếu không sẽ nói với truyền thông rằng cha của cô nuôi vợ bé ở bên ngoài. Trần Hiểu Vân vì mặt mũi của nhà họ Hứa, nén giận. Cho mẹ của cô một số tiền lớn để tống cổ mẹ của cô. Từ đó về sau, lửa giận của Trần Hiểu Vân rơi hết trên đầu cô. Từ nhỏ tới lớn, trong nhà này cô chính là một kẻ dư thừa. Quần áo, đồ chơi, sách vở, đều là của Hứa An Kỳ không dùng tới bố thí cho cô.
Cha của cô cũng hận mẹ của cô, cho rằng cô chính là một hòn đá ngáng đường ông ta, cho nên cũng không hề quan tâm cô. Vậy nên, lúc nhà họ Hứa rơi vào nguy hiểm, người bị đẩy ra cũng không phải là Hứa An Kỳ mà chính là cô vừa mới thành niên. Cô mất tích lâu như vậy còn muốn quay trở lại báo với bọn họ một tiếng, chỉ sợ bọn họ sốt ruột, nhưng hiện tại thì xem ra. Những chuyện đó đều là dư thừa. Cô buông lỏng bàn tay, ánh mắt nhìn qua cánh cửa tràn đầy sự cô đơn, sau đó thấp đầu rời đi, thế nên không nhìn thấy được chiếc xe phía đối diện đường. Ngài Cố, là cô Hứa thư ký mở miệng, hình như cô Hứa rất đau khổ, thân phận của cô Hứa ở nhà họ Hứa không được rõ ràng cho lắm, chỉ sợ là nghe được điều gì đó không hay. Cố Gia Huy du mắt, hôm nay anh tới đây là để thăm hỏi bọn họ một chút, thuận tiện bàn về việc đính hôn, nhưng lại không nghĩ tới gặp phải Hứa Minh Tâm gục đầu ở ngoài cửa nhà. Tinh thần cô uể oải không hề phấn chấn, giống như viên chân châu bị phủ bụi, bóng dáng gầy ốm kia, khiến anh đau lòng không thôi. Cô bị uất ức, lẻ loi cô đơn giống như con thú nhỏ thu về một góc một mình liếm láp miệng vết thương vậy. Cảnh cáo nhà họ Hứa một chút, người phụ nữ của nhà họ Cố. Không phải ai cũng có thể đắc tội, tôi có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề ngày hôm nay, thì ngày mai cũng có thể đạp ông ta xuống vực thẳm. Cố Gia Huy liếc mắt, lạnh giọng nói. Thư ký lập tức hiểu ra, ngài Cố đây là muốn ra mặt bênh vực người của mình. Hứa Minh Tâm đi tới một cửa hàng bán kem. Những lúc đau đớn đương nhiên là cần phải ăn đồ ngọt. Cô ăn một lúc vài miếng tiramisu, ăn tới vui vẻ vô cùng. Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ của cô qua cửa sổ kính pha lê, nhịn không được muốn cười. Vốn còn tưởng rằng cô nhất định sẽ đau. Khổ khóc nhè, lại không nghĩ tới tâm trạng của cô sẽ lập tức tốt lên, cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống như không hề có tim, không thể có phổi. Cố Gia Huy xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng lúc này lại đụng phải một đứa nhóc con. Đứa trẻ đó ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh, lập tức sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Oa một tiếng khóc lớn, tiếng khóc rất lớn, kinh động tới toàn bộ khách hàng trong tiệm, trong đó cũng bao gồm cả Hứa Minh Tâm. Cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Cố Gia Huy ở chỗ này, cũng không ý thức được việc anh theo dõi cô, Hứa Minh Tâm còn tưởng anh cũng tới đây ăn chút gì đó. Mà giờ phút này, mẹ của đứa trẻ đó chạy ra, ôm đứa bé vào lồng ngực. Bà ta nhìn đến gương mặt làm cho người a sợ hãi kia của Cố Gia Huy, lập tức chửi ầm lên, sao lại thế này? Có gương mặt như thế này thì đừng có đi ra ngoài dọa người khác có được không? Nếu như dọa con của tôi phát điên, cậu có chịu trách nhiệm được không? Người xung quanh cũng chỉ trò trò, bọn họ đều đang bàn tán vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi ở trên mặt Cố Gia Huy. Đối với những lời đó Cố Gia Huy đã sớm bỏ ngoài tai, không hề đặt ở trong lòng, thế như bộ dạng im lặng không nói chuyện của anh ở trong mắt Hứa Minh Tâm lại biến thành tự ti cùng ấm ức. Vũ trụ nhỏ Hứa Minh Tâm chớp mắt bùng, cô nhanh chóng vọt vào trong đám người, đứng trước mặt Cố Gia Huy lấy tay che cho anh, giống như gà mái mẹ bảo vệ gà con, cô không hề nể mặt nói, chị gái này, phiền chị nói chuyện lễ phép một chút được. Không, là nhóc con nhà chị đụng phải chồng của tôi, thậm chí còn khiến bánh kem dính hết lên quần tây trang của anh ấy, chúng tôi không tìm chị đòi bồi thường thì thôi, sao chị lại còn lớn miệng trả đũa. Ấy cái con nhóc này nói chuyện kiểu gì đó. Cũng nhìn lại xem người đàn ông của mình lớn lên xấu xí dọa người như thế nào đi. Nhất định là người đàn ông của cô dọa cho con của tôi sợ hãi mới khiến nó đụng vào người anh ta. Tôi còn chưa tìm cô đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đâu, cô còn dám lớn giọng càn quấy. Mọi người đều thấy rồi đó, người này lớn lên xấu xí đáng sợ như thế nào, con của tôi nếu như lưu lại bóng ma tâm lý thì làm thế nào. Người phụ nữ kia không chỉ không xin lỗi mà ngược lại lại còn hung hăng hơn. Người xung quanh cũng nghiêng đầu ghé tai, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy sự trách móc. Đúng thế, lớn lên xấu như vậy, lỡ như dọa trẻ con sợ hãi thì làm thế nào? Chị nói nhỏ một chút, lỡ như gã là tên biến thái thì làm sao? Không phải trong TV thường hay nói có nhiều người bởi vì thân thể khuyết tật nên hình thành tâm lý tự ti, cuối cùng biến thành tên sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay hay sao? Đúng đúng đúng, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Hứa Minh Tâm nghe thấy mấy lời bàn tán chói tai này, mặc dù không phải nói về cô, nhưng vẫn khiến cô khó chịu vô cùng. Cô và Cố Gia Huy đã đính ước, về sau cô chính là người của anh. Tuy rằng sợ gương mặt của anh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng lời nói độc ác làm tổn thương anh. Hơn nữa thân thể khuyết tật cũng không phải là anh muốn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì thân thể có khuyết tật mà cả đời này anh chỉ có thể sống trong bóng tối,
không thể xuất hiện trước ánh sáng sao? Cô siết chặt nắm tay, giống như một con thú nhỏ đang tích tụ lực lượng, chỉ còn chờ bùng nổ. Chính là vào thời điểm mọi người mồm năm miệng 10, Hứa Minh Tâm đột nhiên gào to một tiếng. Tất cả câm miệng cho tôi. Chỉ một tiếng này cũng đủ khiến tất cả mọi người trở nên im lặng. Hứa Minh Tâm siết nắm tay, nghiến răng ken két. Đôi mắt to tròn cũng trở nên lạnh lùng, dừng ở trên thân của người phụ nữ kia. Nói miệng không có bằng chứng thì có ích gì, chúng ta đi xem camera. Nếu như là con của chị nghịch ngợm đụng vào người đàn ông của tôi, vậy thì chị phải bồi thường tiên Tây Trang cho chồng tôi. Còn nữa, các người còn ai dám nói một câu không đúng về anh ấy, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Có lẽ mọi người bị khí thế của cô dọa sợ, thế mà một đám người không ai dám mở miệng nói chuyện, đều ngây người nhìn cô. Hứa Minh Tâm cũng là một người đã nói là làm, trực tiếp giữ chặt lấy tay của Cố Gia Huy vọt tới trong tiệm, yêu cầu người quản lý cho xem camera. Cố Gia Huy không nói lời nào, khóe. Miệng khẽ nhếch lên, nụ cười như có như, không ẩn hiện nơi khóe môi. Anh lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng núp dưới cánh của ai, cũng chưa từng được người khác bảo vệ. Không nghĩ tới cảm giác đứng phía sau có người bảo vệ ở phía trước lại ấm áp thế này. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng. Nhìn về phía vị trí cổ tay mà cô đang nắm chặt không chớp mắt. Tay cô rất nhỏ nhưng cũng rất mềm, lòng bàn tay rất ấm áp, thậm chí bởi vì sợ hãi mà toát mồ hôi. Lưng của cô thẳng tắp, giống như cây tùng vĩnh viễn không bao giờ cong xuống. Cố Gia Huy nhìn ra được, cô cũng rất sợ hãi, nhưng lại ép bản thân mạnh mẽ, cố chấp đòi công bằng cho anh. Mà tất cả hình ảnh đều dừng ở trong mắt của thư ký Khương Tuấn. Anh ta vốn định lại đây hỗ trợ nhưng lại bị Cố Gia Huy ngầm xua tay, bảo anh ta không cần nhúng tay vào chuyện này. Khương Tuấn bất đờ si dĩ lắc đầu, xem. Ra ngài Cố rất hưởng thụ cảm giác được người bảo vệ. Những người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, tới lượt ngài Cố nhà anh ta lại ngược lại, biến thành mỹ nhân cứu anh hùng. Qua camera, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, chính là do đứa nhóc kia nghịch ngợm chạy nhảy lung tung, không cẩn thận va phải người Cố Gia Huy. Bơ trên miếng bánh cũng cọ vào quần áo của anh. Chứng cứ vừa được lấy ra, mọi người lặng ngắt như tờ, hóa ra là hai mẹ con kia không chiếm được lý, lại còn hung hăng càn quấy. Người phụ nữ kia chớp mắt, lại có lý do khác. Ai ra, đứa trẻ nhà chúng tôi còn nhỏ như vậy, bây giờ mới có bao nhiêu tuổi chứ? Huống hồ gì, cậu cũng dọa tới nhóc con nhà chúng tôi đúng không? Cậu lớn như vậy rồi, cũng đừng tính toán với đứa nhóc làm gì. Đương nhiên là tôi sẽ không so đo tính toán với trẻ con, nhưng tôi muốn so đo tính toán với chị, bồi thường tiền quần áo cho chồng của tôi. Hứa Minh Tâm không vui nói. Cô ghét nhất là mấy đứa trẻ hư hỏng không nghe lời. Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có thể đáng giá bao nhiêu? Tôi đoán cô thèm tiền tới điên rồi đúng không? Người phụ nữ kia trợn trắng mắt, nói, có giỏi thì tìm nhãn hiệu tới đây cho tôi bồi thường cho cô một nửa là được. Tiền lương mỗi tháng của chồng tôi là 40 triệu, tôi không tin không bồi thường được. Hứa Minh Tâm nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, cô nở nụ cười danh mãnh bà ta đúng là không bồi thường nổi. Cô đánh mắt về phía Cố Gia Huy, tay nhỏ vươn ra trước mặt anh, mau gọi thư ký của anh đem nhãn hiệu tới đây, cục tức này chúng ta không thể cứ nuốt như vậy. Cố Gia Huy nhìn gương mặt rào hoạt của cô, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Giờ phút này cô giống như là đang đánh một trận ác liệt. Có thể giúp Cố Gia Huy lấy lại một thành trì đã mất, cô vui vẻ miễn bàn. Ai cũng không thể bắt nạt cậu ba nhà cô. Cố Gia Huy cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vươn ra của Hứa Minh Tâm. Cô ngây ra một lúc, muốn rút về, nhưng anh quá khỏe, cô không thể rút tay về được. Hứa Minh Tâm xoa xoa gò má một chút, mặt lại càng đỏ hơn. Ngài làm gì vậy? Em muốn nhãn hiệu quần áo ngài đang mặc, ngài đưa tay cho em làm gì? Làm chữ người đàn ông của tê này, tôi rất thích, từ sau em cứ gọi như vậy đi. Cố Gia Huy cười nhạt, đôi mắt đen tuyền thâm thúy nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt. Từ khoảnh khắc cô nhóc này quay trở lại, anh đã quyết định nếu như không phải cô thì anh sẽ không cưới. Vừa rồi, cô không màng chuyện gì xông tới che chở cho anh liền quyết định của mình không hề sai tay nhỏ này, một khi đã nắm rồi, sẽ không bao giờ buông ra nữa. Hứa Minh Tâm đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt đó như là hồ sâu không đáy, lại như sao trời rộng lớn, đôi mắt đen kia như một cái động đen ngòm, có thể hút người vào trong đó. Cô không hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, cũng không dám hiểu.
ánh mắt của anh tràn ngập cảm giác chiếm hữu, rõ ràng bản thân cô mặc rất kín đáo, nhưng đứng trước ánh mắt đó lại giống như toàn thân trần truồng đứng trước mặt anh. Cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt anh, nhưng cũng mặc anh nắm tay. Khương Tuấn đã sớm xuất hiện để giải quyết chuyện này, quần áo này chính là do nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy thiết kế riêng, không có nhãn mác, ông ấy ghét việc định giá cho tác phẩm của mình. Nhưng khi Khương Tuấn tìm tới, đối phương cũng rất phối hợp tính ra một cái giá. Chỉ tính riêng về công làm thủ công, cũng đã vài trăm triệu. Lúc Hứa Minh Tâm nhìn thấy giá cả này, cũng là trợn mắt há hốc mồm, cô nhầm tính vài lần, mới dám xác định giá trị thấp nhất của bộ quần áo này cũng đã là hơn 400 triệu. Nếu như muốn bồi thường, thì ít nhất cũng phải đưa ra mấy chục triệu. Lúc người phụ nữ kia nhìn thấy bảng giá này, cả người bà ta ngây ra như phỗng. Sau đó mới phản ứng lại, hét chói tai rằng bảo bọn họ là kẻ lừa đảo. Hứa Minh Tâm còn muốn nói cái gì, lại bị Cố Gia Huy ngăn lại, còn lại giao cho. Khương Tuấn đi, cậu ta sẽ xử lý chuyện này. Anh cởi áo khoác ra ném cho Khương Tuấn, sau đó lôi cô lên xe. Hứa Minh Tâm vừa lên xe, cửa xe vừa đóng lại, thần kinh của cô đã căng lên, ngài muốn đem em đi chỗ nào? Bị làm phiền lúc đang ăn ngon, đương nhiên là phải đổi chỗ khác. Anh lạnh nhạt nói, sau đó tự mình lái xe đưa cô đi tới một cửa hàng bánh ngọt bày biện theo phong cách Tây Âu. Hứa Minh Tâm vẫn còn bóng ma tâm lý đối với việc lúc trước, nhìn thấy anh thật sự có ý muốn vào, cô không kịp suy nghĩ đã đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của anh. Cố Gia Huy biết cô sợ anh sẽ bị rơi vào hoàn cảnh giống lúc trước, trong lòng anh cảm thấy ấm áp ngọt ngào vô cùng. Em đau lòng vì tôi à? Khóe miệng anh khẽ cong lên, đáy mắt đuôi lông mày đều là ý cười nhẹ nhàng. Nụ cười này hòa tan đi cảm giác sợ hãi do vết sẹo trên mặt anh mang lại, cả người anh lập tức trở nên ấm áp tới lạ thường. Nếu như Cố Gia Huy không bị bỏng nặng, gương mặt này nhất định sẽ là cực phẩm, làm vô số người ghen ghét ngưỡng mộ. Hai má cô bỗng nhiên ửng hồng, Hứa Minh Tâm tự dưng lại cảm thấy ngại ngùng. Euro còn lâu mới đau lòng vì anh, bởi vì cô đã xem anh như chồng tương lai của mình, anh nở mày nở mặt thì cô cũng xem như có chút thể diện. Anh bị người ta sỉ nhục thì cô cũng chẳng được tôn trọng gì cho cam. Hơn nữa anh là người của cô, sao cô có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta bắt nạt. Hứa Minh Tâm bĩu môi, cứng miệng đáp, còn lâu mới phải. Em chỉ tức giận vì đứa nhóc nghịch ngợm đó mà thôi. Cũng không phải là em giúp ngài, mà là em đang giúp bản thân mình. Bọn họ nói xấu ngài, có khác gì đang bôi nhỏ em đâu, bởi vì chúng ta là vợ chồng chưa cưới của nhau mài. Cố Gia Huy biết ra mặt cô mỏng, ngại ngùng không dám thừa nhận chuyện cô đứng ra bảo vệ anh, cho nên anh cũng không cố ý làm khó. Bàn tay của anh khẽ siết chặt lấy tay nhỏ của cô, anh chậm rãi nói, vào đi, đây là nơi mà nhà họ Cố đầu tư. Hứa Minh Tâm nghe được mấy lời này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy đau lòng. Cố Gia Huy giống như một con ma cà rồng, không dám đứng dưới ánh nắng mặt trời. Nếu không sẽ bị những lời bàn tán kia ép mới mức phát điên. Mặc dù sau lưng anh chính là tiền tài danh vọng của nhà họ Cố, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi được thái độ của mọi người đối với gương mặt xấu xí của anh. Có lẽ, anh cũng rất cô độc phải không? Cô đi theo sau lưng anh, nhìn bóng dáng cao lớn ấy, loại tình cảm trời sinh sự thương hại, lập tức tràn lan. Cô nhất định phải bảo vệ người này cho thật tốt, nếu như ai dám bắt nạt anh ấy, cô nhất định sẽ không để yên. Đúng rồi, nếu như hôm nay những người đó vẫn mạnh miệng dọa người như trước, em sẽ làm thế nào? Cố Gia Huy đi ở phía trước như chợt nhớ ra cái gì, chậm rãi hỏi. Hứa Minh Tâm nhướng mày, mở miệng đáp không chút do dự, vậy thì em nhất định sẽ liều mạng với bọn họ. Em đánh thắng được bọn họ sao? Đánh không thắng cũng phải đánh, em cũng không thể trơ mắt nhìn ngài bị bắt nạt được. Ngài yên tâm đi, Hứa Minh Tâm em là một người rất có nghĩa khí. Sẽ tuyệt đối không bỏ mặc ngài đâu. Hứa Minh Tâm hùng hồn nói, cô muốn đi lên trước vài bước để vỗ vai anh, ra vẻ mình chính là anh hùng hảo hán. Nhưng lại không nghĩ tới Cố Gia Huy đang đi ở phía trước lại đột nhiên dừng lại, Hứa Minh Tâm không kịp né tránh, cốp một cái, đầu va phải vào người anh. Mũi bị va chạm tới phát đau, gương mặt nhỏ nhăn của cô nhăn lại. Ngài dừng lại làm gì vậy? Được, nếu như có một ngày em dám bỏ mặc tôi nhất định sẽ đánh gãy hai cái chân thỏ này của em. Cố Gia Huy lạnh nhạt nói, nếu như Hứa Minh Tâm để ý kỹ, có thể nhìn ra được trong đôi mắt phượng kia có ẩn chứa một chút ý cười cương chiều.
tuy rằng rất ít, nhưng lại rất ấm lòng. Hứa Minh Tâm nghe vậy, thầm mắng Cố Gia Huy vài câu vô sỉ, trong lòng cô hào hiệp trượng nghĩa như vậy, thế mà anh còn uy hiếp muốn đánh gãy chân cô. Cô là thỏ à? Người ta đồn đại cậu ba nhà họ Cố độc ác xảo quyệt, quả nhiên là không sai. Ngày hôm nay Cố Gia Huy mời khách, cô cũng không nể mặt, dù sao tên này chính là loại mặc quần áo hơn mấy trăm triệu trên người. Cô mở cờ trong bụng, ăn tới mức bụng căng đầy không đi nổi mới cảm thấy vừa lòng. Cố Gia Huy đưa cô quay trở lại trường, Hứa Minh Tâm sợ chiếc siêu xe của anh quá mức bắt mắt, cho nên đã xuống xe lúc anh dừng chờ đèn đỏ. Nhưng cô lại không nghĩ tới Cố Gia Huy còn giở trò lưu manh như vậy. Hôn tôi một cái rồi hẳng xuống xe. Cái gì cơ? Mặt của Hứa Minh Tâm lập tức đỏ lên, cô ngồi ở ghế phụ, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy góc nghiêng điển trai anh Tuấn kia. Nếu như không nghĩ tới nửa bên kia, chỉ vào nửa góc nghiêng này cũng có thể làm siêu lòng không ít cô gái. Hứa Minh Tâm cũng không ngoại lệ. Thế mà cô lại không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt, ham muốn sắc đẹp của nửa gương mặt kia. Cố Gia Huy nhìn cô mặt đỏ tai hồng, tâm trạng rất tốt, nhịn không được mở miệng khiêu khích. Không phải em nói muốn luyện tập sao? Cái này xem như là bài kiểm tra đột xuất đi, hay là những lời em nói trước kia đều là lời trái với lương tâm? Giọng nói của anh trầm thấp, giống như tiếng đàn sen lô ngâm vang, cực kỳ dễ nghe. Hứa Minh Tâm biết anh đang dùng phép khích tướng, nhưng cô lại không có cách nào phải bác lại lời này. Cô giận dỗi hừ nhẹ một tiếng, có gì mà không dám. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô chạm vào nửa sườn mặt có vết sẹo kia, làn da lạnh lo, khiến cô sợ hãi trong lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc người đàn ông này sẽ sống cùng cô cả đời, cô lại cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa. Thật ra cậu ba nhà họ Cố không hề độc ác xấu xa giống như trong lời đồn, có phải không? Cô áp sát môi lại gần, muốn hôn ở trên mặt của anh, nhưng lại không nghĩ tới anh đột nhiên nghiêng đầu lần này. Môi áp môi. Hứa Minh Tâm ngây người vài giây, đồng tử co lại, không biết nên làm gì tiếp theo. Chính vào lúc cô đang mơ hồ này, người đàn ông không hề nể mặt, tiến quân thần tốc, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của cô ra, không cho lưỡi cô có đường né tránh, trực tiếp hôn sâu. Chờ tới khi Hứa Minh Tâm phản ứng lại, Cố Gia Huy đã khống chế nụ hôn này hoàn toàn. Cánh tay của anh siết chặt lấy eo cô, khiến cô không có cơ hội trốn thoát. Lại nói, nơi này chật hẹp như vậy, cô đối mặt với tên cáo già họ Cố này, chính là không có nửa phần thẳng. Hứa Minh Tâm giấy dụa nhưng không có kết quả gì, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô mong mỏi chính là nhẹ nhàng triền miên chứ không phải là điên cuồng chiếm hữu như vậy. Người này, đúng là lưu manh. Mắt cô đỏ lên, đôi mắt mơ mơ màng màng như bị sương mù bao phủ, nước mắt đã bao phủ đầy hốc mắt. Cố Gia Huy phát hiện chuyện này, mày kiếm khê nhíu lại, trong lòng bực bội không thôi. Anh rời khỏi môi cô, gương mặt âm trầm. Lúc nhìn thấy cô sắp khóc, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy phiền chán, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái, thế mà dục vọng vẫn còn đang thiêu đốt trong cơ thể. Chỉ là một nụ hôn sâu mà thôi. Thế nhưng lại có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của anh như vậy. Cố Gia Huy kéo kéo cà vạt, ấn nút mở cửa sổ để gió thổi vào trong, xua đi sự nóng nực ở trong xe. Còn không xuống. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Vốn dĩ Hứa Minh Tâm đang cảm thấy ấm ức, bây giờ nghe thấy lời này của anh lại càng thêm đau lòng. Cô cũng không làm sai, là anh quá mạnh mẽ, không hề hỏi chút ý kiến nào của cô. Đã làm sai lại còn trưng ra bộ dạng hợp tình hợp lý như vậy. Thật là quá đáng. Cô thở phì phò mở cửa xe đi xuống, lúc đóng cửa còn cố ý mạnh tay một chút, cửa xe vang lên một tiếng rầm cực lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hứa Minh Tâm không hề để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, cô vừa đi vừa mắng, tên xấu xa, đồ vô sỉ, không hề dịu dàng chút nào. Không tìm thấy vợ cũng đáng lắm, tôi nhìn anh thì chẳng phải do dung mạo xấu xí không tìm được vợ mà chính là tính tình xấu như thế không ai chịu được thì đúng hơn xứng đáng làm chó độc thân. Cô đang mảng hăng say, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói không nhanh không chậm, không phải bây giờ tôi tìm được vợ rồi hay sao? Hứa Minh Tâm bị giọng này dọa cho sợ hãi, vội vàng xoay người nhìn lại, không nghĩ tới vừa quay đầu đã rơi ngay vào một vòng tay ấm áp. Vì hành động này của anh quá bất ngờ, Hứa Minh Tâm không kịp chuẩn bị. Gương mặt đâm sầm vào lồng ngực anh, va chạm mạnh tới mức mũi cô cũng phát đau. Cô còn chưa kịp nổi giận, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Gia Huy,
sợ tới mức như nhìn thấy vong hồn đeo bám, vội vã lùi về phía sau vài bước. Thế nhưng lại không cẩn thận dẫm lên vạch kẻ đường gồ ghề, cả người mất đà ngã về phía sau. Cũng may Cố Gia Huy nhanh tay lẹ mắt, ôm thấy eo thon của cô, đỡ cô dậy. Thần kinh của Hứa Minh Tâm còn chưa ổn định, nhìn Cố Gia Huy mà lòng phát run. Xong rồi, xong rồi. Vừa rồi còn mắng anh nhiều như thế, nếu như anh đi theo cô, chẳng phải là đã nghe thấy hết những lời đó rồi sao? Vừa rồi em nói tôi lớn lên xấu xí, tính tình lại còn không tốt. Cho nên mới không tìm được vợ, phải chịu cảnh độc thân nhiều năm như vậy phải không? Giọng nói Cố Gia Huy du dương, lúc nói ra câu này ánh mắt anh hiện lên chút suy tư, khiến người ta không biết được rốt cuộc anh có ý gì. Cô khẽ run, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt cô khế đảo, nhanh chóng nghĩ cách. Đúng, đúng thế, cho nên ngài mới gặp được em mà có đúng không? Không phải em là người đã kết thúc cuộc sống độc thân nhàm chán từ trước tới nay của ngài hay sao? Em còn chưa nói xong mấy câu sau thì ngài đã xuất hiện rồi. Cho nên đây là lỗi của tôi, là tôi xuất hiện không đúng lúc. Không biết, cô dám nói sự thật sao? Đương nhiên là không dám. Đừng đùa, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cố Gia Huy nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng, đáng thương đang vội vàng giải thích của cô, đôi mắt phượng hơi ánh lên chút ý cười. Có là cuộc sống sinh hoạt của anh quá cô đơn, bây giờ lại xuất hiện thêm một cô nhóc suốt ngày díu ra díu dít, khiến cho tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Vậy em nói hết đoạn sau đi, tôi muốn nghe thử một chút xem em định nói gì. Anh cố ý làm khó Hứa Minh Tâm, đương nhiên rõ ràng không có ý muốn buông tha cho cô nhóc thú vị này. Đầu của Hứa Minh Tâm lập tức phình to. Phải ca tụng công đức của cậu ba nhà họ Cố. Cho dù cô học ngữ văn có tốt thế nào thì lúc này cũng khó tìm được từ ngữ thích hợp để tả về anh. Cô nghẹn hồi lâu mới mở miệng nói ngài cao lớn mạnh mẽ, cơ bắp sản chắc, rất có cảm giác an toàn. Tỷ lệ cơ thể của ngài rất hoàn hảo, chính là một cái móc treo quần áo điển hình ngài còn rất giỏi nữa. Cô nói xong lời cuối cùng, nghĩ mãi cũng không tìm được điểm tốt nào nữa, trong lòng. Thấp thỏm không yên, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Cố Gia Huy dù bận như vẫn giữ thái độ ung dung, bình thản, cúi người ghé sát vào mặt cô. Hứa Minh Tâm hoảng sợ vội vàng lui về phía sau nhưng lại bị anh ôm eo, cánh tay anh khỏe kinh khủng, cô không thể tránh thoát được. Môi mỏng của anh ghé sát vào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng chui vào màng nhĩ khiến người cô khẽ run lên. Giọng nói dễ nghe của Cố Gia Huy truyền tới, giọng nói mang theo sự trêu đùa, tôi có giỏi hay không không phải em cũng biết rồi sao. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu nói mờ ám thế này, máu toàn thân dồn hết lên mặt, gương mặt cô đỏ bừng, vành tai cũng đỏ rực như có thể tích ra máu. Cố Gia Huy há miệng cắn nhẹ một cái lên vành tai cô. Hành động này của anh như là đang trừng phạt, anh cần không đau nhưng cũng đủ để khiến cô căng thẳng. Cố Gia Huy là thuộc họ nhà chó sao? Lại căn cô. Cô đẩy anh ra, mặt đỏ tai hồng nhìn anh, em. Em cần phải tới trường học, ngài tìm em làm gì? Tôi quên nhắc em, buổi tối phải cùng tôi về nhà gặp cha tôi. Cố Gia Huy biết ra mặt cô mỏng, cũng không mở miệng trêu chọc nữa mà là nghiêm túc mở miệng nói chuyện quả thật ban nấy là do anh nóng vội. Đối phó với nhóc con này thì cần phải giống như bây giờ, chậm rãi từ từ. Cô nghe vậy liên tục gật đầu, nào dám đứng lại nói chuyện cùng anh, mau chóng cầm theo ba lô chạy trối chết. Nhìn bộ dạng đó của cô, Cố Gia Huy không nhịn được cười khẽ một tiếng. Buổi tối, đích thân Cố Gia Huy lái xe tới đón cô phải gặp cha chồng tương lai cho nên khẩn trương vô cùng, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi. Sau khi xuống xe nhìn thấy cánh cửa to lớn màu đen sẫm cùng với biệt thự kiến trúc nguy nga ở phía sau kia, chân của Hứa Minh Tâm không có tiền đồ mềm nhũn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân muốn trèo cao gả vào nhà của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng bây giờ cô lại thật sự gả cho kiểu người như vậy. Lúc hai chân cô nhữ cả ra, thì Cố Gia Huy lại làm động tác khiến người ta khó hiểu, đó chính là nằm chặt lấy tay cô. Lòng bàn tay của anh ấm áp. Năng lượng truyền qua lòng bàn tay anh không ngừng tiến vào thân thể cô, trái tim đang đập thình thịch của Hứa Minh Tâm cũng vì thế mà yên ổn trở lại. Hứa Minh Tâm quay đầu nhìn anh một cái, vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm kia, đôi mắt sâu không thấy đáy, còn huyền bí hơn cả bóng đêm trái tim cô khẽ run rẩy, không dám đối mặt với anh. Ánh mắt của anh giống như tia laser, có thể nhìn xuyên vào nội tâm người khác. Cô rũ mắt, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói ôn hòa dịu dàng của anh. Đừng sợ, có tôi ở đây.
Nghe 6 chữ này, cô đột nhiên thấy bình tĩnh tới lạ thường. Đúng thế, người đàn ông của cô ở đây, cô còn sợ cái gì? Hai người đi vào bên trong, phòng khách rộng lớn tầng 1 chỉ toàn là người hầu, ông cụ Cố còn ở trên lầu. Cố Gia Huy cho người đưa cô đi thăm thú biệt thự, còn anh thì tự mình lên mời ông cụ Cố xuống dưới. Người giúp việc đưa cô đi khắp nơi, căn biệt thự này rất xa hoa, có rạp chiếu phim tư nhân, còn có bể bơi trong nhà, vườn hoa sau nhà rậm rạp u ám có chút dọa người. Ngày hè, đây chính là thời điểm hoa nhài nở rộ. Gió đêm thổi qua đưa hương hoa nhàn nhạt dịu dàng tới thấm đượm cả tâm hồn. Cô rất thích nơi này, sau khi bảo người giúp việc đi trước, một mình cô tản bộ ở vườn hoa. Nhưng cô lại không nghĩ tới, sau khi người giúp việc vừa xoay người rời đi, có một đôi mắt âm u ở trong chỗ tối, nhìn chằm chằm vào bóng dáng yếu điệu của cô. Hứa Minh Tâm mới đi được không bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau lưng. Cô nghĩ rằng đó là người giúp việc ban nấy cho nên xoay người lại mở miệng nói cháu nói rồi mà, cô không cần đi theo cháu đã quen đường. Lời đang nói bỗng dưng im bặt, bởi vì đứng sau lưng cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Anh là ai? Lời còn chưa nói xong đã bị cô nuốt hết, bởi vì người kia đột nhiên lại nhào tới, ôm cô thật chặt. Cô sợ hãi vội vàng giấy giụa, nhưng thể lực, sức mạnh của hai người kém xa nhau, cô không thể giấy ra được. Cô ngửi thấy mùi rượu rất nồng, người này uống rất nhiều rượu. Không nghĩ trong nhà lão già này còn giấu một nữ giúp việc xinh đẹp như vậy. Cô hầu hạ ông già sắp xuống mồ đó làm gì? Không bằng theo tôi, tiền tài danh vọng, tất cả đều sẽ là của cô. Ha ha, cô cũng đẹp thật, dáng người nóng bỏng đấy. Bàn tay bẩn thỉu của anh ta di chuyển loạn xạ trên người cô, quần áo mùa hè vốn dĩ mỏng, hơn nữa đêm nay cô chỉ mặc một cái váy liền. Cái tên háo sắc này muốn cưỡng ép cô. Cứu mạng. Cô hét lớn chói tai, lại bị người đó dùng tay bịt miệng trên mặt anh ta lộ ra sự không kiên nhẫn. Gương mặt bị dục vọng chi phối, ánh mắt hèn mọn khiến cả gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như quỷ dữ. Anh ta bịt kín mũi cô, khiến cô không thở được. Hứa Minh Tâm chỉ nghe được giọng nói trầm đục của người nọ, đồ dâm đãng, cô cũng dám kêu người tới sao? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là cháu trai của ông chủ cô, chính là người cầm quyền nhà họ Cố trong tương lai. Chỉ cần cô nghe theo tôi, cô chính là mợ chủ, đây chính là chuyện mà biết bao nhiêu người mơ ước. Đồ dâm đãng, đừng có kêu loạn, hôm nay hầu hạ tôi cho tốt. Sau này tôi sẽ không bạc đãi cô. Nhìn thấy Hứa Minh Tâm sắp chết vì ngạt, lúc này anh ta mới buông lỏng tay ra. Cậu là Cố Tử Vị. Hứa Minh Tâm há to miệng, hít vào từng ngụm khí lớn, gian nan phun ra vài chữ. Cố Tử Vị nghe vậy nở nụ cười đáng khinh, không sai, ba tôi chỉ có một đứa con trai là tôi, nhà họ Cố lớn thế này sau này là của một mình tôi. Có phải là bây giờ cô đồng ý muốn hầu hạ tôi rồi hay không? Anh ta nở nụ cười dâm đãng, cho rằng sau khi Hứa Minh Tâm biết thân phận của mình, nhất định sẽ dùng sức lấy lòng. Thế nhưng không nghĩ tới gương mặt cô tràn đầy sợ hãi, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta, muốn xông ra ngoài. Thậm chí cô còn hô lớn cứu mạng, một tiếng này thôi cũng đủ để gọi người khác tới. Cố Tử Vị thâm màng một tiếng không tốt, men say còn trong người tiêu tán không ít. Cả người tỉnh táo hơn rất nhiều lão già kia rất cổ hủ, nếu như biết anh ta làm loại chuyện này nhất định sẽ đánh chết anh ta. Lòng háo sắc ban nấy lập tức biến mất không còn một mảnh. Anh ta ảo não chừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm, quả thật rất tức giận, cho nên nâng chân đá vào lưng cô một cái. Hứa Minh Tâm mất đà cả người ngã về phía bồn hoa bên cạnh. Gai nhọn sắc bén đâm sâu vào da thịt, cô chỉ cảm thấy đau, đau tới thấu xương. Nhưng cô còn chưa kịp hô đau đã bị Cố Tử Vị túm dậy, kèm theo đó chính là một cái bạt tai. Sức lực của nam thanh niên, sao Hứa Minh Tâm có thể chịu được chứ? Chỉ cần một cái tát này, cũng đã đánh tới mức đầu óc cô choáng váng, lỗ tai ù ù, không nghe được anh ta đang mảng cái gì. Gương mặt cô bỏng rát đau đớn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nhưng Cố Tử Vị vẫn chưa hài lòng, còn điểm này, cô chờ đó cho tôi, hôm nay cô làm ra vẻ liệt nữ trinh tiết đúng không? Đừng có để cho tôi tìm được cơ hội, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô ở trên giường muốn chết không được muốn sống cũng không xong. Lời vừa dứt, người giúp việc đã đuổi tới nơi. Lúc bọn họ nhìn thấy Hứa Minh Tâm nằm thoi thóp ở dưới đất, người nào người nấy mặt mũi tái mét, vội vã xông lên trước ôm người vào trong ngực. Cậu Tử Vị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tử Vị buông lỏng tay ra,
sửa sang quần áo trên người, nói, con điếm này muốn quyến rũ tôi, cho nên tôi dạy dỗ cô ta một chút. Cái gì? Người giúp việc nghe được những lời này, trợn mắt há hốc mồm, thế mà mợ ba nhà họ Cố lại đi quyến rũ cháu trai của mình. Chuyện này rất nghiêm trọng, bọn họ vội vàng chạy tới báo cho Cố Gia Huy cùng với ông cụ Cố. Hai người nghe thấy vậy vội vàng xuống lầu. Ở trong phòng khách, Hứa Minh Tâm dựa vào ghế sofa, mặt mũi tái mét. Một chân đạp ở sau lưng, trên mặt bị đánh một cái, thân thể gầy yếu của cô sao có thể chịu được. Cố Gia Huy nhìn thấy hình ảnh này, mắt phượng khẽ nhíu lại, vội vàng bước tới. Ông cụ Cố, Cố Gia Bảo cũng nhíu đôi lông mày đã bạc trắng, nện cây gậy lên mặt đất một tiếng rất lớn. Chuyện gì thế này, người đang êm đẹp sao tự dưng lại biến thành như vậy? Cố Tử Vị muốn đánh đòn phủ đầu, lập tức mở miệng nói, ông nội, cô gái này chơi ở vườn hoa sau nhà muốn quyến rũ cháu, không nghĩ tới sau khi bị cháu từ chối lại muốn cưỡng ép. Cháu liền ra tay dạy dỗ cô ta một chút, ông nội là người cương trực, nhất định sẽ không chịu nổi khi có loại giúp việc bại hoại này. Ông cụ Cố vừa nghe liền biết Cố Tử Vị nói dối, còn chưa kịp quát lớn thì đã bị Cố Gia Huy chặn họng. Anh mở miệng bình tĩnh hỏi, cậu nói, cô ấy quyến rũ cậu. Anh gằn từng chữ một, giọng điệu giống như băng tuyết Bắc Cực, lại giống như địa ngục u tối vọng về. Cố Tử Vị không khỏi rùng mình. Chút men say cuối cùng đều biến thành mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Thế mà anh ta lại cảm thấy sợ hãi. Cố Tử Vị thẳng lưng, nếu như đã nói như vậy, vậy thì càng không thể sửa miệng. Đúng thế, là cô ta quyến rũ cháu. Ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc, đã muốn trèo cao, điển hình của loại người hám danh lợi, muốn được gả vào trong nhà giàu. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, rất muốn mở miệng mắng anh ta một tiếng vô sỉ. Nhưng hiện tại cô không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đảo trái thành phải, biến trắng thành đen. Cô không phải loại người như vậy. Liệu Cố Gia Huy có tin cô không? Cố gắng sức nâng tay, gian nan giữ chặt lấy tay Cố Gia Huy. Cố Gia Huy vừa chuyển mắt đã lập tức nhìn thấy đôi mắt chứa đầy hơi nước của cô, ánh mắt cuột cường như thế, giống như cầu xin anh tin cô. Lòng của anh bỗng chốc mềm nhũn. Anh nhanh chóng bế ngang cô lên. Cho người đi mời bác sĩ tới. Cố Tử Vị nhìn thấy anh khẩn trương lo lắng như thế, không khỏi mở miệng làu bàu, chú ba, chú phải làm tới nước này hay sao? Chỉ là một đứa giúp việc mà thôi. Đợi chút nữa tôi sẽ tính sổ với cậu. Cố Gia Huy lạnh giọng, sau đó ôm người rời đi. Cố Tử Vị nghe vậy thì bực bội, một con nhỏ giúp việc mà thôi, chú ba làm sao vậy? Chẳng lẽ con nhóc đó cũng đã từng quyến rũ chú ba? Vừa dứt lời. Cây gậy của ông cụ Cố đã lao tới đập mạnh vào đầu gối của anh ta. Cố Tử Vị dầm một tiếng quỳ ở trên mặt đất, đau tới mức kêu la oai oái. Ông nội, câm miệng cho ta, mày có biết người ban nãy là ai không? Mày cho rằng những lời ban nãy của mày có thể lừa được người sao? Nếu như mợ ba của mày có việc gì, tao sẽ đánh chết mày. Lời này vừa nói ra, Cố Tử Vị trợn mắt há hốc mồm. Thế mà cô lại không phải là người giúp việc. Mà là đối tượng đính ước của chú ba. Lúc trước cha anh ta từng nhắc với anh ta chuyện này, nhưng anh ta lại không hề để ý, cho là đối phương nhất định sẽ không kiên trì được bao lâu sẽ chạy trối chết. Không nghĩ tới kẻ quái gì kia lại tìm được một người vợ tương lai xinh đẹp như vậy, dựa vào cái gì chứ? Cố Tử Vị không chỉ có cảm giác sợ, mà còn sinh ra cảm giác oán hận chán ghét. Lúc này, ở trong phòng, bác sĩ gia đình đã vội vàng tới. Vết thương trên má cô đã đụng tới màng tai, khiến màng nhĩ bị tổn thương, có lẽ sẽ bị điếc một khoảng thời gian. Nhưng cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là bị điếc tạm thời mà thôi. Sau khi thoa thuốc xong, Hứa Minh Tâm vẫn cau mày nhăn mặt, dường như khổ không nói nên lời. Bác sĩ để ý thấy lúc nằm cô vẫn không thoải mái, suy đoán có lẽ sau lưng cô còn có vết thương. Bác sĩ xoay người cô lại, kéo váy xuống nhìn một chút, phát hiện một vết thâm to. Xung quanh còn bị xước, nhiều chỗ gai đâm sau vào trong da thịt còn chưa được lấy ra. Cố Gia Huy nhìn thấy hình ảnh này, mắt lập tức đỏ lên. Anh không nói hai lời, xoay người rời đi, vọt xuống dưới lầu. Chú ba, chú muốn làm gì? Khí thế Cố Gia Huy áp đảo mọi thứ xung quanh, giống như tu la tới từ địa ngục, mang theo hơi thở tử vong, lệ khí bao phủ khắp cả căn phòng. Giống như chỉ cần đi tới bên cạnh anh. Là có thể bị gió lớn cuồn cuộn thổi bay. Tiếp đó chính là một chân đá mạnh vào bụng Cố Tử Vị.
Cố Tử Vị quỳ rạp trên mặt đất, đau tới mức hít vào một hơi khí lạnh, anh ta há miệng gào lên. Cố Gia Huy không nói hai lời bóp cổ anh ta, lôi anh ta đứng dậy. Cố Tử Vị bị anh bóp cổ không thể thở được, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi trừng lớn, gian nan phát ra từng tiếng kêu đau đớn thống khổ. Chú ba, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi. Sau này cháu không dám nữa, chú cũng không thể chỉ vì một người phụ nữ còn chưa cưới mà giết cháu trai ruột của chú. Vì một người phụ nữ mà làm bẩn tay chú, không đáng giá. Không đáng giá. Cố Gia Huy nghe thấy những lời này, nheo mắt lại. Từ giây phút người phụ nữ kia rời đi nhưng lại quay trở lại, anh cũng đã quyết định sẽ đặt người này ở đầu quả tim, cẩn thận bảo vệ chăm sóc. Nhưng anh còn chưa kịp chăm sóc một chút, đã bị cái tên xúc sinh này tra tấn thành như vậy. Sự hung ác trong ánh mắt anh khiến Cố Tử Vị run sợ trong lòng, nhìn bộ dạng thống khổ không thể thở được của Cố Tử Vị, Cố Gia Huy không hề cảm thấy mềm lòng. Nhưng ông cụ Cố thật sự không thể nhìn nổi cảnh này, mở miệng khuyên nhủ, được rồi, thằng ba à, như vậy là đủ rồi, đây chính là đứa con duy nhất của anh trai con đó. Cố Gia Huy nghe vậy, gương mặt vẫn âm u như cũ, sau đó mới ném anh ta xuống đất. Khương Tuấn, đưa người về cho tôi. Chị dâu và anh cả không biết dạy con, vậy thì để tôi tới dạy, dạy tới khi nào ngoan mới thôi. Khương Tuấn nghe vậy lập tức tiến lên trước vài bước đưa người đi. Cả người Cố Tử Vị run rẩy, một chân ban nãy của anh thiếu chút nữa đã giết anh ta, thế mà bây giờ còn bị anh nhốt lại, tùy ý anh xử phạt. Không, cái tên quái dị này chính là ác ma, anh ta không thể ở trong tay của Cố Gia Huy. Ông nội, cứu cháu với, chú ấy sẽ giết cháu, ông nội. Ông cụ Cố không có cách nào thiên vị nói giúp cho anh ta, bởi vì lần này quả thật Cố Tử Vị đã làm sai. Sau khi Cố Tử Vị bị dẫn đi, ông cụ Cố liếc nhìn Cố Gia Huy một cái đầy thâm ý. Thằng ba, bố cũng không muốn nói gì nhiều, cái thằng nhóc kia con muốn đánh cho tàn phế thế nào cũng được, nhưng không thể đùa ra mạng người. Anh cả của con chỉ có một đứa con trai này, con hiểu không? Được, con sẽ nghe theo lời bố. Anh lạnh nhạt đáp lại. Giọng điệu đó khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Ông cụ Cố biết Cố Tử Vị sẽ không tránh được một trận tra tấn kinh người, cho dù là không chết, chỉ sợ cũng còn nửa cái mạng. Nhưng anh đã đồng ý, vậy thì chắc chắn sẽ không đùa ra mạng người. Ông thở dài một hơi, vốn còn muốn người một nhà vui vẻ ăn một bữa cơm, không nghĩ tới. Nửa giờ sau, cha mẹ của Cố Tử Vị đã tới đây, sau khi biết được con trai bị Cố Gia Huy mang đi, liền liên tục làm loạn ở phòng khách. Cố Gia Huy vẫn luôn ở trước giường chăm sóc Hứa Minh Tâm, không thèm để ý tới bọn họ. Cuối cùng vẫn là ông cụ Cố ra mặt, ép bọn họ quay trở về trước, ngày mai sẽ đòi lại công bằng giúp bọn họ. Hứa Minh Tâm hôn mê tới tận nửa đêm, thuốc an thần mất đi tác dụng, cô lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cô liên tục nói mớ, giống như đang sợ hãi chuyện gì đó. Cứu tôi với, đừng mà, đừng đụng vào tôi. Cậu ba, sao cậu còn chưa tới cứu em? Hu hu, cậu ba. Cô hét gọi, rồi lại hét tên anh, cuối cùng là khóc thút thít giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt không tìm được nơi nương tựa. Trái tim Cố Gia Huy như bị ai bóp nghẹt, anh dường như nghe thấy có tiếng gì đó vang lên trong trái tim mình. Dường như đó chính là tiếng trái tim bị xé rách, lời kêu cứu trong cơn mê của cô không khác gì mũi dao nhọn, xé rách trái tim anh. Cố Gia Huy vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, dán vào má cô, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện như vậy nữa. Nếu như ai dám đụng vào em, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Có lẽ lời nói này có tác dụng, cảm xúc của Hứa Minh Tâm dần trở nên ổn định. Sáng hôm sau, Hứa Minh Tâm tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã trở về biệt thự của Cố Gia Huy. Lúc rời giường, vết thương trên mặt và lưng lại nhói lên, đau tới mức cô nhe răng trợn mắt. Chân cô vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn. Cả người té ngã trên mặt đất, đau đớn khiến cô không kìm được hét lên chói tai. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bóng người lập tức vọt tới. Em không sao chứ, sao lại bất cần như vậy? Cố Gia Huy nhíu mày trách mắng, nhưng lại không đành lòng trách quá nghiêm khắc. Không, em không sao. Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay, cô cũng không phải là loại yếu đuối, cũng không phải là loại chạm vào một chút là sẽ vỡ. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh. Chỉ vừa liếc mắt một cái, cô đã giật mình ngơ ngác. Bởi vì Cố Gia Huy không hề mặc quần áo. Làn da trơn bóng của anh lồ lộ dưới ánh sáng,
trên người anh nước còn đang nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà. A! Cô hét lên một tiếng, nhanh chóng dùng tay bịt kín mắt. Hứa Minh Tâm vừa thẹn lại vừa bực, cô mở miệng lắp bắp, ngài. Sao ngài lại không mặc quần áo, rốt cuộc ngài có biết xấu hổ hay không? Cố Gia Huy nhìn vành tai đỏ hồng của cô, không nhịn được mở miệng trêu chọc, đây là phòng của tôi, vì sao tôi không thể cởi quần áo? Hơn nữa tôi vừa mới tắm xong, em đột nhiên thét chói tai, tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì, cho nên mới vội vàng ra ngoài. Ngài là đồ biến thái. Biến thái. Cố Gia Huy nhắc lại lời cô vừa nói, khóe miệng anh khẽ cong lên, nở một nụ cười xấu xa, từng bước một ép sát vào người cô. Cô sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng ngã ngồi ở trên giường thế nhưng anh vẫn không có ý dừng lại. Sau đó Hứa Minh Tâm bị anh đè ở trên giường, anh dùng hai tay khóa chặt cô ở trong lồng ngực. Ngài muốn làm gì? Hai tay cô dùng sức chống lên lồng ngực anh, ngăn cản không cho anh tới gần. Cố Gia Huy có ý xấu, miệng anh khẽ mở, khàn giọng nói, em sợ tôi. Hứa Minh Tâm nghe được lời này, hoảng sợ rụt tay về. Thân mình nhỏ nhắn co lại, sợ lại tiếp xúc thân thể với anh. Không có, em không có. Em vẫn còn đang nhìn tôi, em muốn nhìn chỗ nào của tôi? Muốn nhìn cơ ngực, cơ bụng, hay là... Giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, mang theo một chút gợi cảm dẫn dụ người ta, thế mà Hứa Minh Tâm lại như bị bỏ bùa, thật sự cúi đầu nhìn xuống. Vì thế cô nhìn thấy. Hu hu, thật là đáng sợ. Cô nhắm chặt hai mắt. Hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Hu hu, cầu xin ngài đừng tra tấn em nữa, ngài có thể mặc quần áo trước rồi chúng ta nói chuyện được không? Cô gái ngốc này, dù sao sau này em cũng phải nhìn cũng phải sờ. Được rồi, không đùa em nữa, tôi đi thay quần áo trước sau đó sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em. Anh gõ gõ đầu cô, sau đó mới đứng dậy rời đi. Cửa phòng tắm đóng lại, cô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hứa Minh Tâm mặt đỏ tai hồng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Cô cảm thấy rất ngại ngùng. Cố Gia Huy rất nhanh đã bọc khăn tắm đi ra ngoài, bọt nước trên người còn chưa lau sạch, từng giọt nước chạy dọc theo thân thể hoàn mỹ của anh rơi xuống dưới sàn. Anh gội đầu, phần tóc ướt dính lại nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc. Có lẽ là cô nhìn gương mặt kia nhiều, cũng có lẽ là trong lòng Hứa Minh Tâm đã chấp nhận Cố Gia Huy. Cho nên hiện tại nhìn thấy nửa gương mặt bị bỏng kia cô cũng không còn sợ hãi nữa. Cô cảm thấy vết sẹo này nhất định có nguồn gốc rất sâu xa không mấy tốt đẹp, khả năng Cố Gia Huy đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, cho nên mới lưu lại vết sẹo không thể xóa nhòa này. Hứa Minh Tâm nhìn tới nghiêm túc vô cùng, cho nên không ý thức được anh đã đi tới bên người cô. Nếu như em còn tiếp tục nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Anh khẽ giọng, nói ở bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, có hơi ngứa. Cô hồi phục tinh thần, vội vàng lui về phía sau, giống như là chim sợ cành cong. Đôi mắt cũng đảo liên tục, không dám đối diện với anh. Bác sĩ gia đình nhanh đã tới, vết thương phía sau lưng đã không còn vấn đề, đừng có mang theo vật nặng là được. Còn màng nhĩ, có khả năng sẽ gặp chướng ngại trong giao tiếp trong khoảng 1-2 tháng đầu. Cũng may cô có một lỗ tai tốt. Nếu không cô cũng không dám tưởng tượng bây giờ cô nên làm gì. Hứa Minh Tâm nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, bây giờ vẫn còn run sợ trong lòng. Đúng rồi, cô còn chưa mở miệng giải thích trong sạch cho bản thân. Cô nôn nóng túm lấy cổ tay anh, nói, ngài phải tin em, tối hôm qua em không làm gì cả, em không hề quyến rũ anh ta. Cố Gia Huy nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của cô, trái tim không khỏi mềm nhũn. Sao anh có thể để cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy? Anh sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói, tôi tin em, tôi biết em không phải loại người như vậy. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Một câu tôi tin em của Cố Gia Huy kia, dường như còn hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt, làm trong lòng cô một mảnh ấm áp. Vậy còn Cố Tử Vị? Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Đừng, ngài đừng làm lớn chuyện như vậy. Dù sao hai người vẫn là người một nhà. Hơn nữa em biết tình cảnh ở nhà của ngài không tốt, nhà họ Cố do anh trai ngài nắm quyền, nếu như ngài đắc tội với con của ông ấy, vậy thì ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Em đang lo lắng cho tôi. Cố Gia Huy có chút bất ngờ, cô chỉ uất ức lớn như thế, nhưng lại lựa chọn nén giận, chỉ bởi vì hy vọng anh đừng đắc tội với người không nên đắc tội.
Thế mà cô bé này lại hết lòng hết dạ với anh. Đương nhiên là như vậy rồi, ngài là người đàn ông của em mà. Tuy rằng hiện tại em chịu uất ức, nhưng không phải bây giờ em vẫn rất tốt đó sao? Em không hy vọng ngài sẽ ra mặt thay em, sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, em chỉ hy vọng ngài sống an ổn. Cô siết chặt lấy tay anh, sợ anh làm ra chuyện gì đó. Trong lòng Cố Gia Huy ngổn ngang không rõ là cảm xúc gì, đối mặt với ánh mắt chân thành lương thiện kia, đột nhiên anh lại thấy rất cảm động. Trong ánh mắt Hứa Minh Tâm, tình cảnh của anh rất gian nan, gương mặt xấu xí, là đứa con khiến nhà họ Cố mất mặt. Thế mà cô lại muốn dùng thân thể nhỏ yếu của mình chắn mưa chắn gió cho anh. Cố Gia Huy anh có tài đức gì mà lại cưới được một người vợ như vậy? Anh dang rộng hai tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn khẽ dùng sức khiến cô hơi khó thở. Ngài làm sao vậy? Cô mơ màng hỏi. Để cho tôi ôm em một lát. Giọng anh khàn khàn, anh thấp giọng nói. Lời nói này bỗng dưng khiến cô mềm lòng, cô liền ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích, tùy anh ôm. Bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng vỗ lưng anh, Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói, vậy thì ngài nghe em xê tô được không? Đừng vì em làm ra chuyện gì quá đáng, em hy vọng ngài sống tốt. Dù sao ngài cũng là người sau này em sẽ lấy làm chồng, ngài còn phải bảo vệ em cả đời mà. Được, tôi nghe em. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này mới thấy yên lòng. Sau khi cô ăn sáng, lại uống thuốc tiếp đó mới lên phòng nghỉ ngơi. Cố Gia Huy ngồi trước cửa sổ ngắm cô rất lâu, mãi tới tận khi Khương Tuấn tới báo cho anh Cố Tử Vị đã tỉnh. Nên tính sổ rồi. Cố Gia Huy nhìn người đẹp đang ngủ ở trên người, vẻ cưng chiều lan ra tận đáy mắt. Anh đi tới kho hàng, Cố Tử Vị bị trói trên cây cột, mặt mũi đã sớm sưng lên, cũng đã mất một cái răng hàm. Đây chính là kết quả bị Khương Tuấn dạy dỗ. Không nghĩ tới sức chịu đựng của anh ta lại kém như vậy, vừa mới bị đánh vài cái đã rơi vào hôn mê, đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Anh ở bên cạnh chăm sóc cho Hứa Minh Tâm cả một đêm, sự tức giận trong lòng cũng nên xả ra ngoài rồi. Cố Tử Vị nhìn thấy anh đi tới, sợ tới mức cả người phát run, không ngừng hét chói tai, đừng. Đừng có tới đây, chú ba, cháu biết sai rồi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Cầu xin chú đừng có đánh cháu. Lời cầu xin này không hề có chút tác dụng nào, một cú đấm rơi vào trên người anh ta. Cố Tử Vị đau tới cong lưng, không nói nổi thành lời. Cố Gia Huy ngoắc tay bảo Khương Tuấn cởi dây trói, Cố Tử Vị lập tức ngã ở trên mặt đất. Anh ta nhìn cửa lớn, giãy dụa muốn bò về phía đó, muốn chạy trốn, nhưng lại bị một chân của Cố Gia Huy giẫm lên tay. Dùng tay trái để đánh. Sau giọng nói lạnh lẽo đó, anh dùng sức nghiền một cái, Cố Tử Vị đau đớn hét lên như heo mẹ bị chọc tiết. Không, không phải, chú ba, chú thả cháu ra đi, cháu thật sự không biết đó là người của chú. Không phải, vậy thì đó chính là tay phải. Ngày đó, anh đổi qua tay phải, lại dùng sức nghiền một cái. Cố Tử Vị đau tới ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Cố Gia Huy như không nhìn thấy, giày da vẫn dùng sức nghiền. Trên mu bàn tay kia lập tức xuất hiện vết máu. Ném tên vô dụng này trở về đi, nói cho anh cả và chị dâu, tôi không thích người khác đụng tới người phụ nữ của tôi. Bảo bọn họ nhanh chóng sinh thêm đứa nữa, nếu không sớm hay muộn thì tên vô dụng này cũng sẽ chết trong tay tôi. Lời nói vô tình tràn ra từ miệng, mang theo ý lạnh thấu xương. Rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nhưng ở trong kho hàng này lại chẳng khác gì mùa đông khắc nghiệt. Ánh mắt anh chứa chút tia máu, đáy mắt toàn là lệ khí. Khương Tuấn nhìn mà sợ hãi, rất lâu rồi Cố Gia Huy chưa từng tức giận như vậy, lần tức giận gần nhất là vào nhiều năm trước, lúc du thuyền nổ mạnh. Anh ta không dám nhiều lời, gói người mang đi, vừa muốn xoay người đi, Cố Gia Huy đã mở miệng nhắc nhở. Chuyện này không được truyền tới tai Minh Tâm, quá máu me, hiểu chưa? Minh Tâm. Khương Tuấn nghe cách gọi thân mật này, không khỏi buồn nôn. Xem ra ngài Cố vẫn còn muốn tiếp tục ngụy trang. Vâng, thưa ngài. Hứa Minh Tâm ngủ tới giữa trưa cũng không dám ngủ nữa. Cô đã rất lâu rồi không tới trường, chương trình học năm cuối cấp vẫn rất quan trọng. Cô khăng khăng đòi về, Cố Gia Huy không đồng ý thì cô lại khóc lóc, cuối cùng Cố Gia Huy không còn biện pháp, đành phải lùi một bước. Trên người của em còn có vết thương, tôi không yên tâm em có thể tự chăm sóc bản thân. Cho nên buổi tối vẫn phải tới nơi này ngủ. Việc này không cần bàn bạc. Em không. Vậy thì không cần đi học, tôi sẽ mời người tới dạy. Cái này.
Hứa Minh Tâm hết lời để nói, cô còn có thể nói gì được đây? Cho dù anh là đứa con không được xem trọng của nhà họ Cố, nhưng so với kẻ tôm tép là cô thì vẫn lợi hại hơn nhiều. Cô ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm, cậu ba, cậu ra trường, cậu không tốt. Ừ, tôi chính là không tốt. Cố Gia Huy thoải mái thừa nhận. Buổi chiều đi học, trước khi đi Hứa Minh Tâm còn cố ý hóa trang một lớp, che đi dấu vết trên má. Buổi chiều là môn tự chọn, là các khóa học sinh học cùng với nhau. Bạch Thư Hân vừa nhìn thấy Hứa Minh Tâm đã sán lại gần. Hứa Minh Tâm, cậu và cái tên cậu ba thần bí kia phát triển tới mức này rồi, vừa mới bắt đầu khai giảng mà đã không trở về ký túc xá ngủ, có phải sau này còn dọn qua đó sống luôn không? Bạch Thư Hân nở nụ cười trêu chọc. Cô nghe vậy trợn trắng mắt, gõ một cái lên đầu cô ấy, bất đắc dĩ mở miệng, Bạch Thư Hân, cậu đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy được không? Tuy rằng tớ đính hôn với cậu ba nhà họ Cố, nhưng vẫn còn chưa vượt qua giới hạn, chuyện này chờ tới khi tớ đủ 20 tuổi rồi nói tiếp. Bạch Thư Hân là bạn cùng phòng ký túc xá của cô, là người thân thiết nhất với cô. Hai người không hề giấu nhau chuyện gì, chuyện cô đính hôn với Cố Gia Huy cô chưa hề nói cho ai, nhưng đã nói cho Bạch Thư Hân rồi. Bạch Thư Hân xì một cái. Đã là thời đại nào rồi, còn bảo thủ như vậy, bây giờ người ta đều làm trước khi cưới, nếu như cậu không thử một chút, lỡ sau này kết hôn sinh hoạt vợ chồng không hạnh phúc thì sao? Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, đột nhiên nghĩ tới hình ảnh lúc sáng cô nhìn thấy. Của anh lớn như vậy, nhìn dọa người như thế, hẳn là sau kết hôn, sẽ hạnh phúc đúng không? Chính vào lúc cô miên man suy nghĩ này, Bạch Thư Hân lại gõ đầu cô một cái. Hứa Minh Tâm hồi phục tinh thần, đối diện với đôi mắt ý cười như có như không của Bạch Thư Hân, lập tức chột dạ. Cô lắp bắp mở miệng, cậu nhìn tớ làm gì? Trên mặt tớ có gì à? Em gái ngốc, lại mộng xuân à? Chị đây chính là người từng trải, chị sẽ nói thẳng cho cưng biết, tình cảm giữa đàn ông với phụ nữ ấy mà đều từ ngủ mà ra. Ngủ càng nhiều, càng lâu, cảm tình lại càng sâu. Nhìn xem bộ dạng hoài xuân này của cưng. Chứng minh cưng cũng không hề ghét cậu ba kia, nếu như có thể phát triển, vậy thì cưng cần phải nghĩ cách nắm được trái tim anh ta. Vì sao, tại sao không phải là anh ta giữ lấy trái tim tớ, mà lại là tớ nắm trái tim anh ta? Em gái này, cưng là đồ ngốc sao? Nếu như chị đây mà là đàn ông nhất định chị đây sẽ không thích em, ngực không có mông cũng không, lại không thích trang điểm. Còn nữa, nhà họ Hứa cũng không phải là thuộc loại giàu có quyền thế gì. Cưng đòi dựa vào cái gì để giữ chặt lấy trái tim đàn ông? Dựa vào sự chân thành sao? Những cái đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Tớ tin anh ấy, Hứa Minh Tâm cố chấp đáp. Cô tin rằng trên thế giới này vẫn còn tình cảm chân thành, nhưng cô lại không nghĩ tới bản thân mình vẫn luôn bị ngài Cố đó điều khiển, khống chế. Buổi tối lúc tan học, Cố Gia Huy thật sự tới đón cô, chính vì thế mà Bạch Thư Hân còn cười nhạo cô một chút. Sáng hôm sau, tiết học chuyên ngành chỉ có một. Vừa kết thúc buổi học Bạch Thư Hân đã đi ra khỏi trường. Hiện tại cô cũng đã cuối cấp, nên tính tới việc đi thực tập rồi. Cô nộp hồ sơ cho một công ty đó báo với cô 10 giờ hôm nay tới phỏng vấn. Bởi vì đi một người thì sẽ rất nhàm chán, cho nên cô đã lôi luôn cô bạn thân của mình đi cùng. Hiện tại hai người đang đứng trước một tòa cao ốc nguy nga tráng lệ. Tập đoàn GC là tập đoàn tài chính kinh tế mà báo chí đưa tin lần trước. Là tập đoàn đột nhiên xông vào thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh liên kết hợp tác cùng các tập đoàn khác. Chính là nó, tớ nghe nói chủ tịch quản lý tập đoàn này rất thần bí, hình như là một người ngoại quốc. Lai lịch của đối phương không nhỏ, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có thể tranh một vị trí không nhỏ trên thương trường ở vùng trời thành phố này, qua đó có thể thấy được thế lực đứng phía sau rất hùng hậu. Bạch Thư Hân kích động vô cùng. Cố Gia Huy. Chính là vào lúc Bạch Thư Hân đang nói chuyện hăng say, Hứa Minh Tâm đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Cô nhìn theo tầm mắt của Hứa Minh Tâm, chỉ nhìn thấy một chiếc xe đang đi xuống hầm đỗ xe. Đó là xe của Cố Gia Huy, chẳng lẽ ngài ấy làm việc ở chỗ này? Đi xe một cái không phải là biết rồi sao, cậu là vợ chưa cưới của người ta, cũng nên có quyền biết người ta làm việc ở đâu đúng không? Bạch Thư Hân cũng muốn nhìn một chút. Xem Cố Gia Huy trong truyền thuyết rốt cuộc có bộ dạng gì. Bọn họ đi vào gara, xe của Cố Gia Huy cũng dừng lại. Khương Tuấn đưa cho anh một tệp tài liệu, nhanh chóng báo cáo lịch trình làm việc trong ngày hôm nay của anh. Đã thu mua thành công mảnh đất phía đông, chỉ chờ khởi công.
Nếu như kiểm tra an toàn đạt chỉ tiêu, vậy thì tháng này sẽ động thổ, xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Còn nữa, 11 giờ trưa sẽ có một hội vị trực tuyến qua video, là nhằm vào công ty đầu tư Minh Phát bên nước ngoài. Khương Tuấn còn chưa nói xong, khóe mắt của Cố Gia Huy đã liếc thấy một bóng hình quen thuộc. Ngài Cố, là cô Minh Tâm. Cố Gia Huy có hơi ngạc nhiên, vậy mà anh lại có thể nhìn thấy Hứa Minh Tâm ở đây. Sao ngài lại ở đây? Hứa Minh Tâm mở miệng hỏi trước, lời nói mang theo sự nghi ngờ. Ngài Cố chính là... Khương Tuấn còn chưa nói xong, cô đã cắt ngang lời anh ta. Ngài làm việc ở chỗ này đúng không? Ngày nào ngài cũng mặc tây trang, hằng ngày đi làm đúng giờ, lại còn có thư ký, nhất định là giám đốc hoặc là trưởng phòng đúng không? Giám đốc, trưởng phòng. Khóe miệng Cố Gia Huy khẽ giật, nhìn anh trông giống giám đốc hay trưởng phòng lắm à? Hì hì, người đàn ông của em thật lợi hại. Ngài làm việc cho tốt đó, sau này thăng chức tăng lương nhất định phải mời em ăn bữa tiệc lớn đấy nhé. Hứa Minh Tâm đi lên trước vài bước, vỗ vai động viên cổ vũ cho anh. Cô không cầu cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cầu bình an vui vẻ. Hơn nữa, cho dù có cho cô 10 cái đầu óc để phát huy sức tưởng tượng, cô cũng không thể nào nghĩ tới chủ tịch của tập đoàn này lại có liên hệ với Cố Gia Huy. Tất cả mọi người đều biết, quyền thừa kế của nhà họ Cố đều giao cho người con trai cả, còn người con thứ ba này, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn khiến cả gương mặt bị hủy, tính tình lại cổ quái. Ngay cả vợ cũng không tìm thấy. Người như vậy, sao Seto thể có một tập đoàn thuộc về chính mình được? Nói ra sẽ hù chết người đó có biết không? Cho nên Hứa Minh Tâm mới chắc chắn rằng Cố Gia Huy tới nơi này làm việc, cùng lắm là có một chức vị không tồi. Trong lòng cô tràn ngập may mắn, cũng may công ty này không từ chối anh chỉ vì dung mạo của anh, chuyện này chứng minh người đàn ông của cô rất có năng lực, mới có thể thuyết phục người khác như vậy. Đây là chuyện tốt. Đáng để cô vui mừng. Được, sau này tiền lương của tôi đều sẽ giao cho em quản lý. Anh không nói rõ thân phận, sợ sẽ dọa tới cô nhóc này. Cô muốn một cuộc sống bình an, vậy thì anh sẽ cho cô sống một cuộc sống như vậy, chỉ cần cô vui vẻ ở cùng anh là được. Anh nhéo nhéo cái mũi cô, ánh mắt đầy sự cương chiều. Hứa Minh Tâm cũng không có ý nói chuyện riêng với anh, cô kéo Bạch Thư Hân lại bên người, mở miệng giới thiệu, đây là bạn tốt của em. Là đàn chị khóa trên ở cùng phòng ký túc xá, cô ấy tên là Bạch Thư Hân. Chào cô, cảm ơn cô bấy lâu nay đã chăm sóc cho Minh Tâm. Anh lễ phép gật đầu, nhưng vẫn chưa vươn tay. Anh không thích tiếp xúc với người phụ nữ khác, ngoại trừ vợ của mình. Bạch Thư Hân cứng người, miễn cưỡng nhếch miệng nở nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Hứa Minh Tâm cũng không chú ý tới điểm này, cô phất tay ý bảo Cố Gia Huy nhanh chóng đi làm, đừng có tới muộn. Cố Gia Huy vừa đi, Bạch Thư Hân đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô rời khỏi gara. Đi tới nơi có ánh mặt trời ấm áp, cô dùng sức hít thở. Cậu làm sao vậy? Gương mặt anh ta. Người bên ngoài đồn rằng gương mặt ngài ấy xấu xí, cậu cũng từng nghe nói qua rồi mà. Đúng là tớ đã nghe qua, nhưng lại không nghĩ tới sẽ dọa người như vậy. Minh Tâm, cậu cũng không thể vì nhà họ Hứa mà từ bỏ cuộc đời mình. Hiện tại cậu mới 18 tuổi. Sau này cậu sẽ sống tới năm 88 tuổi, chẳng lẽ phải đối mặt với gương mặt này hơn 60 năm? Minh Tâm, cậu đừng có thiện cận như vậy. Minh Tâm nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhất định có thể tìm được chàng trai tốt hơn. Tớ rất hài lòng với Cố Gia Huy. Cô nở nụ cười nhợt nhạt, không hề có oán giận và bất mãn. Vì sao? Bạch Thư Hân vô cùng ngạc nhiên. Ai nhìn vào gương mặt của Cố Gia Huy đều sẽ sợ hãi lùi bước. Tớ không muốn sống ở nhà họ Hứa, không gả cho Cố Gia Huy thì tớ cũng sẽ bị cha coi như món đồ liên hôn, gả cho người khác. Cố Gia Huy cho tớ cơ hội để tớ lựa chọn, nhưng tớ vẫn chọn anh ấy. Tớ cảm thấy anh ấy cũng không đáng sợ như vậy, ngay từ đầu tớ còn cho rằng phải gả cho một người trung niên 40-50 tuổi, hiện tại được gả cho một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, tớ đã rất hài lòng rồi. Hơn nữa, tớ tin Cố Gia Huy sẽ đối xử với tớ thật tốt. Dù sao anh ấy cũng không có người phụ nữ khác mà đúng không? Bạch Thư Hân nghe được những lời này, lòng nhói lên một chút. Tuy rằng cô còn nhỏ tuổi, cũng chưa từng bươn trải ngoài xã hội, nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng có thể hiểu được thói đời nóng lạnh. Cha và mẹ kế lúc nào cũng coi cô như món đồ để lợi dụng, còn người chị gái cả ngày bắt nạt cô nữa. Nếu như cô rời đi nơi đó, cho dù sau này phải ở bên Cố Gia Huy cả đời, đó cũng là một chuyện may mắn.
Minh Tâm, cậu không sợ sau này sẽ hối hận sao? Sẽ không hối hận, chẳng may sau này Cố Gia Huy đối xử không tốt với tớ, tớ và anh ấy sẽ đường ai nấy đi, tớ cũng sẽ không hối hận. Cô siết chặt nắm tay, kiên định nói. Sau khi tan học buổi chiều, cô đứng chờ Cố Gia Huy ở ngã tư đường. Đợi mười mấy phút, cuối cùng cũng thấy Khương Tuấn lái xe tới. Tối nay ngài Cố có một buổi tiệc xã giao, cho nên không kịp đón cô, ngài ấy bảo tôi tới đón cô. Thật ra tự tôi có thể về, không cần phải đặc biệt tới đón như vậy, tôi cũng không phải loại thích làm mình làm mày. Hứa Minh Tâm có hơi ngại ngùng. Khương Tuấn cười cười, nói là Cố Gia Huy giao phó, anh ta không dám chậm trễ. Dù sao đây cũng là ý tốt của ngài ấy không yên lòng về cô. Hứa Minh Tâm nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, nếu như cô không làm kiêu một chút, Cố Gia Huy có lẽ thật sự sẽ coi cô như đứa trẻ mà chăm sóc. Lúc ở trên xe, cô không nhịn được hỏi tới một chuyện. Khương Tuấn, anh biết vết thương trên mặt Cố Gia Huy từ đâu mà có không? Tôi không dám hỏi, chỉ sợ làm tổn thương ngài ấy. Cái này, Khương Tuấn nghe thấy vấn đề này, có chút chần chờ. Hứa Minh Tâm nghe được sự khó xử trong lời của anh ta, vội vàng xua tay, nếu như anh không nói được thì thôi, đợi ngài ấy nói cho tôi cũng tốt. Chỉ sợ ngài ấy sẽ không nhắc với cô về đoạn ký ức đau đớn kia đâu, thật ra cũng chẳng có gì cần phải giấu, sau này cô cũng sẽ là vợ của ngài ấy. 4 năm trước, ngài ấy và cậu hai về nước, bọn họ ngồi cùng một du thuyền xuất hiện sự cố bị nổ mạnh. Ngay cả xác của cậu hai cũng không tìm thấy, mà tuy rằng ngài ấy tránh được một kiếp, nhưng nửa gương mặt cũng bị. Du thuyền nổ mạnh, không tìm thấy thi thể của cậu hai. Nhà họ Cố có 4 người con. Cố Gia Huy là đứa con thứ 3, trước anh có 2 người anh trai, sau anh còn có một đứa em gái được bố mẹ anh nhận nuôi từ nhỏ. Chỉ có cậu hai là cùng một mẹ ruột với anh, nhưng cậu hai đã qua đời từ 4 năm trước, nghe nói là bị bệnh chết, lại không nghĩ tới chết vào sự cố đó. Trong lúc cô còn đang khiếp sợ, Khương Tuấn còn nói thêm, chuyện của cậu hai chính là vết thương lòng của ngài Cố, ngay cả ông cụ Cố cũng không dám nhiều lời. Cô Minh Tâm coi như hôm nay chưa từng nghe thấy chuyện gì cả đi, chuyện cậu hai chết đả kích tới ngài ấy rất lớn, vì thế tinh thần ngài ấy sa sút hơn 1 năm, gần đây mới có chuyển biến tốt đẹp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô chân thành nói, Hứa Minh Tâm đột nhiên cảm thấy Cố Gia Huy cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Anh đã trải qua sinh tử, vậy nên túi ra bên ngoài đối với anh không tính là gì cả. Về đến nhà, người giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị canh giải rượu. Người giúp việc nói dạ dày Cố Gia Huy không tốt, không thể uống quá nhiều rượu, cho nên lần nào anh đi xã giao, bọn họ cũng đều sẽ chuẩn bị canh giải rượu. Cô nghĩ tới tương lai mình chính là vợ anh, cho nên không dám chậm trễ, tự mình chuẩn bị, không cho người khác giúp. Mợ chủ đối xử với ngài ấy thật tốt. Cô còn chưa được gả vào nhà họ Cố, người giúp việc đã bắt đầu sửa miệng. Cô bị gọi tới mặt đỏ tai hồng, nhịn không được hờn dỗi trừng mắt, còn lâu, tôi chỉ sợ ngài ấy trở về mượn rượu làm càn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô ngồi chờ anh từ lúc 8 giờ tối cho tới 10 giờ đêm. Cô cảm thấy bản thân càng ngày càng giống cô vợ nhỏ, bắt đầu chờ người đàn ông của mình trở về. Hứa Minh Tâm có chút buồn ngủ, ngồi ngủ gà ngủ gật, đúng lúc này lại nghe được tiếng còi xe hơi. Cố Gia Huy đã trở lại. Cô đi dép lê chạy tới mở cửa, nhưng ngoài cửa không phải chỉ mình Cố Gia Huy mà còn có một ông cụ hơn 60 tuổi, tuy rằng trên đầu toàn tóc bạc, nhưng tinh thần vẫn còn rất phấn chấn. Cô lập tức sửng sốt, không biết người trước mặt là ai. Minh Tâm, đây là bố tôi. Cố Gia Huy đi từ phía sau lên trước, sợ Cố Gia bảo dọa Hứa Minh Tâm. Bác trai. Thật ra trong lòng cô cũng đã suy đoán ra, nhưng lại không dám khẳng định. Lần trước cô bị đánh thành như vậy, căn bản không kịp quan sát Cố Gia Bảo cho kỹ, cho nên lần này gặp lại vẫn thấy rất xa lạ. Cố Gia Bảo chính là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, chính là kiểu người người khác vừa nghe tên đã biến sắc, trước kia tập đoàn Bình Minh còn chưa to lớn như vậy, nhưng sau này đều do một tay ông cụ Cố gây dựng nên cơ nghiệp. Ông cụ Cố đã 68 tuổi, ở tuổi này làm ông nội cô cũng được rồi, nhưng hiện tại cô và Cố Gia Huy ở bên nhau. Lại phải gọi ông ấy một tiếng bác trai, Hứa Minh Tâm cảm thấy quái quái. Bác trai cái gì chứ, con bé ngốc này, gọi một tiếng bố đi, con là vợ của thằng ba, đương nhiên cũng phải giống thằng nhóc đó gọi bác một tiếng bố. Ông cụ Cố càng nhìn Hứa Minh Tâm lại càng thích, con bé mỏng manh, dáng người cao gầy,
chỉ có điều hơi gầy một chút. Lần trước ở nhà của ông xảy ra chuyện như vậy, ông vẫn có chút băn khoăn, vẫn muốn qua đây nhìn một chút, ở lại một thời gian, nhìn xem tình huống giữa hai người này. Tuy rằng thằng nhóc đã đính hôn nhưng ngày nào còn chưa kết hôn, ông vẫn chưa thôi lo lắng ngày đó. Chuyện này, Hứa Minh Tâm không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cố Gia Huy. Cố Gia Huy cũng cảm thấy cạn lời, ông già xác định là tới thăm chứ không phải là tới dọa con dâu đấy chứ. Bố, con và Minh Tâm mới chỉ đính hôn mà thôi, còn chưa tới lúc kết hôn. Chờ tới khi cô ấy kết thúc việc học, bọn con sẽ kết hôn, hiện tại còn sớm. Ôi bác quên mất, con mới 18 tuổi, có hơi sớm. Nhưng không sao, con gọi trước cũng được, dù sao sớm hay muộn con cũng sẽ vào nhà họ Cố. Bác trai, chúng ta đừng đứng ở cửa, vào trong ngồi nói chuyện đi, con đi pha trà cho bác. Hứa Minh Tâm đón người vào nhà. Ông cụ Cố vẫn còn áy náy đối với chuyện ngày hôm đó, vẫn luôn lôi kéo hỏi thăm cô ân cần. Cô vốn còn cho rằng Cố Gia Bảo là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng hiện ông lại chẳng khác gì một đứa trẻ mang hình hài ông già. Cố Gia Huy sợ cô mệt, liền ngắt lời, bố, thời gian không còn sớm, Minh Tâm nên đi ngủ, ngày mai cô ấy còn phải đến trường. Đúng đúng đúng, con gái nên đi ngủ sớm một chút, đúng rồi, con và Cố Gia Huy ngủ cùng nhau đúng không? Hả? Hứa Minh Tâm xấu hổ vô cùng, ngây người nhìn về phía Cố Gia Huy, chỉ thấy anh bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên, Cố Gia Huy nói dối không chớp mắt, nói tới tự nhiên cực kỳ. Hứa Minh Tâm âm thầm bật ngón cái với anh. Quả nhiên là loại người chuyên làm việc lớn, tố chất tâm lý cứng như vậy, không giống như cô, chân đã mềm đi rồi. Ông cụ Cố cười gật đầu, đôi mắt vẫn đục hiện lên một chút tia sáng. Ông cụ Cố thông minh như vậy. Sao có thể không nhìn ra hai người đang nói dối? Lần này ông tới đây, chính là vì để xúc tiến cảm tình của đôi vợ chồng son. Cố Gia Huy kéo Hứa Minh Tâm về phòng ngủ, cửa phòng chưa kịp đóng lại, không nghĩ tới Chu An đã tiến vào, đem quần áo chăn gối không dùng ôm đi hết. Ông cụ Cố đứng ở ngoài cửa nhìn phòng ngủ đơn bạc, nhìn thấy trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng, khóe miệng khẽ cong lên. Các con cũng đi ngủ sớm một chút, buổi tối mùa đông lạnh lắm. Chu An, tìm hai người dọn ghế sofa đi, còn cái ghế treo trên ban công kia nữa, dọn hết đi. Rất nhanh, những thứ này đều bị dọn đi, Hứa Minh Tâm ngơ ngác nhìn Cố Gia Huy. Ông cụ Cố rõ ràng là không để lại đường lui, bây giờ có ngủ dưới đất hay ngủ trên sofa cũng không được. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Hứa Minh Tâm mở to đôi mắt đáng thương nhìn anh. Cố Gia Huy cũng không nghĩ tới ông già lại tuyệt tình như vậy, không để cho anh một chút đường lui nào. Anh khẽ cụp mắt, vốn còn đang định lừa dối cho qua, bây giờ cũng chỉ có thể nói chuyện thẳng thắn. Anh lạnh nhạt lên tiếng, tôi đi nói chuyện với ông ấy. Anh vừa mới định bước đi đã bị Hứa Minh Tâm ngăn lại. Ông ấy cũng có ý tốt, nếu như biết chúng ta không ở cùng nhau liệu ông ấy có không hài lòng về em không? Hứa Minh Tâm có chút lo lắng, mọi người đều nói gả vào nhà giàu nhìn qua thì hạnh phúc nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới biết bên trong toàn là dối gạt. Nếu như cô thật sự bước vào cửa lớn nhà họ Cố, người đàn ông này sẽ là chỗ dựa duy nhất của cô. Cô không muốn khiến Cố Gia Huy khó xử. Yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai dám làm gì em hết. Hứa Minh Tâm biết địa vị của anh ở nhà cũng không cao, nhưng lại vẫn hứa hẹn với cô như vậy, cô đã rất vui mừng rồi. Cô hơi do dự, hay là, buổi tối ngài ngủ ở đây đi. Chúng ta ngủ cùng nhau, Cố Gia Huy nheo mắt. Hứa Minh Tâm nghe được lời này, mặt đỏ tai hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên. Bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, ông cụ Cố cao hứng phấn chấn tới đây, cũng không thể thất vọng đi về. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, run rẩy nói, Chúng ta, ngủ cùng nhau đi, ngài hẳn sẽ không làm loạn linh tinh đúng không? Em tin tôi là người quân tử tới như vậy sao? Cố Gia Huy giờ khóc giờ cười, anh chính là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường. Rốt cuộc cô lấy đâu ra can đảm đưa ra yêu cầu chung chăn chung gối. Đương nhiên là em tin ngài. Lần trước cô chủ động hiến thân, Cố Gia Huy cũng không muốn, chẳng lẽ lần này lại có biến cô ư? Em đi chuẩn bị quần áo ngủ cho ngài, ngài tắm rửa trước đi. Hứa Minh Tâm cho rằng Cố Gia Huy là con cừu lớn, nhưng lại không biết trong thân thể anh là một con sói hoang. Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của cô, Cố Gia Huy chỉ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Bộ dạng của anh không giống người xấu sao?
Sao cô có thể tin tưởng anh như vậy, làm hại anh cũng không nỡ phụ sự kỳ vọng của cô, sợ đánh vỡ hình tượng tốt đẹp về mình trong lòng cô. Anh nở nụ cười chua xót, được, vậy thì tôi sẽ nỗ lực làm chính nhân quân tử. Hứa Minh Tâm nghe được lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là giống như cô tưởng tượng, anh lớn tuổi như vậy mà còn chưa kết hôn, trưởng thành như thế, rất dễ sinh ra tâm lý tự ti. Tâm lý tự ti sẽ khiến cho thân thể xảy ra biến hóa, hóa ra Cố Gia Huy cũng rất đáng thương. Cố Gia Huy tắm rửa xong bước ra ngoài, cũng chỉ bọc khăn tắm. Hứa Minh Tâm nhìn thấy mà mặt đỏ tai hồng, ánh mắt không có chỗ trốn. Tuy rằng lần này anh đã che đi những chỗ quan trọng, nhưng nhìn qua cũng cảm thấy thẹn. Ngài mua mặc quần áo vào, nếu không mắc bệnh thì không tốt. Giọng nói của cô run nhẹ nhẹ, cũng không dám nhìn thẳng vào Cố Gia Huy. Coi như là chuẩn bị đi, chuẩn bị cho lúc kết hôn. Cố Gia Huy nở nụ cười xấu xa. Vẫn còn sớm, để sau này chậm rãi chuẩn bị, ngài mau mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ thật sự bị cảm lạnh đó. Hứa Minh Tâm tìm trong tủ quần áo được một cái áo ngủ, ném ở trên người anh. Cố Gia Huy biết cô vợ nhỏ nhà mình ra mặt mỏng, cũng không làm gì quá đáng, trực tiếp cầm áo khoác lên người. Em đi tắm rửa đây. Cô nhảy từ trên giường xuống chạy trối chết về phía nhà tắm. Nhưng sau khi tắm rửa xong cô mới bị ai phát hiện, cô vội vàng chuẩn bị áo ngủ cho Cố Gia Huy, nhưng lại quên chuẩn bị nội y cùng áo tắm dài cho mình. Chiếc khăn tắm duy nhất bị anh cầm đi rồi, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Cô mở hé cửa nhà tắm ra, nhô đầu ra bên ngoài, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, cái này, Gia Huy, ngài có thể lấy giúp em chút quần áo được không? Cố Gia Huy từ trên giường ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm, còn có tấm kính mở phác họa ra thân hình yểu điệu lả lướt của cô. Cánh cửa này, chỉ cần tới gần nhìn, là có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong. Cố Gia Huy chỉ cần mường tượng ra cảnh đó, yết hầu anh khẽ di chuyển, anh chỉ cảm thấy phần bụng dưới nóng lên. Cô nhóc này, là cố ý tới đây tra tấn anh hay sao? Anh hít sâu một hơi, ánh mắt hơi tối một chút, cô nén dục vọng đang kêu gào trong người đứng dậy. Muốn cái gì? Nội y, và áo ngủ. Lúc nhắc tới hai chữ nội y, hai hàm răng Hứa Minh Tâm run lên. Cô thật sự rất thẹn, thế mà cô lại nhờ Cố Thành Thành đi lấy đồ lót. Cô chỉ hận không có cái lỗ, trực tiếp chôn mình xuống đó. Cố Gia Huy lục trong tủ quần áo. Cuối cùng cũng tìm được. Áo ngực màu hồng phấn, còn có cả gọng nâng ngực. Trước kia Cố Gia Huy từng chạm qua thân thể cô, biết ngực cô không lớn, nhưng giờ phút này anh mới biết, hóa ra ngực cô lại nhỏ như vậy. Xem ra sau này phải khai phá cho thật tốt. Cố Gia Huy đưa quần áo tới, nói, em vẫn còn là con nít hay sao? Còn mặc đồ lót ấu trĩ như vậy. Ấu trĩ chỗ nào, đồ lót màu hồng phấn cũng rất đáng yêu đó. Cô vốn đang thẹn thùng muốn chết, nghe được lời này trực tiếp trừng mắt nhìn anh, vội vàng cầm lấy quần áo. Dưới lúc đang tức giận, cô quên không đóng cửa. Cô đưa lưng về phía Cố Gia Huy, bắt đầu mặc quần áo. Hừ, cũng không biết nói vài câu dễ nghe, đáng lẽ nên khen mình đáng yêu mới đúng. Không biết là có EQ hay không nữa. Cô thở phì phò mặc xong quần áo, quay người muốn đi ra, bỗng nhiên phát hiện cửa phòng tắm không hề đóng. Còn Cố Gia Huy dù bận vẫn ung dung đứng ngoài cửa nhìn cô. Dáng người cô rất mảnh, toàn thân không có chút thịt thừa. Làn da trắng nõn tinh tế, nhìn qua giống như lụa tơ tằm vậy. Cái mông kia tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua rất mềm mại, có lẽ cảm xúc không tồi. Hai chân thon dài rất đẹp mắt. Cô vợ nhỏ của anh cũng không phải nhỏ, chỉ là chưa hoàn toàn lớn lên, cần người hỗ trợ. Ngài, sao ngài lại nhìn lén em? Cửa không đóng, tôi cho rằng em chủ động mời. Hơn nữa có ăn thì phải có trả, khi nãy em cũng nhìn tôi, hiện tại tôi nhìn em chắc không có vấn đề gì chứ. Bên môi anh treo một nụ cười ấm áp, hòa tan sự sắc bén, chỉ còn lại dịu dàng. Rõ ràng anh đang giở trò lưu manh, nhưng lại nói một cách nghiêm trang đàng hoàng như thế. Hứa Minh Tâm tức giận trừng mắt nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, cô vắt hết óc suy nghĩ, cũng không tìm ra được chỗ nào không thích hợp để đáp trả. Ngài cũng chỉ có thể xem mà thôi, hừ. Cô thở phì phò, sau đó chui vào trong ổ chăn. Cố Gia Huy nghe vậy bất giác cảm thấy buồn bực, vì sao anh lại chỉ có thể nhìn. Thằng em của anh sinh ra là để bài trí sao? Trước kia Hứa Minh Tâm ngủ trên giường cảm thấy giường này rất lớn, nhưng có Cố Gia Huy,
cô lại cảm thấy giường bị thu nhỏ rất nhiều. Mặc dù anh không có năng lực về phương diện kia, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông. Cô cảm thấy hai người cùng chung chăn gối rất kỳ lạ. Gương mặt cô đỏ hây hây, dường như máu toàn thân dồn hết lên đầu. Thân thể của cô co lại, nằm rụt về mép giường, không dám nhúc nhích. Nhưng, Cố Gia Huy được voi đòi tiên, từng bước áp sát. Cô sợ tới mức rụt về phía sau, nhưng bên ngoài đã là mép giường. Vào lúc cô sắp ngã, người đàn ông này nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo thon của cô, ôm cô vào trong lồng ngực. Không phải là tin tôi là chính nhân quân tử sao? Sao còn sợ tới mức như vậy? Cố Gia Huy mở miệng trêu chọc. Hứa Minh Tâm mặt đỏ tai hồng, vẫn cứng miệng đáp, ai sợ ngài? Em chỉ là không quen ngủ cùng người khác mà thôi. Vậy thì từ nay về sau hãy làm quen đi, em nhất định phải ngủ cùng tôi cả đời. Cả đời. Hai chữ này đánh vào trái tim cô, khiến cô ngơ ngác. Hứa Minh Tâm ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt, bây giờ cô chỉ mới 18, sau này còn rất dài, cô phải ở cùng người đàn ông này tới hết đời. Cô đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này thật dài. Đang nghĩ cái gì? Anh gõ gõ đầu cô, cắt ngang suy nghĩ của cô. Em tính em sẽ sống tới năm 80 tuổi, phải sinh hoạt cùng ngài hơn 62 năm. Thời gian dài như vậy phải ở bên một người, ngài không thấy chán sao? Vấn đề này chỉ sợ tôi phải dùng cả đời để trả lời em. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậy, ngủ nhanh, đừng nhúc nhích tới lui, nếu không tôi sẽ không dám chắc tiếp theo có xảy ra chuyện gì nữa hay không đâu. Hì, ngài cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi. Hứa Minh Tâm nhỏ giọng nói thầm. Em nói cái gì? Cố Gia Huy nghe không rõ, hỏi lại lần nữa. Cô liên tục xua tay, không, không có gì. Hứa Minh Tâm vội vàng xoay người, dựa lưng vào anh, sau đó lẻ lưỡi nghịch ngợm. Những lời này tốt nhất vẫn không nên nói ra trước mặt Cố Gia Huy, nếu không sẽ đả kích lòng tự trọng của đàn ông. Nếu như Cố Gia Huy biết suy nghĩ hiện tại của cô, chỉ sợ sẽ khóc ngất trong nhà WC. Tiếng hít thở đều đều của Hứa Minh Tâm rất nhanh đã truyền đến, lông mi cô cong vút như một lá quạt tròn, lông mi hơi run. Cô cong người, cọ cọ trong lồng ngực anh. Cố Gia Huy chỉ cảm thấy dục vọng lên cao, cả người khó chịu muốn chết. Cô nhóc này dường như cảm nhận được sự khác thường, không thoải mái vặn vẹo thân thể. Cô vừa động, suýt chút nữa muốn mạng của Cố Gia Huy, suýt khiến anh không cầm lòng được nữa. Cố Gia Huy chỉ có thể nằm ngửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, xem ra đêm nay khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà giờ phút này, ông cụ Cố nghiêm túc ngồi xổm ở ngoài cửa, nghe nửa ngày cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì. Cho dù phóng cách âm có hiệu quả cao, cũng không thể nào yên tĩnh như vậy được. Ông không khỏi nhìn về phía quản gia An đứng một bên, đôi mắt phần đục híp lại, nghi ngờ hỏi, hai đứa nhỏ này thật sự giống như lời ông nói, rất yêu nhau sao? Chú An hơi xấu hổ, tuổi của ông ta và Cố Gia Bảo cộng lại cũng sấp xỉ 150 tuổi có dư rồi, bây giờ đã là ông già bà cả mà còn ngồi đây bàn luận về chuyện riêng tư của lũ trẻ một cách công khai như thế. Ông ta ho khan hai tiếng, lịch sự trả lời, ông chủ, không biết là ông có biết ân ái là gì không? Tình cảm của cậu chủ và cô Minh Tâm không có bất cứ vấn đề gì hết, hai người tôn trọng nhau như khách, chung sống cực kỳ hòa hợp. Ông biết tôi không hỏi chuyện này mà. À thì, tuổi của cô Minh Tâm còn nhỏ, cậu chủ vẫn luôn nhường nhịn yêu thương cô Minh Tâm, còn về chuyện mà ông vừa hỏi, tôi cũng không tiện cho ông câu trả lời chắc chắn. Ông cụ nghe chú An nói xong thì đã hiểu hết những gì cần hiểu, cũng biết là chắc chắn chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải tối hôm đó tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao? Vì sao lại không thành công? Cố Gia Bảo đang nhắc đến lần đầu tiên Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm gặp mặt nhau. Ông bỏ ra cái giá cao như vậy để rước về một người vợ cho con trai, là để anh mang về ăn chứ đâu phải để ngắm. Đúng là tuổi của Hứa Minh Tâm còn nhỏ, nhưng tuổi của Cố Gia Huy thì không còn nhỏ nữa. Vợ càng nhỏ thì phải càng nhanh chóng chiếm lấy chứ. Khụ khụ, chuyện này, tôi cũng không biết ạ. Chú An lại ho khan hai tiếng, khuôn mặt già nua đỏ bừng hết cả lên. Ông chủ, hình như chúng ta thảo luận về chuyện này có hơi không hay lắm. Người ta toàn đồn thổi là con trai tôi bất lực ở phương diện nào đó, bởi vì chuyện khuôn mặt đã bị phá hủy nên tạo thành tâm lý tự ti. Chẳng lẽ là thật sao? Chú An nghe nói như thế, câu trả lời kẹt cứng trong cổ họng, mãi hồi lâu cũng không thốt ra nổi. Ông ta nín nhịn đến mức mặt đỏ tận mang tai,
liên tục xua tay ra hiệu, muốn nói với ông cụ rằng mọi chuyện không giống như những gì ông đang nghĩ đâu. Nhưng Cố Gia Bảo thấy Chu An cuống quýt như thế, thậm chí mặt mày còn đỏ lựng mất kiểm soát, có vẻ như rất khó mở miệng. Trong lòng ông hơi hồi hộp một chút, cả người ỉu xìu như cái bánh bao bị ngâm nước, không ngờ lời đồn lại là thật, con trai của Cố Gia Bảo tôi đây, vậy mà lại là. Mời bác sĩ giỏi nhất cho tôi, mang hết tất cả những thực phẩm bổ sung chức năng thận đi chế biến thành đồ ăn, tuyệt đối đừng để nó biết, kẻo thằng nhóc Cố Gia Huy này lại sinh cảm giác tự ti thì hỏng. Hầy, tạo nghiệp gì đây trời? Ông cụ liên tục lắc đầu thở dài thườn thượt, thất vọng rời đi. Một lúc lâu sau Chu An mới thở hắt ra một hơi, nhưng ông cụ đã đi rồi. Ông ta giờ khóc giờ cười, thốt lên một câu với vẻ bất đắc dĩ, ông chủ, mọi chuyện không phải như những gì ông đang nghĩ đâu. Sáng sớm hôm sau, lúc Hứa Minh Tâm tỉnh lại, bên nửa kia của chiếc giường đã không thấy Cố Gia Huy đâu nữa. Trên chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm, trong phòng vệ sinh có tiếng nước rửa mặt vang lên, khiến cô cũng hơi yên lòng. Cô kiểm tra cơ thể của mình một chút, phát hiện quần áo trên người vẫn còn chỉnh tề lắm, xem ra tối hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra cả. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, quả nhiên chuyện đó của Cố Gia Huy có vấn đề thật, cũng không biết sau này có chữa được hay không. Cô nhỏ giọng lầm bầm một mình, rồi đứng dậy bước ra khỏi giường, sau đó lại mở cửa phòng vệ sinh ra. Vốn dĩ cô cứ nghĩ là anh đang đánh răng rửa mặt, không ngờ sáng sớm thế này mà anh lại đi tắm rửa. Cánh cửa mở rộng ra, dáng người săn chắc đẹp đẽ rơi trọn vào đôi mắt cô, khiến cô ngạc nhiên sửng sốt chớp mắt một cái. Cô nhanh chóng kịp phản ứng lại, hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Anh, sao tự dưng anh lại đi tắm? Cố Gia Huy nghe cô hỏi thế, sắc mặt không khỏi xa sầm, cô gái này lúc ngủ thích đá tung chăn đệm, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ cô bị cảm lạnh. Đắp chăn giúp cô thì không tránh khỏi có vài cử chỉ tiếp xúc thân xác với nhau, cả đêm này lửa nóng đốt người anh hừng hực, không sao dập tắt nổi, cho nên sáng tinh mơ anh đã vội vàng xuống giường đi tắm nước lạnh, muốn dập hơi nóng trên người mình. Đã ngủ cùng ở với nhau rồi, bây giờ mới biết ngại à? Chuyện này, sao mà giống nhau chứ? Đó là tình huống đặc biệt, nên mới phải ngủ cùng nhau có được hay không? Hình như cô đã thấy chỗ nào đó. Đáng tiếc. Đúng thật là quá đáng tiếc. Hứa Minh Tâm cảm thấy đáng tiếc thay cho Cố Gia Huy, cũng không biết mình vừa lỡ nhìn, có khi nào sẽ bị đau mắt hột không nữa. Cố Gia Huy lau khô cơ thể, mặc quần áo vào rồi trả lời cô có thể quay người lại, tôi mặc xong rồi. Lúc bấy giờ Hứa Minh Tâm đang xoay người sang chỗ khác, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề thì không khỏi thở dài một hơi. Cô nhanh chóng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong, tranh thủ thời gian xuống nhà ăn bữa sáng cùng với anh. Ông cụ đã ngồi chờ trên bàn ăn từ trước, nhìn thấy Cố Gia Huy thì câu đầu tiên của ông là, thằng ba, sắc mặt của con có vẻ không tốt lắm, tối qua con ngủ không ngon hả? Lúc này Hứa Minh Tâm mới chú ý tới sắc mặt của Cố Gia Huy, đúng là anh có quầng thâm ở dưới mắt, thậm chí trong mắt còn có tơ máu. Tối hôm qua anh ngủ không ngon sao? Cố Gia Huy thản nhiên trả lời, không có gì, con nằm mơ mà thôi. Cơ bản là câu trả lời này không lừa ông cụ được. Chỉ sợ tối hôm qua anh đã rơi vào cảnh chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, trong lòng ấm ức nên mới vậy. Đứa con này, tuổi còn trẻ, thấy tướng tá cũng cao lớn khỏe mạnh, sao Yazi có bệnh ngầm thế này nhỉ? Lúc ra cửa, ông cụ căn dặn hai người rằng tối nay nhớ về sớm chút, cả gia đình cùng ngồi lại ăn bữa cơm với nhau. Bọn họ vừa đi, ông cụ vội vàng gọi chú An tới, ngay lập tức chú An lại cảm thấy đau đầu nhức óc. Sau khi ông ta nghe kế hoạch của Cố Gia Bảo xong, lại cảm thấy da đầu cũng tề dần hết cả lên. Ông chủ, làm thế có khi nào không ổn không ạ? Nếu cậu chủ biết thì sẽ nổi giận mất. Tôi là bố của nó có thể nổi giận với tôi chắc, tôi làm thế cũng là vì lo lắng cho hạnh phúc của nó thôi. Ông cứ làm theo những gì tôi vừa nói, cấm ông không được mách cho thằng ba đâu đấy, bây giờ chúng ta đã là đồng bọn cùng đặt chân lên một con thuyền rồi. Chú An nghe vậy trong lòng run lên, chung một chiến tuyến với ông chủ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Buổi tối hai người về nhà cùng nhau, ông cụ đã chuẩn bị bữa tối hết sức phong phú để đợi sẵn. Hứa Minh Tâm vừa vào đến phòng ăn đã nhìn thấy vị trí trước mỗi chỗ ngồi đều đặt một phần cơm và một phần canh. Ngay lúc cô đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, thì lại bị ông cụ cản lại. Vị trí đó là của thằng ba, con ngồi bên bố đi, bố muốn trò chuyện tâm sự với con một chút.
À vậy, dạ được. Vốn dĩ Hứa Minh Tâm cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông cụ, nhường vị trí bên cạnh mình cho Cố Gia Huy. Bữa cơm gia đình ấm áp kết thúc, vừa ăn xong, ông cụ đã vội giúp hai người nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Hai người vừa vào phòng đóng cửa, lập tức trừng to hai mắt nhìn nhau. Cố Gia Huy, anh có cảm thấy lúc ăn cơm tối, hình như bố anh nói chuyện nhiều hơn lúc bình thường không? Cố Gia Huy gật đầu, trong lòng cũng thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, ông già này vẫn luôn là người rất đúng với câu, không dưng mà lại tốt bụng, chẳng phải lừa đảo thì cũng phường trộm cướp. Rốt cuộc trong lòng ông cụ đang tính toán điều gì thế nhỉ? Hai người nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, dứt khoát cũng mặc kệ cho rồi. Hai người tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ, bởi vì tối hôm qua cũng ngủ với nhau rồi, cho nên Hứa Minh Tâm cũng không có gì kiêng dè với anh. Tay chân chạm vào nhau, cô cũng không để ý lắm. Bàn tay nhỏ bé của cô lạnh như băng, chạm phải cơ thể người đàn ông mới phát hiện ra anh đang rất nóng. Anh nóng lắm à, cô hơi ngạc nhiên. Cố Gia Huy cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trong phòng có bật điều hòa không khí, gió lạnh thổi phà phà ngay thẳng người anh, nhưng anh vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Cứ như trong cơ thể đang nhen nhóm một ngọn lửa nào đó, cơ bản là không thể dập tắt nó được. Vừa rồi, ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào cơ thể anh, trái tim trong lồng ngực của anh cũng hơi run rẩy. Sao mặt anh lại đỏ hồng thế, anh còn đổ mồ hôi nữa này, có khi nào anh bị bệnh rồi không? Cô vươn tay sờ lên trán anh, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cô hốt hoảng, vội vàng lục tung các ngăn tủ để tìm cái hòm thuốc nhỏ. Cố Gia Huy là một người thông minh từng trải, đương nhiên anh biết mình không bị bệnh, mà đáng chết là có phản ứng sinh lý. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, vì sao lúc ăn cơm ông già nhà anh lại tỏ ra ân cần như thế, thế mà ông cụ lại bỏ thuốc trong đồ ăn của anh. Không cần, tôi tắm nước lạnh một chốc là ổn thôi. Anh không dám nằm đây với Hứa Minh Tâm nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện xấu mất. Hứa Minh Tâm nghe giọng nói khàn khàn nặng nề của anh, cứ như anh đang cố gắng đè nén điều gì đó, trông dáng vẻ rất vất vả. Người bị bệnh sao có thể tắm nước lạnh được chứ? Cô lập tức luống cuống, nhanh chân đứng dậy xông vào phòng vệ sinh, nhưng lúc vào đã thấy Cố Gia Huy đang đứng dưới vòi hoa sen rồi. Anh có bị ấm đầu không đấy? Anh làm thế thì tình trạng bệnh của bản thân sẽ càng nặng hơn thôi. Cô bước lên giữ chặt cánh tay anh lại, định kéo anh ra ngoài, nhưng không ngờ người đàn ông lại bất ngờ dùng sức, ghì chặt cô trên vách tường. Nước lạnh chảy xuống tí tách, làm ướt nhẹp phần lưng của anh, dòng nước chảy xuống cơ thể hắt lên bọt nước. Chẳng bao lâu sau, trang phục trên người cô cũng trở nên ướt sũng. Cô mặc đồ ngủ mỏng manh, cho nên khi quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể, đã bán đứng từng đường cong mượt mà xinh đẹp của người con gái trẻ trung này. Anh sao thế? Lúc bấy giờ Hứa Minh Tâm mới nhận ra, trông anh không giống người bị bệnh mà càng giống con chúa tể rừng xanh xuống núi, trên người quần quanh hơi thở nguy hiểm đáng sợ. Đôi mắt anh ửng đỏ lên, bên trong ẩn chứa cảm xúc thâm thúy sâu sắc khó dò, cứ như sóng ngầm nơi biển lớn, có thể khiến cô muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Trong lòng cô hơi hồi hộp một chút, theo bản năng cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh chặn đứng trong lồng ngực. Anh cứ như tường đồng vách sắt. Cơ bản là cô không thể nào lay động anh dù chỉ một chút. Ngay sau đó, nụ hôn điên cuồng bá đạo đổ ập đến như sóng to gió lớn. Cảm xúc truyền đến từ làn môi nóng bỏng, điên cuồng không sao tả xiết. Mạch máu cả người như căng phồng lên, máu tươi ồ ạt lên phần não, cô cũng không biết mình đang thẹn, hay là đai não thiếu dưỡng khí nữa. Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Gia Huy, càng cố sức giãy giụa để thoát ra. Cho dù cô chưa từng làm những chuyện đó, nhưng cô cũng biết giờ phút này bản thân đang rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm. Không muốn, Cố Gia Huy, anh tỉnh táo lại đi, anh đã đồng ý với em rồi, anh. Anh nói sẽ không chạm vào em. Cô dùng hết sức cả người nhưng cũng chỉ tách được một khe hở nho nhỏ. Bả vai cô run lên bần bật, đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, lông mi run lên loạn xạ. Dáng vẻ sợ hãi của cô tựa như con thỏ con bị giật mình, khiến người ta càng thêm yêu thương. Lý trí của Cố Gia Huy quay trở lại, nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, anh oán hận cắn răng. Anh đang làm gì thế này? Chết tiệt! Trong lòng anh thầm chửi một tiếng, giờ nắm tay nện một cú lên gạch men sứ lát tường. Một âm thanh trầm đục gõ vào lòng cô, khiến trái tim cô run lên. Ra ngoài, nhanh lên! Gần như anh phải quát lên bốn chữ này.
anh buông bàn tay kìm kẹp Hứa Minh Tâm ra, cô nhìn anh một cái, do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Cô còn định quay lại xem tình huống của anh thế nào, ai ngờ vừa xoay người lại thì Cố Gia Huy đã kéo cửa thủy tinh rồi. Đừng vào đây. Giọng nói của anh lại càng khàn hơn, hình như anh đang rất chật vật. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ kia, nghe được tiếng nước chảy róc rách, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Phản ứng của anh kịch liệt quá mức, chẳng lẽ là... Giờ phút này, Hứa Minh Tâm cũng đã nghĩ đến trường hợp đó. Nhất định là ông cụ hy vọng bọn họ nhanh chóng gạo nấu thành cơm, mới nghĩ ra cách như thế. Chắc chắn lúc này đây anh đang rất khó chịu, cô có nên vào đó giúp anh một chút không? Hứa Minh Tâm rơi vào tình thế tự đấu tranh với bản thân, trong đầu như có hai con búp bê đang đánh nhau túi bụi. Nếu bước vào trong đó, cô còn có thể bước ra với thân xác trong sạch không? Nhưng mà, anh là chồng chưa cưới của cô, là người đàn ông của cô đó, sau này sẽ ở bên nhau cả đời mà. Rốt cuộc cô đang xoắn xuýt với điều gì đây? Cô hung hăng siết chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi, kéo cánh cửa thủy tinh ra. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy đang ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh. Cho dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng cơ thể bị dày vò như thế thì vẫn không thể chịu đựng nổi đâu. Cô vào đây làm gì? Giọng của Cố Gia Huy trầm thấp vô cùng, khàn khàn không tưởng nổi, cô nghe vào tai lại thấy hơi đau lòng. Cô cắn răng, siết chặt bàn tay nhỏ lấy hết dũng cảm nói ra, em vào giúp anh. Cố Gia Huy nhíu chặt lông mày lại, đôi mắt sâu và yên tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong của cô. Tất nhiên là Hứa Minh Tâm biết bản thân cô đang nói cái gì. Giúp đỡ anh. Chính là muốn được làm chuyện vợ chồng thật sự với anh. Cô cũng không còn là đứa trẻ nữa. Cô biết rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Cũng sẽ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Anh cần em. Anh là chồng tương lai của em. Em không nên. Không nên từ chối. Đôi chân thon gầy của cô đi tới gần. Mỗi một bước chân giống như dẫm lên mũi dao, không thể không đau đớn. Dù sao cô đã buông bỏ hết tất cả tự tôn và kiêu ngạo của mình, giờ phút này cô phải giúp anh giải quyết nỗi thống khổ này. Hàm răng của cô va vào nhau, giọng nói cũng trở nên run rẩy, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp. Cô dừng lại trước bồn tắm, hít thở thật sâu rồi bắt đầu cởi quần áo. Cố Gia Huy không hề ngăn cản cũng không có hỗ trợ. Anh ngồi trong bồn tắm lớn, ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng mà, Hứa Minh Tâm lại cảm thấy, người ngồi ở trên cao kia luôn là Cố Gia Huy. Ngón tay cô cứng ngắc, khó khăn cởi bỏ quần áo, lộ ra thân thể tuyệt đẹp bên trong. Em vào được. Cô run rẩy nói. Cố Gia Huy đứng dậy, không nói câu nào, sắc mặt nặng nề có hơi đáng sợ. Khuôn mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng, bế bổng cô lên, đi vào bên trong phòng ngủ. Trong nháy mắt, cô hiểu được, anh muốn làm ở trên giường. Cô thấy hơi cảm kích Cố Gia Huy, anh muốn để cho cô lưu lại trải nghiệm lần đầu tiên không tồi. Cô bị anh đặt lên trên giường, cô không dám nhìn vào mắt của anh nên đành chậm chạp nhắm hai mắt lại. Xin anh hãy dịu dàng được không? Em sợ đau. Cô khó khăn nói ra lời, nghĩ tới tiếp theo, người đàn ông sẽ vuốt ve và chiếm lấy cô. Nhưng mà, một chiếc khăn mỏng được ném lên trên đầu cô, lau khô người đi. Đừng có chạy lung tung nữa nếu không tôi đánh gãy chân cô đấy. Nghe thấy lời này, cô có hơi hoảng hốt, vội vội vàng vàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Cố Gia Huy lại đi vào phòng tắm lần nữa. Hả? Anh bị trúng thuốc mà thà tự mình chịu đựng chứ không muốn động vào người cô, đây là suy nghĩ gì vậy? Hứa Minh Tâm cố gắng suy nghĩ, cuối cùng vỗ mạnh một cái vào đầu, cô chỉ tiếc không thể đập đầu vào tường mà chết đi. Hứa Minh Tâm, cô cũng không phải là đứa ngốc. Cô quên rằng phương diện kia của Cố Gia Huy là không được sao. Cho dù cô có cởi sạch sẽ ở trước anh thì anh cũng không thể làm chuyện đó được đúng không? Trời ạ, tin đồn lớn như thế mà cô có thể quên được ư? Trong nhất thời, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, chán nản không dứt. Mà ở trong phòng tắm, Cố Gia Huy không hề bía những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu của Hứa Minh Tâm. Anh sợ rằng bản thân sẽ khiến cô bị thương. Vốn dĩ, anh là một người đàn ông tràn đầy tinh lực. Ở phương diện kia chính là mạnh mẽ, hiện tại lại còn bị chút thuốc. Tác dụng của thuốc rất mạnh, nhân lúc bây giờ anh vẫn còn lý trí thì phải nhanh tránh xa Hứa Minh Tâm. Anh sợ rằng bản thân được nếm mùi vị tốt đẹp của cô sẽ trở nên tham lam điên cuồng không biết kiềm chế. Lần đầu tiên quý giá của cô, không nên cứ như vậy bị anh chiếm lấy.
anh phải đợi cho cô cam tâm tình nguyện mới được. Anh ngâm thân mình trong nước, đại não thiếu không khí, cuối cùng chật vật ngẩng đầu lên nhìn bản thân nhếch nhác ở trong gương. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười chua xót, Cố Gia Huy ơi là Cố Gia Huy. Cho tới bây giờ mày cũng không phải là một người có đạo đức tốt. Hiện giờ làm ra chuyện như vậy, mày đúng là điên rồi. Xem ra, thực sự là điên rồi. Nở nụ cười gượng gạo, dần dần anh thấy thoải mái hơn. Điên thì cứ điên đi, có gì không tốt chứ. Thời gian trôi qua từng giây, Cố Gia Huy ở trong phòng tắm khoảng một giờ mới đi ra bên ngoài. Lúc đi ra ngoài, sắc mặt anh đã bình thường hơn. Anh lau khô tóc rồi ngồi lên giường. Vừa nãy đã dọa cô sợ sao? Anh nhìn cô nhóc cuộn tròn trong chăn buồn bã không nói lời nào hỏi. Không, sao lại như thế được, tố chất tâm lý của em rất tốt. Nhưng còn anh có sao không, nghe nói. Rất hại thân. Cô cảm thấy tình huống này rất xấu hổ. Khi nãy cô tốt bụng như vậy làm gì, nóng máu lên vọt vào muốn giúp đỡ, không ngờ rằng người ta căn bản không cần giúp đỡ. Vợ cởi sạch đứng trước mặt chồng. Chồng thà tắm nước lạnh chứ không làm chuyện phòng the. Nếu tiêu đề này được đăng lên thì nhất định sẽ được lan truyền rất nhanh. Đau lòng vì tôi sao? Em càng đau lòng cho mình hơn. Hứa Minh Tâm nhỏ giọng nói thầm. Cái gì, anh hơi nhíu mày, không nghe rõ. Không có gì, ngủ đi, anh cũng đã vất vả rồi, đi ngủ sớm chút đi. Cô dịch sang một bên để anh lên giường. Đầu ngón tay cô không cẩn thận đụng phải cánh tay của anh. Làn da anh vẫn còn rất nóng. Cố Gia Huy sau khi lên giường cũng không dám tùy tiện đụng vào cô. Cô luôn có thể nhóm lên ngọn lửa bên trong anh, dễ như trở bàn tay. Đã nói sẽ chờ đến khi cô được 20 tuổi, vậy nên anh không thể nói không giữ lời. Khi đã thật sự thích một người, đừng nói là 2 năm, dù có là 10 năm hay 20 năm, anh cũng chờ nổi. Đêm dài, Hứa Trúc lúc ngủ thật say. Cô cảm thấy hơi lạnh. Theo bản năng muốn tới gần cái lò lửa bên cạnh để sưởi ấm. Cô tựa như một con mèo nhỏ hồn nhiên, chui vào trong ngực anh, còn lấy đầu cọ cọ, bên trong miệng phát ra tiếng rên thoải mái. Giờ phút này trong lòng Cố Gia Huy không hề có chút ý nghĩ xấu xa nào, dường như có một thứ gì đó lấp đầy lồng ngực, trái tim đã lạnh lẽo xưa nay của anh rốt cuộc cũng cảm thấy hơi ấm áp. Trên người cô giá này giống như có một loại ma lực thần kỳ, làm cho người ta muốn chiếm hữu. Cũng muốn phá hủy cô hoàn toàn. Cô gái, em là của tôi, nụ hoa chớm nở của em chỉ có thể thuộc về tôi, hiểu chưa? Anh nhẹ giọng nói vào tai cô, giọng điệu hơi nặng nề. Biết rồi. Cô lẩm bẩm đáp lại một câu, không biết có thể coi là đã đáp lại lời của anh không? Trong lúc hai người trong phòng còn đang ôm nhau, ông cụ ở bên ngoài đã sốt ruột đến mức đổ mồ hôi. Ông An, ông có chắc ông mua đúng thuốc không? Mua ở tiệm thuốc mà còn nhầm được sao, Viagra chính hiệu, đã cải tiến hiệu quả rồi. Chú An cũng cùng ông ghé vào trên ván cửa thật lâu, nhưng vẫn không nghe được tiếng động gì phát ra từ bên trong. Đến giờ phút này, ông cũng phải tự hỏi, chẳng lẽ cậu chủ của ông thật sự có vấn đề trong phương diện đó. Nhiều năm như vậy chưa từng có người phụ nữ nào xuất hiện bên người cậu chủ, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cố Gia Bảo giận dỗi dậm chân, ông An. Tôi giao nhiệm vụ quan trọng này cho ông. Thằng ba có thể kéo dài hương hỏa gia đình cho tôi hay không, đều phải trông cậy vào ông. Ông phải tự mình giám sát đồ ăn của nó, nhất định phải chữa khỏi cho cơ thể của nó. Ông chủ, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Hai ông già kết thành đồng minh trong nháy mắt. Trước khi Cố Gia Bảo trở về phòng mình, còn tiếc nuối nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hận không thể xông vào dạy thằng con của ông một vài đạo lý làm người. Cố Gia Huy còn là đứa con được sinh ra khi ông đã già rồi, ông hơn 40 tuổi rồi vẫn vô cùng khỏe mạnh, vẫn còn có thể yêu lần nữa, sao nó lại? Quả thật là gia môn bất hạnh, làm sao bố xứng được với mẹ con đây? Ông cụ lắc đầu liên tục, cảm thấy thất bại vô cùng. Nếu Cố Gia Huy biết khắp thiên hạ đang hiểu lầm mình, chắc sẽ nôn mửa đến 3 lần. Ngày thứ 2, vào lúc hai người xuống ăn sáng thì phát hiện ông cụ đã gói ghém xong hết hành lý. Bố muốn quay về rồi à? Không đợi nữa, bố sợ bố đợi thêm một lúc nữa, cái mạng già này của bố sẽ tức giận đến mức bay lên trời mất. Bố, ai chọc bố tức giận? Cố Gia Huy hơi buồn bực, tối hôm qua ông cụ bỏ thuốc mình, chuyện này anh còn chưa nhắc tới cơ mà. Cố Gia Bảo trừng mắt liếc anh một cái, kéo Hứa Minh Tâm đến bên cạnh,
lấy từ trong ngực ra một cái vòng ngọc trong suốt màu xanh lục. Xem ra cái vòng tay này có giá trị không hề nhỏ, chất ngọc rất đẹp. Ông cụ đeo lên tay cô, nói, đây là mẹ của thằng hai thằng ba để lại, chỉ một cái như thế này, theo lý thuyết là để cho vợ của thằng hai. Hai, bây giờ không nói về những chuyện đó nữa. Con đeo vòng tay lên rồi thì trở thành người trong gia đình của chúng ta, trở thành cô dâu của thằng ba rồi, con cũng không được đổi ý đâu đấy. Không được nuốt lời. Cô vô thức đưa mắt liếc nhìn Cố Gia Huy, anh cũng nhìn cô đầy chăm chú, bên trong ánh mắt thâm trầm của anh có một tia xúc cảm gì đó mà cô không nhìn ra được. Cô không biết Cố Gia Huy có mong chờ điều này hay không. Cô nói, bác trai, cháu hiểu rồi, cháu sẽ không nuốt lời, hy vọng là sau này cháu thật sự có thể gọi bác là bố. Cố Gia Bảo nghe cô nói vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, không ngừng gật đầu. Thằng ba bị như vậy mà còn có thể tìm về một cô vợ xinh xắn và chu đáo như này, đây quả là phúc đức của nó. Trước khi rời đi, Cố Gia Bảo còn dặn đi dặn lại nếu như Cố Gia Huy dám bắt nạt cô thì cô phải gọi ngay cho ông nhất định sẽ tới đòi lại công bằng cho cô. Ông vừa đi khỏi, cô liền lắc lắc chiếc vòng trên tay, nói với anh, Cố Gia Huy, đây có được tính là kim bài miễn tử của em không? Ừ, có thể coi là vậy. Vậy thì tốt rồi, em sẽ giữ lại. Nếu sau này em có gây ra rắc rối gì vẫn có thể dọn tới nhà mẹ chồng tương lai của em. Cô gái ngốc, nếu em có gây ra bất cứ rắc rối gì, chồng em cũng sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Anh búng nhẹ trán cô, khóe miệng gợn lên một đường cong nhàn nhạt, trong ánh mắt mang đầy ý cười, còn có một nét cương triều không dễ nhận ra. Hình dáng nhỏ bé của Hứa Minh Tâm in trong đôi mắt anh tuấn sáng ngời của anh. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm tới trường. Cô nói với anh buổi trưa không cần tới ăn trưa cùng cô bởi cô đã có hẹn với Bạch Thư Hân. Giờ Bạch Thư Hân đang làm thực tập sinh ở JC nên muốn mời cô ăn cơm. Anh gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô xuống xe. Lúc anh vừa chuẩn bị lái xe rời đi thì bất ngờ có tiếng di động vang lên. Nhìn thấy hình ảnh trong màn hình điện thoại hiện lên, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay sau khi anh trả lời, một giọng nữ mệt mỏi vang lên từ phía đầu dây bên kia. Mặc dù vậy nhưng âm thanh nghe vẫn vô cùng dễ chịu. Gia Huy, cô gọi tên anh. Mệt lắm hả, nghe giọng của em thì có vẻ như em đang không được ổn lắm. Cô Uyên cứ nhất định đòi quay về, em dỗ cả một buổi sáng cũng không dỗ được, bây giờ có lẽ nó mệt nên ngủ thiếp đi rồi. Em suy nghĩ một chút xem có thể đưa con bé về đây không. Đã 4 năm em chưa trở về rồi, thật sự không muốn về thử xem sao ư. Không cần đâu. Em gọi cho anh chủ yếu là muốn hỏi điều này, nghe nói anh có bạn gái rồi, là thật sao? Nói đúng ra thì, anh có vợ sắp cưới rồi, sau này cô ấy sẽ là vợ của anh. Hình bóng nhỏ bé của Hứa Minh Tâm lại hiện lên trong tâm trí của Cố Gia Huy, giọng nói của anh cũng vì thế mà trở nên càng nhẹ nhàng. Cô gái đó nghe thấy vậy, cảm thán nói, tốt rồi, Gia Huy, em thật sự chúc phúc cho anh. Không nói chuyện nữa, em còn có chút chuyện, cúp máy đây. Cố Gia Huy gật đầu, sau khi cúp điện thoại ánh mắt trở nên sâu thẳm âm u, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc thì cô ấy vẫn không muốn quay trở về. Trong lúc Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân ăn cơm trưa, Bạch Thư Hân tò mò hỏi người bạn thân của cô về tình trạng chung sống với Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm nghiêm túc ngẫm nghĩ lại rồi mới trả lời, tớ và anh ấy rất hòa thuận, không có mâu thuẫn gì, bác trai cũng đối xử với tớ rất tốt. Vậy thì tốt. Tớ còn sợ Cố Gia Huy bắt nạt cậu nữa kìa. Nếu như anh ta dám bắt nạt cậu, chị em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Bạch Thư Hân nói với giọng điệu đầy ngữ khí. Mà này, Thư Hàn, cậu nói xem giữa vợ chồng có kiểu tình cảm trong sáng như vậy không? Kiểu chỉ nói về tình cảm, chứ không phải kiểu nói về thể xác. Phụt! Bạch Thư Hân nghe Hứa Minh Tâm nói vậy, vì bất ngờ nên bị sặc, phun R toàn bộ ngụm nước vừa uống. Hứa Minh Tâm nhanh chóng tránh được, lấy giấy đưa cho Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân vừa ho vừa lau miệng, vội vàng hỏi, cậu. Cậu nói cái gì, cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe xem. Thì chỉ nói chuyện tình cảm, không đề cập gì đến chuyện kia. Ví dụ như chuyện giường chiếu. Cậu bị ngốc sao, Bạch Thư Hân gõ vào đầu cô, sở dĩ người ta kết hôn không phải chỉ vì tình cảm mà còn là vì để có thể tiếp nối đời sau nữa cậu có hiểu không? Cậu biết có bao nhiêu người trước khi cưới đều sống thử không? Đó đều là vì sợ kết hôn xong không hợp chuyện giường chiếu, vì vậy cần phải thử trước mới quyết định tiến đến hôn nhân.
nếu sau khi kết hôn mà không hạnh phúc thì giữa hai vợ chồng sẽ xảy ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng đó. Hả, nghiêm trọng như vậy sao? Hứa Minh Tâm thật sự lo lắng. Bạch Thư Hân nghi ngờ nhìn cô, làm sao? Sinh hoạt tình dục của cậu và Cố Gia Huy không hài hòa à? Bên ngoài người ta đồn Cố Gia Huy bị bất lực, có phải là thật không? Hứa Minh Tâm nghe Bạch Thư Hân nói như thế, khuôn mặt đỏ ửng. Bạch Thư Hân hỏi quá rõ ràng, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hiện tại cô không suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng cũng khó đảm bảo rằng sau này mình sẽ không như vậy. Cô chưa từng trải qua chuyện quan hệ nam nữ, dù cho cả đời không thử, cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng quả thật cô cũng muốn có một đứa con thuộc về riêng mình. Vì từ nhỏ cô đã không có được tình yêu thương của bố mẹ, cho nên cô nghĩ nếu sau này cô có một đứa con thì có thể bù đắp thay cho phần của mình. Nếu Cố Gia Huy bị bất lực cả đời, cô cũng có thể thụ tinh bằng ống nghiệm, dù sẽ hơi đau nhưng đó đã là biện pháp cuối cùng. Cô cũng không tiện nói với Bạch Thư Hân nhiều vấn đề riêng tư như vậy. Cô liên tục xua tay, không có, tớ và anh ấy chưa từng xảy ra chuyện gì, làm sao biết được chuyện này. Cậu đừng nghĩ lung tung, ăn cơm đi ăn cơm đi. Minh Tâm, trước khi kết hôn nhất định cậu phải thử một chút, không được còn có thể trả hàng. Một khi đã kết hôn rồi là coi như đã lên thuyền giặc, nếu muốn ly hôn thì rất khó. Cảm ơn cô giáo đã dạy, học trò đã nhận được một bài học không hề nhỏ. Nhưng tớ rất tò mò, sao cậu lại biết rõ như vậy, có phải cậu đã từng có kinh nghiệm rồi không? Bạch Thư Hân tức giận trợn mắt nhìn cô, em gái à, chị đây thông minh hơn em rất nhiều đấy, tớ chỉ sợ cậu bị người ta lừa thôi được chưa? Buổi chiều đi thư viện với tớ, ngày mai tớ phải bắt đầu thực tập rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Sau khi hai người cơm nước xong thì cùng nhau đi đến thư viện, không ngờ rằng đang đi được nửa đường thì Hứa Minh Tâm lại nhận được điện thoại. Hứa An Kỳ nói cô ta đang ở tòa nhà thứ tư đợi cô, bảo cô đi qua đó. Hứa Minh Tâm do dự một chút rồi vẫn đi, bảo Bạch Thư Hân đi đến thư viện trước rồi chờ cô ở đó. Tòa nhà thứ tư đã bị bỏ hoang từ lâu vì đã được xây dựng từ rất lâu rồi, sau khi học sinh dọn đi, chỗ này liền bị bỏ trống cho đến chừng nào được phá dỡ xây mới lại. Cho nên ở đây vắng người, căn bản là sẽ không ai đến đây. Cô nhìn thấy Hứa An Kỳ ở trong phòng học tầng 1, cô ta đang đưa lưng về phía cô. Chị, có chuyện gì vậy? Hứa An Kỳ quay lại, không nói gì mà chỉ hung hăng giơ tay tát vào mặt cô. Hứa Minh Tâm không ngờ tới, nửa gương mặt bị tát nghiêng qua một bên, dần sưng lên theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cô chỉ cảm thấy đau, rất đau rất đau. Vết thương trước đó do Cố Tử Vị đánh vẫn chưa hết, không ngờ rằng bây giờ lại bị tát một lần nữa. Cô bụng mặt, trong lòng nổi giận. Tại sao chị lại đánh tôi? Cô, cái con khốn này còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi. Cô lại dám quyến rũ anh dệt tương lai của cô, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không? Quả nhiên là mẹ nào thì con nấy. Sao đây, biết Cố Gia Huy ở nhà không được yêu thương nên cô chuyển sang Cố Tử Vị à? Cô còn hại anh ấy phải nằm viện. Con khốn, hôm nay tôi phải xé mặt của cô. Giọng nói của Hứa An Kỳ vô cùng đanh đá, sắc mặt cô ta dữ tợn, toàn thân lộ ra sự hung hăng. Cô ta vừa nghĩ đến Cố Tử Vị bị thương thành như vậy, phải nằm trên giường suốt một tháng thì đau lòng không chịu nổi. Cố Tử Vị cứ luôn miệng nói rằng Hứa Minh Tâm quyến rũ mình, đồng thời vu oan hãm hại cô, ngụy trang thành người bị hại. Nên Cố Tử Vị đã nhận lấy quả báo, bị Cố Gia Huy đánh thành như vậy. Hứa An Kỳ túc trực chăm sóc anh ta bên giường bệnh, mãi không nuốt nổi cục tức này, bèn đến tìm Hứa Minh Tâm. Cô ta nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Hứa Minh Tâm, trong lòng ghen tị đến phát điên. Cô ta muốn xé nát khuôn mặt xinh đẹp hơn mình này. Hứa An Kỳ xông tới, Hứa Minh Tâm lần này đã có chuẩn bị, cơ thể linh hoạt né tránh. Tôi không quyến rũ Cố Tử Vị, chính anh ta có âm mưu làm chuyện đồi bại với tôi. Cô nhíu mày, vội vã nói. Cô vừa nói xong, càng làm Hứa An Kỳ tức giận hơn. Cố Tử Vị có thân phận như thế nào mà loại xem trọng người phụ nữ như cô? Chồng của cô là một con người quái dị, hẳn cô cũng là một người quái dị. Như thế hai người mới thành người một nhà được. Hứa An Kỳ kêu gào, dùng móng tay sắc bén hung hăng chụp về phía cô. Hứa Minh Tâm nhanh chóng né tránh, nhưng phía sau là bàn ghế, eo của cô không cẩn thận đụng vào một cái bàn, cô đau đến mức hít một hơi thật sâu. Cô không thể tránh được, cơ thể ngửa ra sau, né được trong phút chốc. Móng tay của Hứa An Kỳ cào vào cổ cô trong nháy mắt chảy đầy máu.
Hứa Minh Tâm thấy giải thích không có tác dụng, không khỏi nghiến chặt răng. Cô đã nhường nhịn đủ nhiều rồi. Cô nhân cơ hội ngay lập tức bắt được tay của Hứa An Kỳ, lạnh nhạt nói, chị không nên quá đáng, từ nhỏ đến lớn tôi đều nhường nhịn chị. Nếu không phải vì chị, tôi cũng sẽ không phải đính hôn với Cố Gia Huy khi vừa mới trưởng thành. Chị không muốn gả cho người ta, bắt tôi chịu trách nhiệm thay chị, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Huống hồ, nuôi lớn tôi là cha, không phải mẹ và chị. Nếu chị lại động vào tôi một lần nữa, chị có thể thử xem. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn nhường nhịn, vì muốn được sống an ổn ở cái nhà kia. Cô không muốn bị bắt nạt, không muốn trở thành trò cười cho người khác, cho nên luôn sống cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hôm nay, cô đã rời khỏi nhà họ Hứa, đã trở thành vợ của Cố Gia Huy, rốt cuộc đã thoát khỏi căn nhà đó. Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng đã kết hôn với Cố Gia Huy, mà Hứa An Kỳ là bạn gái của Cố Tử Vị, nói thế nào đi chăng nữa, thân phận của cô cũng lớn hơn cô ta rất nhiều, cô ta có tư cách gì để dạy dỗ cô chứ? Hứa An Kỳ không ngờ Hứa Minh Tâm sẽ kháng cự, cô ta dậm chân tức giận muốn rút tay về, nhưng sức lực của cô ta không bằng sức lực của Hứa Minh Tâm. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không phải làm bất cứ việc nặng nhọc gì, đúng chuẩn cô gái vàng, sinh ra trong nhung lụa. Hứa Minh Tâm thì khác, cô thường xuống bếp nấu nướng, lau sàn và tưới hoa, cô làm mọi thứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì cô sinh ra trong gia đình họ Hứa không phải để hưởng phúc làm cô chủ, mà là để trả nợ. Sự tức giận của cô, Hứa An Kỳ không thể so sánh được. Tôi nghĩ rằng cô bị điên rồi. Hứa An Kỳ đưa tay còn lại lên và muốn dạy cô một bài học, nhưng Hứa Minh Tâm đã đẩy người cô ta ra. Hứa An Kỳ, cô dám động vào tôi, cô không còn muốn kết hôn nữa sao? Khi cô và Cố Tử Vị bàn chuyện kết hôn, tôi nghe nói mẹ của Cố Tử Vị không thích gia cảnh nhà họ Hứa, và bà ấy vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân này, đúng không? Nếu ở chỗ ông cụ, tôi cùng Cố Gia Huy thêm mắm thêm muối, nói vài câu, cô nghĩ rằng cô vẫn có thể làm dâu nhà họ Cố sao? Hứa An Kỳ nghe nói như vậy thì lập tức hoảng sợ. Cô ta cố gắng như vậy không phải là để có thể gả vào một gia đình giàu có sao? Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Minh Tâm, trong lòng cô ta vô cực bực tức nhưng không thể làm gì được. Hứa An Kỳ nghĩ rằng loại cho cái như cô mà muốn dẫm lên đầu cô ta và muốn uy hiếp cô ta. Hứa An Kỳ nheo mắt, nói, Hứa Minh Tâm, cô hãy đợi đấy. Nói xong cô ta xoay người rời đi, giày cao gót nện xuống đất vang thành tiếng. Hứa Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô đập vào góc bàn, thắng lưng đau kinh khủng, muốn đứng vững một chút cũng khó khăn. Nhưng cô không muốn xấu hổ chật vật trước mặt Hứa An Kỳ, nếu không cô sẽ tự coi thường chính bản thân mình. Cô nhịn đau đi tới cửa, muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ Hứa An Kỳ đã khóa trái cửa. Hứa An Kỳ kiêu ngạo đứng ngoài cửa sổ, cầm chìa khóa trong tay chế nhạo, Hứa Minh Tâm, cô thật sự cho rằng tôi không dám nhốt cô lại sao? Nếu tôi không thể làm dâu nhà họ Cố. Thì cô cũng ngồi đấy mà mơ đi, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, cô ta ném chìa khóa đi xa. Cô, Hứa Minh Tâm muốn phá hệ thống sưởi ấm, nhưng cô không thể làm gì được. Sẽ không có ai đi ngang qua đây cả. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng phát hiện điện thoại di động của mình đã bị hết pin, cô có thể làm gì đây? Cô ngồi thất thần trên ghế, thắt lưng đau khiến cô khó thở. Thực sự là xui xẻo. Cô nên cảnh giác với Hứa An Kỳ, cô ta tự mình tới tìm cô, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Thời gian cứ thế từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã là buổi tối, bầu trời u ám, hình như sắp có mưa to. Hứa Minh Tâm vừa khát vừa đói, trên người mặc một bộ quần áo mỏng, gió lạnh thổi vào, cô luôn cảm thấy căn phòng lạnh đến đáng sợ. Trời tối rồi, ở đây không có điện, liệu có gì khác không? Khi nghĩ đến điều này, lập tức cô sờn da gà. Dùng mình một cái. Vừa lúc đó, trên trời nổi lên sấm sét và bắt đầu đổ mưa tầm tã. Trời sắp tối rồi. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở những nơi khác, nhưng chỉ ở đây là bóng tối. Trời mưa liên tục không ngừng, ngay cả ánh trăng cũng không có. Cửa ra vào và cửa sổ đều kêu cót két khi gió lạnh thổi qua, như thể ai đó đang khóc. Đừng, đừng. Hứa Minh Tâm cuộn mình thành một quả bóng, thân thể nhỏ nhắn thu mình trong góc. Trông vô cùng chật vật. Cô rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ đã bị Hứa An Kỳ chơi khăm và nhốt trong một nhà kho nhỏ. Vào ban đêm, Hứa An Kỳ còn cố tình kể cho cô nghe những câu chuyện ma quái.
Cô bé mặc quần áo dính đầy máu, một bà lão không có lưỡi, còn có yêu ma quỷ quái. Thậm chí, Hứa An Kỳ còn giả làm ma để dọa cô. Lúc đó, cô sốt cao không ngừng, cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời, suýt chút nữa cô đem chuyện này kể ra bên ngoài. Kể từ đó, cô không dám đi đêm một mình, không còn nghe được những câu chuyện ma quái. Cô phải bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để ngủ vào buổi tối, nếu không sẽ khó ngủ. Ai đó, làm ơn có thể cứu tôi. Cố Gia Huy, anh đang ở đâu? Hứa Minh Tâm không biết tại sao, lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cố Gia Huy. Buổi tối, Cố Gia Huy đã chờ ở ngã tư, nhưng chờ mãi lại không thấy Hứa Minh Tâm đâu. Cho nên anh đã lái xe thẳng tới trường học, anh tìm Bạch Thư Hân. Minh Tâm đâu? Tôi tìm một vòng ở trường học rồi cũng không tìm thấy cậu ấy đâu cả. Hứa An Kỳ tới tìm cậu ấy, không biết là hẹn gặp mặt nhau ở đâu rồi nữa. Anh có tới nhà họ Hứa hỏi thử chưa? Biết đâu cậu ấy đi về nhà rồi ấy. Cố Gia Huy nhíu mày, anh bảo Khương Tuấn đi kiểm tra camera ở trong trường học, hơn nữa còn liên hệ với nhà họ Hứa. Rất nhanh sau đó thì đã có kết quả. Cố Gia Huy chạy tới tầng dạy học thứ tư, nơi này tối đen như mực, giống như một căn nhà ma vậy. Bạch Thư Hân vọt tới đầu tiên, nhưng cô ấy không tài nào mở khóa được, mau mau lại đây giúp tôi đi, Minh Tâm sợ bóng tối nhất, hồi còn bé cậu ấy đã từng bị hù dọa. Sắc mặt Cố Gia Huy ác liệt, tiến lên dùng sức đá một cước lên cửa, trực tiếp đá văng cánh cửa sắt cũ nát kia đi. Bạch Thư Hân bật đèn pin của điện thoại lên, tìm kiếm trong bóng đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang run bần bật trong góc phòng. Cô ấy vừa định tiến lên, nhưng tốc độ của Cố Gia Huy có lẽ còn nhanh hơn so với cô ấy. Người đàn ông bước dài tiến lên, ôm chặt người đang có ý thức mơ hồ và vừa bắt đầu nói mê sảng là Hứa Minh Tâm vào trong ngực. Thân thể cô nóng hầm hập, đã phát sốt rồi. Tới bệnh viện, Cố Gia Huy nhanh chóng phân phó, Khương Tuấn ngồi ở phía trước khởi động xe. Bạch Thư Hân cũng chen vào ghế lái phụ, nói, tôi muốn đi cùng Minh Tâm. Mắt Cố Gia Huy nhìn qua, anh không nói gì, trực tiếp dặn bảo Khương Tuấn lái xe đến bệnh viện. Cô sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn lâm vào tình trạng mê man như ban nãy. Cô vẫn luôn tự lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé quơ vẫy lung tung không ngừng. Đừng mà, đừng tới gần tôi, cầu xin anh, đừng mà. Bạch Thư Hân nhìn thấy cô ấy như vậy thì đau lòng muốn chết, đang định bước tới cầm tay của cô lên, không ngờ Cố Gia Huy lại là người nhanh chân hơn một bước. Bàn tay to của anh trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, Minh Tâm đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh em. Những lời này đã phát huy tác dụng, vậy mà cảm xúc của Minh Tâm đã dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch Thư Hân cũng thở dài nhẹ nhõm, cô ấy nhìn thẳng vào người đàn ông đầy thu hút ở trước mắt này. Tuy rằng vẻ ngoài hơi dọa người một chút, nhưng dựa vào thái độ căng thẳng ban nãy của anh ta, cô ấy lại thấy yên tâm hơn một chút về việc anh ta chăm sóc cho Minh Tâm. Cảm ơn anh Trung, thời gian cũng không còn sớm nữa, để tôi ở lại chăm sóc cho Minh Tâm đi. Cô về nghỉ ngơi đi, cô cũng chạy đi tìm suốt cả ngày nay rồi. Để tôi bảo Khương Tuấn đưa cô về, ở đây giao cho tôi đi. Bạch Thư Hân cũng không từ chối, quần áo của cô ấy đã ướt đẫm rồi, nếu còn như vậy nữa chắc chính bản thân cô ấy cũng có thể bị bệnh luôn mất. Cô ấy gật đầu, nghiêm túc khom lưng nói lời cảm ơn, làm phiền anh Trung rồi, cảm ơn anh. Cố Gia Huy hơi gật đầu, có thêm chút ấn tượng tốt với Bạch Thư Hân. Bên cạnh cô gái nhỏ này, vẫn còn có người thật sự đối xử tốt với cô. Hứa Minh Tâm cảm thấy bản thân mình đã mở một giấc rất dài rất dài, ban đầu giấc mơ rất kinh khủng, tất cả đều là yêu ma quỷ quái, còn có đủ loại chuyện kỳ dị. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy thứ này đều dần tan biến rồi không thấy đâu nữa. Cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé rất ấm áp, như là cầm lất một cái bếp lò. Hơi nóng cứ chuyển đến cuồn cuộn không dứt. Cô không lạnh nữa, cũng không sợ hãi nữa, sau đó ngủ một giấc thật thoải mái. Đợi tới lúc Hứa Minh Tâm tỉnh dậy đã là sáng sớm, vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút đau. Trong hơi thở thoang thoảng mùi nước khử trùng gay mũi, làm cho cô hiểu ra là mình đang ở trong bệnh viện. Ai đã đưa mình tới đây vậy? Cô vừa định ngồi dậy, không ngờ tay lại chạm trúng một cái gì đó. Cô tập trung nhìn vào. Vậy mà lại nhìn thấy Cố Gia Huy. Anh ngồi nhoài người ở mép giường, còn đang ngủ. Bàn tay nhỏ bé của cô, đang được nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Hóa ra, đây là thứ đã sưởi ấm cho bản thân cô trong suốt cả đêm qua,
anh vẫn luôn ở bên giường trông coi cô cho đến bây giờ sao? Cô nhìn Cố Gia Huy còn đang ngủ say, trong lòng mềm nhũn ra. Cảm xúc sợ hãi và uất ức của ngày hôm qua, cho tới bây giờ khi nhìn thấy Cố Gia Huy, dường như đã lập tức bị tan biến không còn một chút tung tích nào. May mắn thay, cô đã trông đợi vào anh. Anh nghiêng nửa khuôn mặt, vừa vặn bày ra nửa khuôn mặt bị hủy hoại dung nhan kia, bây giờ khi cô nhìn vào, đã không còn thấy sợ hãi chút nào nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, cảm nhận làn da xù xì nếp gãy kia. Thậm chí cô còn thấy hơi đau lòng thay cho Cố Gia Huy, vào thời điểm lửa đốt trên làn da của anh, có phải là rất đau hay không? Sau khi anh tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy, tâm trạng của anh đã suy sụp như thế nào? Cô không nhịn được mà đau lòng hơn, ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà cô lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh. Cô muốn hôn tới sự đau đớn và tổn thương của anh, muốn hôn tới quá khứ không thể chịu đựng được của anh. Cô có thể làm lại từ đầu, Cố Gia Huy chắc chắn cũng có thể. Ngay tại thời điểm cô nghĩ ngợi lung tung, không ngờ có một âm thanh gợi cảm và êm ái truyền đến bên tai. Em hôn trộm tôi à? Hứa Minh Tâm bối rối mở to đôi mắt, chống lại tầm mắt cười như không cười của người đàn ông, sợ đến mức vội vàng đứng bật dậy. Ánh mắt cô không biết đặt ở đâu, cứ thế kia xung quanh, lắp bắp trả lời, không. Không có. Cố Gia Huy đứng thẳng dậy duỗi người một cái, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ mang theo sợ hãi của cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy cô tốt đẹp đứng trước mặt mình, anh thật sự rất vui vẻ. Trước kia em không đồng ý để cho tôi hôn em, bây giờ em lại hôn tôi, cái này tính thế nào đây hả? Ếch, đây không tính là hôn. Vậy như thế nào mới tính? Cố Gia Huy hỏi. Hứa Minh Tâm nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn anh, không ngờ lại bắt gặp cánh môi mỏng của người đàn ông. Bàn tay to của anh luồn vào mái tóc cô, giữ chặt cái ót của cô, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi vào trên cánh môi hồng hào của cô. Trái tim của cô nhảy bum ba la bum liên tục, trong nháy mắt, mặt đã đỏ tới mang tai. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, cũng vì thâm nhập sâu vào. Thế nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào, như là được bôi mật vậy. Anh thả đầu của cô ra, nói, nhớ kỹ, lần sau hôn thì phải hôn ở đây. Anh chỉ vào đôi môi mỏng của mình, vừa cười vừa nói. Hứa Minh Tâm xấu hổ, thiếu điều còn muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống. Trời ạ, đã hôn trộm rồi còn bị người ta bắt quả tang, thật sự là mất mặt chết đi được. Em muốn đi đánh răng rửa mặt. Cùng đi đi. Cố Gia Huy túm lấy cô gái nhỏ đang định chạy thục mạng, trực tiếp ôm ngang eo cô. Hai người cùng đi tới phòng tắm. Cô đứng ở phía trước Cố Gia Huy, nhìn thấy hai người trong gương, nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật cao lớn. Bản thân cô đã cao 1m65, không tính là cao, mà cũng không tính là thấp. Nhưng chẳng qua chỉ vừa đến ngực của người đàn ông này mà thôi. Người đàn ông này ước chừng cao khoảng 1m9 nhỉ. Trời ạ, vậy sau này nếu như hôn môi, chẳng phải là cô sẽ phải ngẩng mặt lên, biến thành một con hươu cao cổ sao? Chờ một chút đã. Tại sao cô lại nghĩ đến việc hôn môi? Hai gò má của cô lập tức đỏ ửng. Một màn này, tất cả đều được chiếu vào trong gương, bị Cố Gia Huy nhìn thấy rất rõ ràng. Anh súc miệng, sau đó khom lưng kề sát vào bên tai của cô, giọng nói đầy tự tính vang lên bên tai. Sao thế, em đang có ý nghĩ dâm dục gì với tôi à? Ý nghĩ dâm dục. Bốn chữ này nhảy vào đại não, cô lập tức luống cuống. Đôi tay nhỏ bé liên tục xua xua, sốt ruột nói, em không có. Vậy em đỏ mặt làm cái gì hả? Em, Hứa Minh Tâm em mất một hồi lâu, cũng không nói ra được lý do vì sao lại như vậy. Cô chỉ đang suy nghĩ về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, như thế nào lại có thể nghĩ đến cách hôn hoàn hảo chứ? Nếu như nói chuyện này ra, chẳng phải là sẽ bị Cố Gia Huy cười nhạo đến chết sao? Không, không có gì cả. Em đói bụng rồi, nhanh lên còn chuẩn bị ăn sáng. Cô đẩy thân thể của người đàn ông ra, khoảng cách của hai người bị giãn ra mấy phần, cô cảm thấy bầu không khí ở trên đỉnh đầu mình cũng thay đổi biết bao nhiêu. Từ trường của anh quá mạnh mẽ, cô không thể nào thở nổi được. Cô vội vàng rửa mặt cho xong, sau đó chui vào giường bệnh. Bác sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể, mọi thứ đều bình thường. Cố Gia Huy cũng bảo người ta đưa điểm tâm sáng nhẹ tới. Xem ra là định ăn chung với cô.
anh không đi làm sao? Thời gian đã không còn sớm nữa rồi. Tôi xin nghỉ phép rồi, anh thản nhiên nói. Vậy anh đừng xin nghỉ phép nhiều quá, như vậy thì sẽ tạo ấn tượng không tốt với cấp trên đâu. Em đã tốt hơn rất nhiều rồi, gần khỏe như người bình thường rồi, chiều nay anh đi làm đi. Buổi chiều, em theo tôi đến nhà họ Hứa. Tới đó làm cái gì? Trong lòng cô run lên, buột miệng hỏi. Cố Gia Huy nhìn chằm chằm vào gò má bị thương của cô, lạnh lùng nói, đòi nợ. Hai chữ này như đánh trúng vào tim cô, khiến trái tim cô ngay lập tức run lên. Anh như vậy là muốn bảo vệ cô sao? Không ngại phiền phức đến tìm Hứa An Kỳ ư? Đứng ở ngoài cửa nhà họ Hứa, Hứa Minh Tâm có chút lo lắng. Hứa An Kỳ nhất định sẽ trở thành con dâu của nhà họ Cố. Nếu trong tương lai Hứa An Kỳ kết hôn với Cố Tử Vị, cô ta sẽ là mợ chủ của nhà họ Cố. Bố của Cố Tử Vị sở hữu 40% cổ phần trong tập đoàn Bình Minh, ông cụ nắm giữ 20% và hội đồng quản trị giữ 20%. Trong khi đó Cố Gia Huy chỉ có vẻn vẹn 10% cổ phần. Bây giờ nếu đi tìm Hứa An Kỳ gây phiền phức, không may chọc giận đến Cố Tử Vị, chẳng phải cuối cùng Cố Gia Huy sẽ là người gánh chịu mọi thứ hay sao? Cô kéo tay áo anh, nói, chuyện này cứ để em tự giải quyết đi. Em không muốn vì chuyện của em mà làm liên lụy đến anh. Nếu như đến cả người phụ nữ của mình mà tôi còn không bảo vệ được, vậy thì tôi còn là đàn ông nữa hay không? Đôi môi mỏng gợi cảm của anh khẽ nhếch lên, tuy giọng nói của anh rất lạnh lùng nhưng Hứa Minh Tâm lại cảm thấy thật ấm áp. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, ngoài người anh tốt bụng nhà hàng xóm ra, không có ai nói sẽ bảo vệ cô cả. Cô đã sớm quen với việc chịu đựng một mình, âm thầm nhẫn nhịn, không muốn làm ầm lên hay nói ra bất cứ điều gì. Trừ khi bị dồn vào đường cùng, cô mới có thể phản kháng. Thực ra cô không hề yếu đuối mà cô chỉ biết rõ rằng mình quá nhỏ bé và đơn độc. Lấy trứng chọi với đá, cuối cùng cũng sẽ chỉ có quả trứng bị vỡ mà thôi. Anh không sợ rước lấy phiền phức hay sao? Nếu như là phiền phức do em đem đến thì tôi rất vinh hạnh đón nhận. Sắc mặt Cố Gia Huy đã bình tĩnh lại, trông anh có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều. Hứa Minh Tâm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Cố Gia Huy không cho cô cơ hội, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô và dẫn cô bước vào trong nhà. Người giúp việc nhìn thấy Hứa Minh Tâm đứng sau lưng Cố Gia Huy thì sợ hãi đến mức không nói được một tiếng nào. Ba tôi đâu? Người giúp việc chỉ vào phòng khách, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Cố Gia Huy hơi liếc mắt nhìn, đôi mắt dưới đôi lông mày rậm hiện lên sự lạnh lẽo, khiến cho người giúp việc sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Ba thành viên nhà họ Hứa thậm chí còn không nhận ra có khách đến, bọn họ vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói cười vui vẻ. Hứa An Kỳ đang hớn hở nói về những sự kiện thú vị của ngày hôm qua. Mẹ không nhìn thấy đâu. Từ sau lúc bị nhốt vào trong, khuôn mặt của Hứa Minh Tâm bắt đầu trở nên tái nhợt vô cùng, vừa tức giận lại vừa sợ hãi dương mắt nhìn con, vẻ mặt buồn cười không tả nổi. Đan Kỳ, Minh Tâm có thể nào thì cũng là em gái của con, vì vậy đừng bắt nạt con bé quá nhiều. Các con sau này đều là con cháu của nhà họ Cố, phải biết giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Hứa Văn Mạnh bất đắc dĩ nói. Tuy rằng cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng ông ta sẽ không trách tội Hứa An Kỳ, dù gì thì đối với ông ta mà nói, đây cũng là đứa con gái cưng giỏi giang duy nhất trong lòng ông ta. Trần Hiểu Vân nghe vậy liền tức giận nói, đừng có che chan Kỳ, ông còn không nhìn ra việc tốt mà đứa con gái thứ hai của ông làm à. Ngang nhiên đi dụ dỗ đàn ông, thật đúng là mẹ nào con nấy. Chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài, sẽ là cái cớ để người ta chế nhạo nhà họ Hứa chúng ta. Mẹ nói đúng, nhưng rồi tương lai con sẽ gả vào nhà họ Cố làm mợ chủ thôi, còn cô ta mà cũng được coi là người nhà họ Cố ư. Ai mà không biết bộ dạng của Cố Gia Huy vốn xấu xí, lại chẳng có tài cán gì, ở trong nhà họ Cố căn bản là không có tiếng nói. Đợi đến lúc con tới đó làm dâu, nhất định con sẽ dẫm nát Hứa Minh Tâm, sẽ khiến cô ta cả đời này không thể ngóc đầu lên được nữa. Hứa An Kỳ hung ác nói, như thể cô ta đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang quỳ dưới chân mình như một con chó, sẵn sàng phục tùng cô ta. Vừa nghĩ tới đây, cô ta liền nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng hận không thể kết hôn sớm một chút để có thể nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Hứa Minh Tâm. Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh đến ghê người, không có chút tình cảm nào. Thế à, các người muốn ức hiếp vợ tôi như vậy sao? Những lời này vừa nói ra, ba người ngồi trong phòng khách lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Hứa Văn Mạnh là người đầu tiên có phản ứng,
khoảnh khắc nhìn thấy Cố Gia Huy, trái tim ông ta chợt run lên. Ông ta vội vàng đứng dậy, gọi người giúp việc đến, quát, khách đến cũng không nhìn thấy hay sao, còn không mau đi pha trà đi. Anh đây hẳn là cậu ba của nhà họ Cố, sao đột nhiên anh lại tới đây, mời ngồi, mời ngồi. Sau đó, ông ta nháy mắt với Hứa An Kỳ, ra hiệu cho cô ta rời đi. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm đến nhà thế này, chắc hẳn là nhằm vào chuyện ngày hôm qua. Hứa An Kỳ không phải kẻ ngốc, cô ta vội vàng quay người rời đi, nhưng lại bị Cố Gia Huy ngăn lại. Khoan đã! Hai tiếng ngắn gọn nhưng đầy áp lực, mang theo sự uy hiếp không hề nhỏ. Chân của Hứa An Kỳ bỗng trở nên nặng như đeo chì, cô ta không thể nhúc nhích được nửa bước, chỉ đành cứng đờ đứng im tại chỗ. Cô ta nhìn sang phía Trần Hiểu Vân như cầu cứu, Trần Hiểu Vân kéo cô ta đến bên cạnh, cười nói, cậu ba đến rồi, mời ngồi xuống nói chuyện. Cậu ba tới đây là vì chuyện kết hôn có đúng không? Cố Gia Huy bỏ qua lời chào hỏi, trực tiếp kéo Hứa Minh Tâm ngồi xuống. Hai chân anh vắt chéo lại, mặc dù so với ba người bọn họ thấp hơn nửa người, nhưng khí thế lại đè bẹp hết bọn họ. Anh lạnh lùng quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, và cuối cùng nhìn thẳng vào Hứa An Kỳ. Vợ tôi bị người ta đánh, tôi đến để gặp người đã hành hung. Hứa Văn Mạnh nghe vậy, tim càng đập mạnh hơn. Cậu ba cứ nói đùa, hai chị em nó chẳng qua là chơi đùa ầm ĩ một chút, chuyện này. Sao có thể coi là hành hung chứ? Thì ra là chơi đùa ầm ĩ, tôi thật sự không nên nói nghiêm trọng như vậy có đúng không? Đúng đúng, đó chỉ là một trò đùa thôi, An Kỳ, còn không mau đến đây xin lỗi em gái con đi. Hứa An Kỳ không cam lòng. Nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa phải là thành viên của nhà họ Cố. Cho dù biết Cố Gia Huy chỉ là con cọp giấy, không có nhiều tiếng nói trong nhà họ Cố nhưng cô ta cũng không dám đắc tội với Cố Gia Huy. Hơn nữa, khi nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn của Cố Gia Huy, cô ta cảm thấy vô cùng đáng sợ, giống hệt như ma quỷ vậy. Nếu cô ta bị biến thành như vậy thì thà chết đi còn hơn. Cô ta chậm rãi đi về phía trước, lúng túng nói, tôi xin lỗi, là tôi không biết chừng mực. Hứa Minh Tâm nghe cô ta xin lỗi, biết rằng cô ta không cam tâm tình nguyện nói vậy, nhưng việc này cũng coi như là đã được giải quyết rồi. Cô kéo bàn tay to lớn của Cố Gia Huy, nói nhỏ, chúng ta có thể đi về chưa? Cố Gia Huy không trả lời, anh kéo cô đứng dậy, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc được rồi. Nhưng, anh lại kéo cô đến chỗ Hứa An Kỳ và nói, Minh Tâm, hôm qua chị em các em đã chơi đùa như thế nào? Em cho tôi xem một chút. Cô ta đối xử với em ra sao, em hãy đối xử với cô ta y như vậy. Tôi rất hứng thú với trò chơi của hai người hôm qua. Cố Gia Huy, cô sửng sốt, ý của anh là định để cô tự tát Hứa An Kỳ sao? Thế nào, có vấn đề gì sao? Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé mát lạnh của cô, dù trời có sập xuống, chồng em vẫn sẽ ở đây cho em dựa vào, em sợ cái gì chứ? Hứa Minh Tâm nghe thấy điều này. Trong lòng cô cảm thấy ngập tràn ấm áp. Được người khác bảo vệ thật là tuyệt vời, cô yêu cảm giác này chết đi được. Từ lúc Cố Gia Huy nói như vậy, Hứa Minh Tâm đã thu hết can đảm để đòi lại cái tát ngày hôm qua. Cùng lắm thì sau này chịu đựng chút khổ cực với Cố Gia Huy. Hứa An Kỳ nhìn thấy động tác của Hứa Minh Tâm, cô ta liên tục lùi về phía sau. Cô ta hoảng sợ lắc đầu, tức giận nói, cô không được phép đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi. Tôi là cô cả của nhà họ Hứa, tương lai còn là mợ chủ của nhà họ Cố. Cô không thể đánh tôi. Sau đó cô ta trốn sau lưng Hứa Văn Mạnh. Hứa Văn Mạnh vô cùng đau đầu, trước đây Khương Tuấn, thư ký bên cạnh Cố Gia Huy đã tới gặp ông ta một lần và nói rằng Hứa Minh Tâm là người phụ nữ mà Cố Gia Huy vô cùng coi trọng, hơn nữa Hứa Minh Tâm đã là con dâu của nhà họ Cố. Nếu nhà họ Hứa dám bắt nạt Hứa Minh Tâm, nhất định Cố Gia Huy sẽ không nể mặt. Lúc đó ông ta không hề để tâm đến những lời này, bây giờ mới biết cô con gái cưng của ông ta đã gây ra họa lớn rồi. Nhưng nếu Hứa An Kỳ bị đánh, ông ta sẽ cảm thấy rất đau lòng. Ông ta bèn đứng dậy nhìn Hứa Minh Tâm và nói, Minh Tâm, hãy thuyết phục cậu ba đi, chuyện này bỏ qua được chứ? An Kỳ đã làm sai, cha thay nó xin lỗi con được không? Trong khi Hứa Minh Tâm đang do dự thì lại nghe thấy giọng nói không vui của Cố Gia Huy từ phía sau truyền đến. Minh Tâm, cô ta đối xử với em như thế nào, em cứ như thế mà trả lại. Ông Thắng, nếu như vợ tôi làm sai chuyện gì, tôi cũng ở đây xin lỗi ông. Lời này vừa nói ra như chặn đứng ý định của Hứa Văn Mạnh.
Hứa Minh Tâm đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng, trong đôi mắt tràn ngập sự cảm kích. Trái tim giống như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp vô cùng. Cô biết cô Gia Huy thấy cô chịu ấm ức thì vô cùng tức giận, đến tìm để lấy lại thể diện. Nếu người đàn ông này của cô đã nể mặt như vậy, vậy thì cô cũng cứ làm tới một chút. Ấm ức mà hôm qua cô phải chịu quả thật là chỉ cần một cái bạt tai là có thể giải quyết được sao? Cho đến giờ chỉ cần trả lại một cái tát này đã xem như là xử lý rất nhẹ nhàng rồi. Cô hít một hơi thật sâu, nói, sau cái tát này chúng ta không ai nợ ai, chuyện trước đó tôi cũng không tính toán nữa. Sau này, Hứa An Kỳ đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại với cô ta như vậy. Cô ta muốn chơi đùa tôi, vậy tôi sẽ phối hợp thật tốt cùng chơi với cô ta. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, dường như cô đã dùng hết dũng khí của mình để nói ra lời này. Lời này đại diện cho việc sau này bất kể bản thân có rơi vào hoàn cảnh nào, cho dù là tốt hay xấu, cô đều sẽ không tha cho Hứa An Kỳ. Chính vào lúc này, đôi tay to lớn đầy ấm áp của Cố Gia Huy nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình. Cô, ánh mắt của Cố Gia Huy cũng lặng lẽ nhìn cô, khiến cho C có cảm giác an toàn. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên không còn sợ hãi điều gì nữa. Hứa An Kỳ, món nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi. Món nợ gì, tôi không hiểu. Mẹ, mẹ giúp con với, con không hiểu cô ta đang nói cái gì. Văn Mạnh, Trần Hiểu Vân cũng chau mày, chỉ đành nhìn về phía người chủ gia đình. Hứa Văn Mạnh cũng vô cùng khó xử, còn muốn nói thêm gì đó để cứu vãn tình thế, thế nhưng tiếp xúc với cái nhìn không hề có chút cảm tình của Cố Gia Huy, lạnh lùng hung tợn, khiến cho ông ta phát hoảng. Ông ta biết chuyện này không làm hòa nổi. Nếu như ngoan ngoãn nhận cái tát này, vậy thì chuyện này coi như xong rồi. Nếu như không chịu ăn cái tát này, Cố Gia Huy chắc chắn sẽ không để yên. Hứa Văn Mạnh đành phải nhẫn tâm, lôi Hứa An Kỳ ra, kéo đến trước mặt của Hứa Minh Tâm. Hứa An Kỳ lập tức sợ hãi, khóc thét lên thất thanh gọi, sao con có thể để cho con đĩ này đánh con chứ? Con là phu nhân tương lai của nhà họ Cố, vì sao con phải sợ tên Cố Gia Huy này, anh ta chẳng qua chỉ là một tên quái dị. Hỗn láo, cậu ấy là bậc đàn anh của con, sao con có thể ăn nói hồ đồ như vậy? Con không nói sai, anh ta chính là tên quái dị, đợi con gả cho Cố Tử Vị rồi, chuyện đầu tiên con làm chính là đuổi các người ra khỏi nhà họ Cố. Hứa An Kỳ vẫn còn chưa nói xong, Hứa Minh Tâm đã tát cô ta một cái thật mạnh. Lời sau đó bỗng nhiên dừng lại, Hứa An Kỳ ngây ra nhìn cô, rõ ràng là cô ta đã bị cái tát này làm cho choáng váng. Hứa Minh Tâm cũng không hề tỏ ra yếu đuối khi bắt gặp cái nhìn của cô ta. Cô ta nói mình thế nào, nói mẹ cô quá đáng thế nào, cô đều có thể nhịn. Thế nhưng cô chấp nhận bất cứ ai động đến vết sẹo của Cố Gia Huy. Hứa An Kỳ phản ứng lại, liền giống như một kẻ điên, trực tiếp xông về phía của Hứa Minh Tâm. May mà Cố Gia Huy nhanh tay nhanh mắt, kéo cô vào trong lòng. Hứa An Kỳ ngay tức khắc đã vồ ếch, ngã lăn đùng trên đất. Cô ta còn muốn xông tới, nhưng lại bị Hứa Văn Mạnh ngăn lại, giao cho người hầu dắt đi. Ông ta vội vàng xin lỗi, thầm oán con gái mình cứ quyết hơn thua, tự mình làm loạn cả lên. Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm một cách chăm chú, cô khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Lúc này Cố Gia Huy mới yên tâm, ôm cô vào lòng, nhìn Hứa Văn Mạnh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu như còn có lần sau, sẽ không phải chỉ có một cái tát là sẽ giải quyết được đâu. Cố Thành Trung tôi mặc dù không có địa vị gì trong nhà họ Cố, thế nhưng tôi vẫn chẳng thèm một dòng họ chẳng ra gì như nhà họ Hứa. Hứa Minh Tâm là người con gái của tôi, ai dám động vào thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh lạnh lùng nói từng chữ, khí thế dọa người. Hứa Văn Mạnh run lên, lập tức ngoan ngoãn đáp lại. Cố Gia Huy xoay người dẫn Hứa Minh Tâm rời đi, ra khỏi cửa cô cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy. Lên xe rồi, cô vẫn chưa định thần lại được. Cố Gia Huy nhìn nét mặt sững sờ của cô, không khỏi nói, làm em sợ rồi sao? Hứa Minh Tâm khẽ lắc đầu, cơ thể bé nhỏ đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy anh. Người của Cố Gia Huy đứng vững lại, mặc dù đã kịp phản ứng, đôi tay to lớn vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng cơ, một bàn tay còn lại thì xuyên qua mái tóc, vỗ nhẹ vào đầu cô. Vừa rồi em làm rất tốt. Cố Gia Huy, cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em rất cảm động. Cô nghẹn ngào, rất muốn khóc, thế nhưng cố gắng để cho nước mắt rơi xuống. Cô là người không thích khóc lóc,
từ nhỏ đến lớn cô đã bị Hứa An ký ức hiếp quen rồi. Cô không phải là nhẫn nhục chịu đựng, mà là biết mình không phản kháng được, nếu như phản kháng thì sẽ lại càng chịu khổ nhiều hơn. Cô đã quen với chịu đựng, mơ có một ngày thoát khỏi cái nhà này. Giờ đây cuối cùng cô đã được toại nguyện, hơn nữa người đàn ông này thương yêu, bảo vệ cô, khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước đó chưa từng có. Cô cảm thấy, mình đã có nhà rồi, nhà của cô và Cố Gia Huy. Đồ ngốc, em là vợ sắp cưới của anh là đàn ông, không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Cho dù thế nào, em vẫn rất cảm ơn anh. Cố Gia Huy, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc có được không? Đợi em tốt nghiệp rồi, em sẽ gả cho anh, làm cô dâu của anh. Được. Cố Gia Huy nghe thấy câu này, trong lòng giống như có làn gió xuân thổi qua. Gió xuân ấm áp thổi quê Gia Huy, đại khái. Chính là ý này. Anh vỗ vỗ nhẹ lên người cô, nói, anh đưa em tới trường trước, tối đến sẽ đón em cùng đi ăn cơm. Cô quay trở lại trường, Bạch Minh. Châu hôm nay vắng mặt, cô đã bắt đầu thực tập rồi. Cô dùng phấn để che đi vết hằn của cái tát ở trên khuôn mặt, nhìn trông rất tự nhiên. Đợi đến tối, Cố Gia Huy lái xe tới đón cô. Cô cứ tưởng là về nhà ăn cơm, không ngờ lại ăn ở bên ngoài. Cố Gia Huy không hề thuê một phòng riêng, mà chọn một chỗ ngồi gần trong góc. Hứa Minh Tâm không khỏi có chút lo lắng, cô sợ nhất là mấy kẻ nào đó đàm tiếu qua lại. Cái miệng mấp máy, tuôn ra những lời nói làm tổn thương người khác. Cô đi vào nhà vệ sinh trước, để cho Cố Gia Huy gọi món, người như cô không phải là người kén ăn. Sau khi đi vệ sinh ra, cô liền nghe được hai người phụ nữ ở bàn bên cạnh đang bàn tán. Cho dù là đã cố ý nói nhỏ, thế nhưng cô vẫn có thể nghe thấy đại khái nội dung câu chuyện. Chị nhìn cái người đàn ông ở bàn bên cạnh kia, trông tướng mạo phát khiếp. Ngoại trừ nửa khuôn mặt ra, thực ra thì nhìn cũng được đấy. Đồ vest dày da, vóc dáng cao lớn, đáng tiếc thật. Đúng vậy, xấu như thế, chắc chắn là không lấy được vợ đâu, nhìn trông cũng không còn trẻ. Một trong số hai người đó còn chưa kịp nói xong, Hứa Minh Tâm đã xuất hiện rồi. Cô nàng ôm lấy Cố Thành Trung từ phía sau, giọng nũng nịu nói thật lớn, anh yêu, em vừa mới nhìn thấy nước ép mới làm ở bên kia, em muốn uống nước ép xoài. Cố Gia Huy nghe thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, anh đương nhiên là nghe thấy những lời đàm tiểu đó, vốn chẳng muốn để tâm, thế nhưng không ngờ Hứa Minh Tâm lại không chịu được khi mình bị ấm ức. Cô vợ bé nhỏ này, có cần đáng yêu vậy không? Anh đã giúp em gọi rồi. Vẫn là anh hiểu em nhất. Moa moa. Hứa Minh Tâm hôn lên khuôn mặt anh một cái, âm thanh rất lớn, khiến cho người ta há mồm trợn mắt. Hai cô gái ở bàn bên cạnh liền há hốc mồm, dĩa trong tay đặt mạnh lên trên cái đĩa. Vừa rồi lúc họ còn bàn tán, tướng mạo xấu như vậy, chắc chắn là khó tìm đối tượng. Không ngờ là không chỉ tìm được, mà lại còn tìm được người trẻ như vậy. Hứa Minh Tâm mặc một chiếc áo thun, cùng với quần yếm jean, đi đôi giày màu trắng. Để lộ ra mắt cá chân trắng ngần. Tóc búi cao, mái vén hết lên, để lộ ra vầng trán mịn màng. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa, nhìn một cái còn tưởng là một cô tiên nhỏ. Trời ạ, đối tượng này có cần phải xinh thế không? Hứa Minh Tâm cảm nhận được cái nhìn khác thường của họ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cô gắp một miếng sườn chua ngọt, đưa đến bên miệng của Cố Gia Huy, nói, anh yêu. Há miệng ra nào, em đút cho anh. Cố Gia Huy hơi nhếch môi, nụ cười kia kéo dài rất lâu cũng chưa tiêu tan. Vợ chưa cưới bé bỏng của anh thật sự là quá đáng yêu mà. Anh hưởng thụ sự phục vụ của cô, chậm rãi ăn uống. Chỉ qua việc Cố Gia Huy ăn cơm thôi mà cô đã biết anh được giáo dục rất tốt, rất có tu dưỡng. Cổ tay áo được vén lên, lộ ra một cái đồng hồ có giá trị. Ngón tay thon dài xinh đẹp. Da rẻ không phải nghiêng về màu trắng, mà là màu lúa mạch tráng kiện. Nhìn anh cầm đôi đũa, dường như đôi đũa kia cũng lộ ra vài phần kiêu ngạo. Anh cũng rất cẩn thận, vậy mà lại bóc vỏ tôm ra rồi đặt vào trong bát của cô. Em quá gầy rồi, cần phải ăn nhiều thêm một chút. Hứa Minh Tâm gật đầu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Mà hai người bên cạnh cũng thay đổi sự bàn tán. Dáng vẻ xấu như vậy mà còn có thể có người yêu. Nhất định là bởi vì có nhiều tiền đi. Ôi trời, tôi cũng hy vọng bản thân có một người bạn trai vừa đối xử tốt với tôi, lại có nhiều tiền nữa. Xã hội này rất thực dụng,
có tiền là tiên là Phật đấy. Hứa Minh Tâm nghe bọn họ nói như thế, trong lòng có chút không thoải mái. Sở dĩ người đàn ông của cô có người yêu, là bởi vì Cố Gia Huy vô cùng xuất sắc đấy, có được hay không hả mấy con quỷ sân si kia. Sau khi hai người ăn xong thì lên trên xe, Cố Gia Huy gõ gõ vào đầu của cô, sau này đừng có quan tâm tới lời của người khác, miệng là ở trên người của người ta, em không cần để ý nhiều như vậy đâu. Vậy cũng không được, bọn họ nói xấu anh, em nghe thấy rất không vui. Anh yên tâm đi, có em ở đây, em sẽ không để anh phải chịu uất ức đâu. Với cái thân thể nhỏ bé này của em, mà còn muốn bảo vệ tôi. Cố Gia Huy vui vẻ. Sao vậy, con chim sẻ tuy nhỏ, nhưng mà nó lại có đủ các cơ quan nội tạng đấy, ok. Cô không cam lòng mà ưỡn thẳng ngực, nói đầy ngạo nghề và khí phách. Cố Gia Huy có chút đăm chiêu nhìn lướt qua vạt áo trên ngực của cô, vừa cười vừa nói, đúng thật là rất nhỏ. Trong nháy mắt, Hứa Minh Tâm hiểu ra, sau đó ảo não nói, anh đừng thấy bây giờ em nhỏ như vậy, nhưng sau này em sẽ lớn đấy, ok. Yên tâm, sau này tôi cũng sẽ giúp em. Lưu manh. Hứa Minh Tâm tức giận trừng mắt liếc nhìn anh, nhưng mà không có một chút cáu kỉnh nào. Hiện tại cô đã sớm chấp nhận Cố Gia Huy, cho dù anh không đứng đắn, cô cũng cảm thấy rất tự nhiên. Thời điểm về đến nhà, không ngờ ở trước cổng lại có một chiếc xe đang đậu ở đó. Có một người đứng ngay cửa xe, tuổi tác khoảng chừng hơn 40 tuổi, cả người nhìn rất u ám, nhất là đôi mắt sắc nhọn kia, nhìn cực kỳ khiến người ta không thoải mái, giống như là một con rắn độc vậy. Cố Gia Huy dừng xe lại, nói, anh cả đến rồi. Anh cả? À, là bố của Cố Tử Vị, Cố Trác Đông. Chẳng lẽ là vì không thoải mái về chuyện đã phát sinh trong nhà cũ vào lúc trước? Không phải chuyện đó đã qua rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ là, đợi đến bây giờ mới trả thù? Cố Gia Huy mở cửa, nói, anh cả, sao muộn như vậy bây giờ anh mới nhớ đến người em trai là em vậy? Anh Đông. Dù sao cô cũng không phải là người nhà họ Cố, cho nên chỉ có thể gọi là anh Đông. Anh Đông, mời anh vào, em đi pha trà cho hai người. Hứa Minh Tâm vội vàng đi pha một ấm hồng trà, Cố Gia Huy nhìn thấy dáng vẻ thận trọng và sợ hãi của cô, nên bảo cô lên lầu trước đợi anh. Cô hiểu, trong lúc đàn ông bàn chuyện, phụ nữ không thích hợp ở lại. Cô gật đầu lia lịa, xoay người rời đi. Đợi đến khi cô đã rời khỏi rồi, Cố Trác Đông mới mở miệng. Trước khi anh nhất quyết ra nước ngoài làm việc, cũng không biết Cố Tử Vị đã làm cái chuyện vô liêm sỉ kia. Buổi chiều nay lúc anh vừa mới quay về, đã tới bệnh viện một chuyến, nó đang hồi phục cũng tốt lắm. Cho nên, anh cả đưa mình tới cửa là để hỏi tội à? Chuyện cũng không đến mức như vậy, anh cũng đã nghiêm khắc dạy dỗ thằng khốn đó một trận rồi. Tuy rằng cô Tâm vẫn chưa được gả qua, nhưng mà hai người các em cũng luôn chung sống cùng nhau. Gả qua cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là anh nghe nói ông cụ có ý định giao 20% cổ phần cho em nắm giữ, anh còn nhớ rõ lúc trước em ba đã từng đồng ý, là cả đời này cũng sẽ không cạnh tranh quyền thừa kế tập đoàn Bình Minh với anh cả. Không biết, những lời này bây giờ vẫn còn tính được hay không nhỉ? Cố Trác Đông nói xong, ngước đôi mắt sắc bén lên nhìn Cố Gia Huy. Không khí đột nhiên như đông cứng lại vài phần, ở góc cầu thang, thậm chí Hứa Minh Tâm dường như còn ngửi được mùi thuốc súng. Cô lo lắng nhìn Cố Gia Huy, anh đang quay lưng về phía cô, chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp. Đột nhiên, cô cảm thấy bóng dáng của Cố Gia Huy rất cô đơn. Cố Gia Huy và Cố Trác Đông là anh em cùng cha khác mẹ, ông cụ có phần thiên vị Cố Gia Huy hơn. Cố Trác Đông, với tư cách là con trai cả, anh ta hẳn sẽ có kế hoạch riêng của bản thân, chắc chắn không nhượng bộ 20% cổ phần này. Cô biết rằng mọi việc Cố Gia Huy làm ở nhà họ Cố đều rất khó khăn. Nhưng cô không ngờ lại khó khăn tới mức ấy, ai cũng trực tiếp đến chất vấn anh. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói của Cố Gia Huy từ tốn truyền đến. Anh cả cứ yên tâm, trước kia em đã nói thế nào thì hiện tại em cũng sẽ không đổi ý. Em còn chưa nghe thấy bố nói muốn cho em sở hữu cổ phần đó. Nếu quả thật có chuyện đó, em sẽ không do dự mà từ chối. Em đã nói như vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Nếu đã vậy thì anh cũng không làm phiền nữa. Nhân tiện chúc mừng em đã tìm được một người vợ tốt. Cố Trác Đông đứng dậy, quay lưng rời đi, một ngụm trà cũng không nhấp môi. Hứa Minh Tâm bước lên trên lầu, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Tuy hiện tại ông cụ còn rất khỏe nhưng sức khỏe của người già không thể nói trước được điều gì, ông cụ cũng không thể sống mãi được.
đến lúc đó Cố Trác Đông lên nắm quyền, nhất định anh ta sẽ loại bỏ Cố Gia Huy. Làm sao cô có thể ngồi im dương mắt nhìn chuyện đó xảy ra được? Cô cũng muốn đóng góp một chút cho gia đình này, hiện tại cô sống với Cố Gia Huy, mọi việc chi tiêu đều là do anh lo, cô đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, giống như quỷ hút máu vậy. Cô bèn nhắn tin cho Bạch Thư Hân, hỏi xem liệu cô ấy có công việc bán thời gian nào để giới thiệu cho cô hay không. Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cô phải lên một kế hoạch dài hạn. Trong tương lai, nếu như Cố Gia Huy không còn được sống trong một căn nhà lớn và mặc đồ hàng hiệu nữa thì ít nhất anh cũng có một người vợ biết kiếm tiền san sẻ khó khăn. Dù cuộc sống có nghèo khổ một chút nhưng cả hai cùng giúp đỡ lẫn nhau thì trong nỗi khổ cũng có niềm vui. Bạch Thư Hân không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại tới cho cô, câu đầu tiên đã hỏi, cậu lại lên cơn sốt đấy à? Cố Gia Huy bắt nạt cậu đúng không? Không có, anh ấy không có bắt nạt tớ, tớ chỉ là... Tớ thấy cứ tiêu tiền của anh ấy như vậy cũng không ổn, tớ cũng muốn tự cố gắng kiếm tiền. Nhà họ Cố không phải rất giàu hay sao? Còn cần đến chút tiền lẻ của cậu à? Này, sao cậu cứ hỏi nhiều như vậy hả? Cậu quen biết rộng như vậy, giới thiệu cho tớ một công việc đi. Được, chỉ cần anh ấy không bắt nạt cậu là tốt rồi. Tớ sẽ giúp cậu hỏi một chút, lúc nào có tin tức sẽ nhắn lại cho cậu. Vừa cúp điện thoại một lát đã thấy Bạch Thư Hân gửi đến một tin nhắn. Có một quán bar ở gần trường đại học, tớ đã nói với chị Lưu phụ trách ở đó rồi, cậu có thể đi làm 3 giờ mỗi tối, 70.000 đồng một giờ và tiền bouer của khách là của riêng cậu. Cô thường tan học lúc 5 giờ, đi làm thêm cho đến 8 hoặc 9 giờ đều có thể được. Nhưng cô nên nói chuyện với Cố Gia Huy như thế nào đây? Cô vắt óc suy nghĩ, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô vội vàng đặt điện thoại xuống giường đi ra mở cửa. Cố Gia Huy mang tới một ly sữa đã hâm nóng, uống xong rồi đi ngủ sớm một chút, biết không? Em biết mà. Cố Gia Huy xoay người định bước đi nhưng bị cô vội vàng ngăn lại. À, em đã tham gia một tiết mục diễn tập kịch với Bạch Thư Hân, sau giờ học có thể phải ở lại tập thêm, buổi tối em sẽ về trễ. Mấy giờ? Anh không cần tới đón em, Bạch Thư Hân có xe, cô ấy nói sẽ đưa em về. Cố Gia Huy nghe thấy cô đi cùng Bạch Thư Hân thì cũng yên tâm. Anh gật đầu nói, ừ, dạo gần đây công việc của tôi cũng hơi bận, có việc nhớ phải gọi cho tôi ngay. Hứa Minh Tâm thấy anh tin rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, cô xuống dưới nhà ăn sáng thì trông thấy trên bàn có hai cục sạc dự phòng. Cái này để làm gì vậy anh? Tôi sợ điện thoại của em hết pin, lúc nào cũng phải mang nó theo, biết chưa? Hứa Minh Tâm lập tức hiểu ra, lần trước cô bị kẹt trong môi trường bỏ hoang cũng bởi vì điện thoại di động của cô hết pin nên không kịp thông báo cho mọi người. Trời ơi, sự chăm sóc từng ly từng tí của Cố Gia Huy thực sự làm cho người ta không thể đỡ nổi mà. Buổi trưa, Hứa Minh Tâm đến quán bar để xem qua, phần lớn khách hàng bên trong đều là sinh viên thủ đô nên không diễn ra tình trạng hỗn loạn, nhìn chung là khá an toàn. Vừa tan lớp học buổi tối, cô liền vội vã chạy tới rồi thay bộ quần áo nhân viên phục vụ vào. Lúc Bạch Thư Hân tới thì đã thấy cô đang bận rộn, bưng rượu mời khách. Công việc kinh doanh của quán bar vào buổi tối rất tốt, Hứa Minh Tâm thậm chí còn không có cơ hội để nghỉ ngơi nói chuyện với Bạch Thư Hân. Bận rộn đến 9 giờ tối, cô mới tan làm nói chuyện với Bạch Thư Hân được. Bạch Thư Hân nhìn thấy đầu cô đầm đìa mồ hôi, có chút xót xa trong lòng liền nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau giúp cô. Cậu đang thiếu tiền sao? Cậu đang thiếu tiền thì nói cho tớ một tiếng chứ sao lại làm công việc tạm bỡ như vậy? Cũng không vất vả, mình cũng đã từng đi làm thêm. Công việc làm thêm này thu nhập cũng khá. Mình còn tưởng học sinh nghèo lắm, nhưng không ngờ rằng họ bâu ơ cho mình rất nhiều. Minh Tâm, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì vậy? Hứa Minh Tâm cũng không muốn giấu giếm, vì vậy kể hết từ đầu đến cuối ra. Bạch Thư Hân nghe xong thì thở phì phò, gõ đầu cô. Có phải là cậu bị ngốc rồi không? Nếu là tớ, khi nghe được lời này thì tớ chắc chắn sẽ nghĩ cách để thoát khỏi cái tên sao chổi đó. Cậu lại còn vì anh ta mà lo lắng nữa. Cố Đông Triệt một khi nắm mọi quyền hành thì nhất định sẽ đối phó với Cố Gia Huy. Cậu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi hay sao? Hứa Đan Thu sẽ lột từng lớp ra cậu đấy, có biết không hả? Chúng mình là vợ chồng sắp kết hôn thì đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi. Thôi đi. Người ta dù đã kết hôn rồi, gặp hoạn nạn thì cũng thân ai lấy lo. Còn cậu mới đính hôn được có mấy ngày mà đã bắt đầu bán mạng cho người ta rồi.
tớ không tán thành, tớ vẫn luôn nghĩ Cố Gia Huy không đơn giản như vậy, cậu quá đơn thuần, hai người không thích hợp. Tớ thấy như vậy lại rất tốt, anh ấy đối với tớ tốt lắm. Minh Châu, về sau cậu không cần đợi tớ nữa, cậu thực tập cả một ngày đã rất mệt rồi. Nói đến chuyện thực tập, tớ lại không thể nhịn được nữa. Hôm nay, tớ ở công ty nghe ngóng cả một vòng nhưng vẫn không nghe thấy tên của Cố Gia Huy. Vậy sao, Hứa Minh Tâm nghe vậy nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Bạch Thư Hân nhìn thấy dáng vẻ không để tâm của cô thì không khỏi trợn tròn mắt, dường như chỉ là một người qua đường bình thường, nhịn không được mà lên lớp cô. Minh Tâm, nếu cậu thật sự tin tưởng người đàn ông này, người khác nói thế nào cậu cũng không từ bỏ, vậy thì cậu phải quản lý tốt tài chính, cậu cần phải biết anh ta kiếm được bao nhiêu mỗi tháng. Tiền bạc, chi tiêu hàng ngày thế nào, có thích xã giao hay không? Đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng. Chẳng may lương tháng anh ta lại cao rồi tháng nào cũng cất quỹ mấy chục triệu vào túi, sau lưng cậu ăn chơi đàng điểm thì phải làm sao? Hứa Minh Tâm nghe vậy, không thể không nghĩ đến lời nói của hai cô gái cùng bàn tối hôm qua. Nói xã hội hiện tại rất thực tế, ngoại hình có tác dụng gì chứ, có tiền bạc mới là vua. Đúng vậy, cho dù Cố Gia Huy có sa sút nghèo túng đi chăng nữa, nhưng lương tháng mấy chục triệu cũng đủ để khiến những cô gái bình thường thương nhớ. Vậy thì tớ nên làm gì? Hai, chỉ có cậu xem người ta như bảo bối. Nếu như anh ta không thú nhận, thẳng thắn loại chuyện này thì cậu phải đi hỏi. Cậu có hiểu không? Hôm nay ngày 15, ngày trả lương đấy, cậu biết rồi đó. Nhưng, liệu điều này có phải quá thực tế rồi không? Có phải là tớ quan tâm quá nhiều rồi không? Nhiều cái gì, đây là chuyện bình thường. Dưới sự khích lệ của Bạch Thư Hân, Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy rằng cô hẳn cũng nên biết lương hàng tháng của Cố Gia Huy. Cô không yêu cầu đối phương giao nộp lương hàng tháng, nhưng ít nhất trong lòng mình phải có cái ngọn nguồn rõ ràng. Bạch Thư Hân tiễn cô trở về rồi cổ vũ cô, bắt đầu nắm giữ quyền lợi tài chính từ trước khi kết hôn. Chị gái nhìn vào em đấy, cố lên. Hứa Minh Tâm khó nhọc gật đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt. Cố Gia Huy vẫn đang ở trong phòng làm việc trên tầng, có vẻ như đang họp video. Dưới nhà, chú An đang bận rộn trong bếp. Hứa Minh Tâm đi đến giúp đỡ, tán gẫu vài câu. Chú An, cháu có thể hỏi chú vài câu hỏi riêng tư được không? Cô Minh Tâm muốn hỏi chú cái gì? Cái đó, mỗi tháng, Cố Gia Huy trả cho chú lương tháng bao nhiêu? Chú An nghe vậy có chút nghi ngờ, sao cô Minh Tâm lại hỏi chuyện này? Chú không có lương cố định, đầu âng, cậu chủ sẽ đưa cho chú một ít tiền tiêu vặt để mua đồ trong nhà, cũng như mua chút đồ ăn. Vậy thì chỗ tiền tiêu vặt kia là bao nhiêu? Chú An muốn nói khoảng 350 triệu đồng, nhưng nhớ đến lời cậu chủ căn dặn phải khiêm tốn, dặn ông không được làm Hứa Minh Tâm sợ hãi. Lời vừa định nói khỏi miệng lại nuốt vào trong, chú An cười nói, không nhiều đâu, có 17 triệu đồng thôi. 17 triệu đồng, nhiều như vậy sao? Hứa Minh Tâm kinh ngạc hét lên. Chú An lập tức đổi giọng, thật ra, mỗi tháng chú còn dư khoảng 10 triệu đồng. Chú đều đưa trả lại cho cậu chủ. Ô, cái này mới đúng, chú, cháu, còn có Cố Gia Huy, thỉnh thoảng lại có Khương Tuấn qua ăn cơm. Chỉ có ngần này người mà chi tiêu đến 17 triệu thì quả thật là hơi nhiều. Cháu thấy chú An cũng là người sống giản dị. Chú An, khi chú đi chợ chú có mặc cả không? Cháu nói cho chú biết nhé, lợi nhuận của những loại rau nhiều lắm đấy, chú cứ mua nhiều thì có thể mặc cả được đó. Cái đó, là tất nhiên rồi. Chú An lặng lẽ lau mồ hôi, mất tự nhiên mà nói. Chú An lớn ngần này tuổi nhưng lại chưa bao giờ đi tới chợ mua rau. Các món ăn trong biệt thự đều là những món tươi ngon nhất được chuyển đến từ các trang trại hữu cơ. Hứa Minh Tâm bấm tay tính toán, tính ra công việc ở quán ba mỗi tối rơi vào khoảng 280.000 đồng, tính ra một tháng cũng được khoảng 7 triệu đồng. Cái đó, chú An, từ giờ trở đi, mỗi tháng cháu sẽ đưa cho chú 7 triệu đồng, được không? Chú không cần hỏi tiền của Cố Gia Huy nữa, anh ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Làm sao cô Minh Tâm có tiền? Vốn riêng ạ. Vậy khi cậu chủ hỏi, chú nên trả lời như thế nào? Chú cứ nói số tiền trước đó đưa chú vẫn chưa tiêu hết, trong tay vẫn còn dư. Khoảng cách cứ 2 tháng một lần, như vậy là được rồi. Đây là bí mật của chúng ta, chú đừng nói với Cố Gia Huy. Cô giơ đầu ngón tay lên, muốn làm một cái ngoắc tay. Được. Chú An mỉm cười dịu dàng rồi ngoắc tay đóng dấu với cô. Bữa tối rất nhanh đã được chuẩn bị xong, chú An lên tầng gọi Cố Gia Huy xuống ăn cơm,
tiện thể đem chuyện này nói cho anh nghe. Thưa cậu chủ, có cần nói cho cô Minh Tâm rằng gia đình chúng ta thực ra rất giàu có không? Cô ấy thích tiết kiệm, thà để cô ấy tiết kiệm còn hơn là tiêu xài hoang phí, như vậy cô ấy mới vui vẻ. Đừng nói chuyện này nữa, cứ như vậy là rất tốt. Thưa cậu chủ, ngoại hình cậu cũng che giấu, rồi cả tiền bạc của mình cũng giấu nhẹm đi. Nếu không phải biết rằng cậu quan tâm đến cô Minh Tâm thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ lừa gạt trong hôn nhân. Tôi chính là kẻ lừa cưới đó. Nếu với Hứa Minh Tâm rằng anh ấy là một ông trùm kinh doanh giàu có, chỉ cần ở nhà, không làm gì cũng có thể kiếm cả một đống tiền thì liệu cô vợ nhỏ đáng yêu của anh có sợ hãi bỏ chạy không? Cố Gia Huy đi xuống tầng, Hứa Minh Tâm đã dọn bữa cho anh. Mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, chú An cũng ngồi xuống cùng ăn đi nhé. Sau khi ba người vào bàn, Hứa Minh Tâm bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để hỏi về tiền lương mà không gây cảm giác quá đường đột đây. Hôm nay là ngày 15, ngày lĩnh lương. Cố Gia Huy giống như con sâu trong bụng của cô, vậy mà lại biết cô đang nghĩ gì. Hả, đúng vậy, vậy anh, lương của anh là bao nhiêu? Lương của cậu chủ là con số này. Chú An ngắt lời, giơ ra năm ngón tay ra. Lúc ở trên tầng, họ đã bàn bạc kỹ rồi, định giá 1 tỷ 750 triệu đồng, không biểu lộ quá mức giản dị, cũng không bị phóng đại quá đà. 1 tỷ 750 triệu, nhiều như vậy sao? Cô kinh ngạc kêu lên, cả chú An và Cố Gia Huy đều bị đồ ăn làm cho mắc nghẹn. Mọi người ăn cơm cẩn thận, uống ngụm canh trước đã. Hứa Minh Tâm vội vàng đặt trước mặt họ hai bát canh. Cố Gia Huy không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại thành thật đến vậy, cũng không nghĩ đến cái giá cao hơn một chút. Vậy mà lại cho rằng bản thân anh chỉ kiếm được có ngần ấy thôi sao, hơn nữa còn nói là nhiều. Hứa Minh Tâm, ở trong mắt em, anh chỉ có thể kiếm được 1 tỷ 750 triệu đồng một tháng thôi sao? Anh chậm rãi tới gần, bất lực nói. Cố Gia Huy, anh đã rất giỏi rồi mà. Bây giờ tìm việc ở thành phố Hồ Chí Minh không dễ, mà anh lại có thể kiếm được 175 triệu mỗi tháng. Như vậy đã là quá giỏi rồi. Tính ra thì thu nhập một năm của anh sẽ là hơn 2 tỷ, chẳng trách công ty còn cho phép anh tuyển thêm một người thư ký. Ặc, lương anh trả cho Khương Tuấn mỗi tháng đã gần 2 tỷ rồi. Cố Gia Huy, nếu như chúng ta đã có thể tự lập, tự quyết định cuộc sống của mình thì phải biết tiết kiệm một chút, nên để dành ra một khoản mỗi tháng. Sau này chúng ta còn phải kết hôn, có thể còn cần đến thụ tinh ống nghiệm. À, không, có thể sẽ có con, những việc này đều cần đến tiền. Hứa Minh Tâm nghiêm túc nói. Cố Gia Huy nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đó của cô, lòng anh chợt cảm thấy dịu lại. Được thôi, cô vợ nhỏ của anh nói gì cũng đúng. Đây là thẻ lương của anh, em giúp anh cất giữ nó, mật khẩu đã đổi thành ngày sinh nhật của em rồi. Sau này em thích cái gì thì cứ mua, không cần quá khắt khe với bản thân. Anh yên tâm đi, em sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Số tiền này em sẽ giúp anh giữ thật cẩn thận, kỳ hạn của thẻ này là đến bao giờ vậy, còn cả lãi suất nữa. Hứa Minh Tâm cẩn thận cất chiếc thẻ ngân hàng này vào túi, quyết định ngày mai sẽ mang thẻ của Cố Gia Huy đi ra hạn rồi sau đó sẽ tính tiếp. Cô nhớ đã từng đọc ở đâu đó trên mạng, nói rằng nếu một người đàn ông cam tâm tình nguyện đưa tiền lương của anh ta cho bạn, vậy thì hai người chắc chắn sẽ có thể sống hạnh phúc cả đời. Cô tin chắc là như vậy, cô và Cố Gia Huy nhất định sẽ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Đêm đến, khi bọn họ đang ngủ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm chớp rất lớn. Những cơn mưa đêm hè luôn đến bất ngờ và cũng vô cùng dữ dội. Cô ngồi dậy bật chiếc đèn nhỏ ở bên giường lên. Thật khó để đi vào giấc ngủ. Tiếng sấm không ngừng vang lên bên ngoài cửa sổ, dường như muốn chia cả bầu trời ra làm hai. Gió lạnh thổi vào phòng, cô bước xuống giường, muốn đóng cửa kính ở ngoài ban công lại. Nhưng lại có một bóng người bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài cửa khiến cô sợ hãi hét lên một tiếng. Cô ngồi trên mặt đất, thân thể khẽ run lên. Tiếng hét của cô khiến Cố Gia Huy giật mình, lo lắng chạy qua. Vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm cuộn ngồi trên mặt đất, cuộn tròn người lại. Anh nhanh chóng bước tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì vậy? Có người, ở ngoài ban công. Cô run rẩy nói. Cố Gia Huy liếc mắt nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài đang treo một bộ quần áo. Em đừng tự dọa mình, chỉ là một bộ quần áo thôi mà. Hứa Minh Tâm nghe anh nói vậy liền liếc mắt nhìn lên. Nhận ra đó là bộ quần áo cô phơi sáng nay nhưng sau đó quên lấy vào.
Cố Gia Huy đóng cửa ban công lại giúp cô, sau đó còn kéo cả rèm cửa lại. Anh dịu dàng bế cô lên giường, bàn tay to lớn vỗ về lưng cô, ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trong lòng yên tâm và bình tĩnh hơn nhiều. Anh có thể ở cạnh em một lúc không? Cô nói với giọng điệu vô cùng mong chờ. Tất cả những cơn ác mộng hồi nhỏ đều ùa về trong tâm trí cô, người cô cũng đầy mồ hôi lạnh, thật sự là không thể ngủ được. Anh gật đầu, tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô. Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Minh Tâm bất ngờ nhích người sang một bên sau đó vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, nói với anh, hay là tối nay anh ngủ ở đây đi. Cố Gia Huy nghe vậy, cảm thấy có chút bất lực, không biết phải làm sao với cô, em tin tưởng anh đến vậy sao? Đương nhiên rồi, anh là chồng sắp cưới của em mà. Hơn nữa, anh có thể làm ra chuyện xấu gì sao? Cô thầm nghĩ. Cố Gia Huy nhất thời không biết phải làm thế nào, giây phút nào ở bên nhau anh cũng đều muốn ăn sạch cô. Nhưng mà cô còn quá nhỏ, anh thật sự không nỡ. Từ trước đến nay anh chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy, nhưng đối với Hứa Minh Tâm thì khác. Anh nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại ngọt ngào của cô vào lòng. Tay vẫn luôn vỗ về tấm lưng của cô, nói, ngoan, mau ngủ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm đi học đấy. Dạ, cô lên tiếng. Cảm thấy cả người như bị cơn buồn ngủ đánh úp. Nằm ở trong lòng anh thật sự rất ấm áp, giống như là thiên đường vậy. Cô trốn ở trong ổ chăn, cuộn mình trong ngực anh, dường như cũng đã không còn nghe thấy tiếng sấm chớp ở bên ngoài nữa. Cô tìm một tư thế thoải mái, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Cố Gia Huy không nổi lên một chút ham muốn nào, anh chỉ cảm thấy nếu như bản thân mình có cái loại ý nghĩ này, thì giống như sẽ làm bẩn sự yêu thích của cô nhóc này đối với mình vậy. Thật sự là tự tạo nghiệp mà, một chút ý nghĩ dâm dục với vợ chưa cưới của mình, vậy mà cũng khiến cho bản thân mình cảm thấy phạm tội, vậy về sau lúc thật sự muốn ăn, thì mình làm sao bây giờ đây? Cố Gia Huy bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm đi học, tiện thể gọi điện thoại báo cho Bạch Thư Hân biết, Cố Gia Huy đã nộp thẻ lương cho cô rồi. À đúng rồi, Minh Tâm, chừng nào thì cậu rảnh vậy? Có rất nhiều đề tớ không làm được, khó lắm. Cô học ngành kinh tế tài chính chuyên nghiệp, bản thân cô thật sự rất yêu thích ngành này, lúc trước vào thời điểm điền nguyện vọng, là Hứa Văn Mạnh đã điền giúp cô. Chắc là vì muốn cô học chút gì đó để trợ giúp cho Hứa Thị. Nhưng Hứa Minh Tâm cảm thấy đầu óc của mình về lĩnh vực này, đã bị kỳ thi tuyển sinh đại học mài mòn đến gần như không còn sót lại chút gì rồi. Bây giờ tớ có rảnh rỗi đâu, tớ cho rằng làm thực tập sinh chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng, không ngờ việc nhiều muốn chết. Nếu không thì cậu đi hỏi Ngôn Hải đi, dù sao khi tớ có vấn đề gì không hiểu, thì cũng đi tìm vị trùm học giỏi của trường này. Ngôn Hải là bạn cùng bàn cùng lớp của Bạch Thư Hân, rất vui vẻ và haya thích giúp đỡ người khác. Trước đây anh ta là hội trưởng của hội học sinh, lúc Minh Tâm tham gia vào hội, anh ta đã chiếu cố cho cô không ít. Minh Tâm cũng biết, là vì anh ta nể mặt Bạch Thư Hân, nên mới đối xử với mình tốt như vậy. Cô thật sự không làm được. Chỉ có thể nhờ anh ta giúp đỡ. Mỗi lần lúc cô làm bảng báo cáo về kinh tế tài chính, hay để tính toán thuế vụ, cô đều có một loại xúc động không nói nên lời. Cô liên hệ với Ngôn Hải, hẹn anh ta ở phòng tự học. Ngôn Hải vừa mới tới, thì lập tức thu hút không ít tầm mắt của nữ sinh. Ngôn Hải rất cao to, bởi vì quanh năm đều chơi bóng rổ cho nên vóc dáng rất tốt, hơn nữa lại rất đẹp trai, có một lần được chọn làm người đẹp trai nhất trường. Chỉ là trạng thái tình cảm của người đẹp trai nhất trường này lại là một dấu chấm hỏi cực lớn, bởi vì anh ta không tới gần bất cứ một nữ sinh nào, với lại lại có không ít người ghen ghét nên đã lan truyền chuyện xấu về anh, mà không có cái nào là thật cả. Đàn anh, Ngôn Hải thấy cô cười cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Anh giảng giải để cho cô rất kiên nhẫn, nhưng đầu của Hứa Minh Tâm hoàn toàn không đủ chỗ để dùng, thuế suất giữa các ngành nghề đều khác nhau, đề này tính rất phiền phức. Ước chừng Ngôn Hải dạy cho cô cả buổi chiều, Hứa Minh Tâm vẫn bị kẹt trong tình trạng nửa bối rối nửa hỗn độn không hiểu như cũ. Nếu không thì tối nay tôi cô video cho anh nhé, tiền bối cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Đồ ngốc này, không phải là ngày mai cô phải nộp bài tập rồi sao? Bây giờ mà còn chậm trễ, không mau chóng đẩy nhanh tốc độ thì sẽ trả kịp à. Anh ta bất đắc dĩ xoa xoa đầu của cô, vừa cười vừa nói. Vậy tôi thật sự cảm ơn tiền bối rất nhiều. Nhưng mà tối muộn hôm nay có thể tôi sẽ tìm anh đấy, tôi còn phải đi làm bán thời gian nữa.
Thư Hàn nói cho tôi biết rồi, cô ấy nói đêm nay có việc nên không thể tới được, bảo tôi đưa cô về nhà. Vậy thật làm phiền tiền bối quá. Hứa Minh Tâm có chút được quan tâm mà đâm ra lo sợ. Ngôn Hải chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì khác. Sau khi tan học, anh ta đưa cô tới quán bar, cứ ngồi trong một góc xó xỉnh nào đó, yên lặng chờ cô tan làm. Chị Lưu chú ý tới, nhịn không được bèn hỏi, bạn trai của em à? Không, không phải. Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay, cô sợ chị Lưu hiểu lầm cái gì đó. Chị Lưu cười, xem ra là cũng chưa đâm thủng một tấm màng mỏng ngăn cách cuối cùng nhỉ, thời điểm mấy cô cậu trẻ tuổi mới biết yêu, uống hai ly là có thể mở miệng rồi đấy. Chị Lưu, chị hiểu lầm bọn em rồi, anh ấy chỉ là đàn anh khóa trên của em mà thôi. Hôm nay Thư Hàn không đến đây được, nên em mới nhờ anh ấy đưa em về. Em không dám về một mình giữa đêm khuya thế này, em cần phải có người đi cùng ạ. Chị Lưu nhìn thấy mặt của Hứa Minh Tâm đã đỏ lên, liền biết ra mặt cô gái nhỏ này mỏng, chỉ cười cười không nói gì. Đến 9 giờ, cô thu dọn đồ đạc rồi tan làm. Ngôn Hải lái xe đưa cô về nhà. Gia cảnh nhà Ngôn Hải rất tốt, vì vậy xe cũng thuộc loại hàng không tồi, tuy không so được với mấy loại xe Rolls Royce, Phantom hay Porsche Cayenne gì gì đó, nhưng cũng là một con Audi giá tầm trung. Cô tiện miệng nói ra địa chỉ nơi ở của Cố Gia Huy, Ngôn Hải nghe xong thì có chút bất ngờ, đó là khu nhà chỉ dành cho người giàu có ở, nhà cô ở đó sao? Hứa Minh Tâm rất muốn nói với anh rằng là bạn trai cô ở đó, nhưng lại sợ việc nam nữ ở chung một nhà bị truyền ra ngoài thì không hay cho lắm. Nhà em có người họ hàng ở đó. Ngôn Hải gật đầu. Tin tức con gái của nhà họ Hứa kết hôn với Cố Tử Vị đã bị truyền ra ngoài rồi, nếu trong nhà người họ hàng có người bạn như vậy, chắc cũng chẳng có gì kỳ lạ. Hứa Minh Tâm xuống xe liền khom lưng cảm ơn. Chắc khoảng 10 giờ 40 là tôi về tới nhà rồi, lúc đó tôi sẽ mở máy, nhớ gọi cho tôi đấy nhé. Cảm ơn đàn anh. Trên thế giới này đúng là có nhiều người tốt nha. Hứa Minh Tâm vội vàng về nhà, vốn định trước tiên sẽ tắm cho thỏa thích, tắm xong sẽ đi làm bài tập. Nhưng vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Cố Gia Huy đang dựa vào cửa sổ, bình tĩnh hỏi, ai đưa em về nhà vậy? Đàn anh của em đó. Cô tiện miệng nói, em không nói nhiều với anh nữa, cơm tối em ăn rồi, em tắm rửa trước đây, một lát nữa em còn phải gọi video cho anh ấy nữa. Hứa Minh Tâm nhanh chóng thay giày, xỏ dép lê vào rồi vội vàng chạy lên lầu. Mà ấn đường của Cố Gia Huy đã nhăn lại, một câu nói này của cô, thế mà lại chất chứa mấy tầng ẩn ý. Em không nói nhiều với anh nữa, câu này có nghĩa là cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Cơm tối em đã ăn rồi. Điều này tức là rõ ràng bữa tối ngày hôm nay, cô ấy đã đi ăn với thằng nhóc con kia. Em tắm rửa trước đây, một lát nữa em còn phải gọi video cho anh ấy nữa. Câu này còn nghiêm trọng hơn. Nếu như trước khi phải gặp mặt một người đàn ông nào đó, mà con gái nói là muốn tắm rửa gội đầu, điều này tức là người đàn ông này có vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy. Hứa Minh Tâm tắm xong, cô mặc một bộ quần áo ngủ hình hoạt hình, lộ cẳng tay, lộ cẳng chân. Lộ cả mái tóc còn ướt. Sau đó lại còn gọi video trò chuyện với một người đàn ông khác. Mẹ nó, cô nghĩ anh là người chết hay sao chứ? Cố Gia Huy vội vàng chạy vào trong phòng Hứa Minh Tâm, cửa phòng không khóa, anh có thể mở ra rất dễ dàng. Cô đang tắm, hình như tâm trạng còn có vẻ rất tốt, còn đang ngâm nga bài hát nào đó. Cô tắm rất nhanh, sau đó liền đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Gia Huy ở trong phòng. Thì có chút giật mình, tối nay anh không bận gì hả? Đáng lẽ ra giờ này anh phải đang ngồi trong phòng sách làm việc rồi chứ? Ô, cô còn muốn tiện tay đuổi anh ra ngoài. Không bận, xử lý xong hết rồi. Quan hệ của em với đàn anh đó cũng tốt quá nhỉ? Cũng tạm tạm ạ, trước kia em và anh ấy học cùng một ngành, anh ấy lại thân với Bạch Thư Hân, qua qua lại lại cũng dần dần thân với em. Anh ấy rất quan tâm tới người khác. Đối với những sinh viên năm cuối như bọn em lại đặc biệt quan tâm hơn. Cô sấy khô tóc, lấy bài tập ra, sau đó bắt đầu mở máy tính. Cô định sẽ tự mình làm thử mấy đề này trước, rồi xem cái nào không hiểu. Rõ ràng là những dạng đề như thế này cô đều đã làm qua, tại sao đổi số một cái là cô lại không biết cách làm vậy nhỉ? Đau đầu quá đi mất. Hiện tại cô không biết làm, chỉ có thể ngồi đợi Ngôn Hải online. Đúng 9 giờ 40 phút. Ngôn Hải gọi tới. Hứa Minh Tâm vội vàng nhận ngay, nói, đàn anh, ảnh em đã gửi cho anh rồi đó, câu này em không biết làm.
để tôi xem, không phải câu này buổi chiều đã từng làm rồi sao? Vâng, nhưng em không nhớ cách làm. Hứa Minh Tâm đáng thương nói. Đúng ngay lúc này, máy tính của cô bị một người khác dùng tay đóng lại một tiếng phịch. Tới lúc này Hứa Minh Tâm mới phát hiện ra, Cố Gia Huy vẫn còn đang ở trong phòng. Anh làm cái gì vậy? Em đang hỏi bài đàn anh mà. Anh gập màn hình đột ngột như vậy chẳng lễ phép tí nào. Bài nào, trong nhà có người học vô cùng giỏi thì không chịu hỏi, lại còn phải đi tìm người khác hỏi. Lúc này mặt của Cố Gia Huy vừa xấu vừa khó nhìn, âm âm u u. Hứa Minh Tâm không phải kẻ ngốc, đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó, nhịn không được ngờ vực nói, anh Trung. Không phải anh, đang ghen đó chứ. Tôi cần quái gì phải ghen với thằng nhóc con đó chứ. Cố Gia Huy lạnh lùng cười, nhưng trong tim thì lại gầm lên vô cùng hung ác. Đúng rồi đấy, anh ghen rồi đấy, thằng thối tha đó, vậy mà lại dám đưa vợ anh về nhà. Gan to đấy nhỉ. Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Minh Tâm vang lên. Cô vội vàng nhấn nút nghe. Sao em lại tắt video đi vậy? Cô ấy phải ngủ rồi, cậu đừng có làm phiền cô ấy nữa. Cố Gia Huy giật lấy điện thoại, nói với giọng không hề vui vẻ gì. Hứa Minh Tâm không biết làm thế nào chỉ đành nhìn anh. Còn dám nói là không giận cơ đấy. Bộ dạng này không biết là giận đến mức nào rồi nhỉ. Đột nhiên nghe thấy giọng nói một người đàn ông xa lạ, trái tim Ngôn Hải khẽ đập thịch một tiếng, chợt nghĩ đến việc Hứa Minh Tâm nói tối nay cô đến nhà người họ hàng. Vậy người nhận điện thoại chắc là người họ hàng của cô ấy. Đàn ông sao? Là anh trai hay là chú nhỉ? Nghe giọng nói có vẻ trưởng thành, đối phương có lẽ hơn anh rất nhiều tuổi. Ngôn Hải do dự rồi nói, con chào chú ạ, con là đàn anh của Minh Tâm. Nếu như Minh Tâm đã ngủ rồi, vậy thì con sẽ không làm phiền nữa ạ. Chú bảo cô ấy nhớ phải làm bài tập, ngày mai phải nộp rồi ạ. Hứa Minh Tâm ngồi ngay gần đó, nghe thấy một tiếng chú ơi, tí thì bật cười. Khuôn mặt của Cố Gia Huy ngay lập tức trở nên âm u, cô sợ anh tức giận. Ngay lập tức giật lấy điện thoại, nói, em biết rồi, đàn anh cũng ngủ sớm đi nhé, bye bye. Nói xong, cô lập tức ngắt điện thoại, nhịn không được cười lên cười xuống nắc nẻ. Chú ơi, ha ha, anh Trung, anh là chú của em đó, nếu không anh bỏ vị trí chồng chưa cưới này đi, làm chú của em cũng rất ổn đó nha, anh lớn hơn em những 10 tuổi, tuổi vừa đẹp đấy. Hứa Minh Tâm cười gập cả người, Cố Gia Huy như bị đánh cho một cái. Gan của cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng lớn rồi, hôm nay còn dám lấy tuổi tác của anh ra làm trò đùa cơ đấy. Anh tiến lên phía trước, trực tiếp ôm lấy cô vào trong ngực, đặt cô nằm úp lên đùi mình, sau đó vén váy ngủ của cô lên, lộ ra quần lót bằng bông in hình mèo con. Vừa nhìn, yết hầu của anh liền siết lại, đồng tử có chút co rút, nhưng anh vẫn có thể nhịn được. Anh không hề khách sáo mà đánh một phát lên bờ mông trắng trẻo của cô. Khiến cho mông cô ngay sau đó liền hiện lên một vết tay mờ mờ. Đau em. Hứa Minh Tâm đau đớn bèn kêu lên, liên tục nũng nịu, chú ơi, em biết sai rồi mà, chú đừng đánh em nữa nha. Chú ơi. Lông mày của Cố Gia Huy nhíu lại, vừa cất tiếng đã mang theo chút giọng điệu không vui. Em sai rồi, anh Trung, anh đừng đánh nữa, em biết sai rồi mà. Hứa Minh Tâm liên tục nũng nịu, cô cảm thấy mông của cô sắp không xong rồi.